Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 86. Ngự linh độ Ách Đô. Bên ngoài võ đài, sắc mặt Hàn Dũ cũng ngưng trọng. Hắn nghe nói qua về ngự linh độ Ách Đô, đây là huyền kỹ đế cấp do Tiêu Vô Tình của Bạch Lộc Thư Viện sáng tạo ra, cũng không phải là đế cấp, nó là huyền kỹ đế cấp loại hình phát triển. Nói cách khác, từ trình độ nào đó, uy lực của nó không có hạn mức cao nhất. Uy lực của nó đạt tới trình độ nào hoàn toàn xem năng lực của người sử dụng. Có thể nói, đây là huyền kỹ có thể tạo thành uy hiếp với nửa bước đế giả. Hiển nhiên đám người Bạch Lộc Thư Viện cũng biết huyền kỹ này, sắc mặt đám người nho phái vô cùng khó nhìn, thậm chí rất nhiều người đã sinh ra tuyệt vọng. Đám người pháp phái thở ra một hơi, bởi vì Phong Khinh Ý nghiêm túc. Mà Phong Khinh Ý nghiêm túc, Dương Diệp là đối thủ của hắn sao? Khi tiếng Tiêu vang lên, âm điệu động lòng người vang lên. Âm điệu lúc ban đầu bằng phẳng, nhưng rất nhanh biến thành dồn dập, sau đó trong chiến trường hư không xuất hiện cảnh tượng làm cho người khác sợ hãi. Không gian cả chiến trường hư không bị phá thành mảnh nhỏ. Bên ngoài võ đài, ánh mắt Lý Lão Quải nhìn lên người Tiêu Biệt Ly, hai tay chậm rãi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chiến trường hư không, cảm thụ được âm điệu chí mạng chung quanh, trong mắt Dương Diệp sinh ra lệ khí, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, thân thể hóa thành cầu vồng, mà lúc này, thân thể hắn xuất hiện vết máu giống như bị đao cắt qua, trên người không có nơi nào không có vết thương, hắn cũng biến thành huyết nhân. Phá! Lúc tới trước mặt Phong Khinh Ý vài trượng, Dương Diệp gầm lên một tiếng, hắn xuất ra một quyền cực mạnh. Quyền ra, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, cả chiến trường hư không lập tức nghiền nát, cùng lúc đó, võ đài cũng biến thành bột mịn, không chỉ có như thế, hai lực lượng kinh khủng bao phủ khắp nơi, những nơi đi qua, không gian vỡ ra như kính. Vô số người hoảng hốt. Lúc này, một bàn tay xuất hiện quét sạch dư âm ảnh hưởng, không gian bị nghiền nát cũng bị thiên đạo pháp tắc khôi phục như cũ. Tất cả mọi người hóa đá. Không ngờ uy lực như thế do một tên bán thánh cùng một gã thánh giả tạo ra. Ngay cả không gian chiến trường hư không được hai nửa bước đế giả ra chỉ cũng bị Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý công kích đánh nát. Phong Khinh Ý cũng bỏ đi, hắn vốn là tuyệt thế thiên tài, tăng thêm hắn thi triển lại là huyền kỹ khủng bố như ngự linh độ Ách Đô, uy lực kia tự nhiên không cần phải nói. Nhưng Dương Diệp thì sao? Dương Diệp thi triển là cái gì? Mặc kệ thi triển cái gì, hắn chỉ là bán thánh. Bán thánh mà thôi. Trong tràng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn năng lượng phong bạo bao phủ khắp nơi, chiến đấu giữa Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý quan hệ tới tương lai của hai phái. Người nào đi người nào lưu. Rất nhanh, những năng lượng phong bạo kia chậm rãi tiêu tán, Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tinh thần hộ thể thuật. Trong tràng, có người đột nhiên kêu lên, tất cả ánh mắt đều nhìn lên người Dương Diệp, lúc này, trên người Dương Diệp xuất hiện vòng bảo hộ màu xanh da trời. Lúc này vòng bảo hộ đầy vết rạn, nó đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Hắn lại thu thành tinh thần hộ thể thuật. Trong tràng, mọi người kinh hô. Tinh thần hộ thể thuật, đó là huyền kỹ phi thường nổi danh trong Bạch Lộc Thư Viện, bởi vì nó là huyền kỹ dựa vào tinh thần chi lực tu hành, đương nhiên, trọng yếu nhất là tinh thần hộ thể thuật biến thái. Cho dù người có nghị lực cũng bị tinh thần chi lực cắn trả bò lăn ra đất. Cắn trả không phải thứ con người có thể thừa nhận. Nhưng Dương Diệp lại tu luyện thành công. Tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời cũng mang theo hiếu kỳ. Đương nhiên, lúc này không có người nào đi quản tinh thần hộ thể thuật. Mọi người chỉ quan tâm, ai thắng ai thua. Từ mặt ngoài, dường như Phong Khinh Ý càng tốt hơn, bởi vì Dương Diệp chật vật hơn không ít, toàn thân Dương Diệp đầy vết máu, Dương Diệp lúc này quá khủng bố. Mà Phong Khinh Ý lại hoàn hảo không tổn thương gì, mây trôi nước chảy trước sau như một, hắn thong dong bình tĩnh như cũ. Yên lặng hồi lâu, đột nhiên Phong Khinh Ý nhìn Ngọc Tiêu trong tay của mình, trong ánh mắt tất cả mọi người, Ngọc Tiêu kia biến thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy việc này, sắc mặt người pháp phái lập tức khó nhìn. Nhìn mảnh vỡ đầy đất, trong mắt Phong Khinh Ý có một tia phức tạp, nói. Đi theo ta lâu như vậy, không nghĩ tới hôm nay người gãy ở chỗ này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi làm ta ngạc nhiên, không chỉ tu thành tinh thần hộ thể thuật. Lại có thể khống chế lực lượng bản thân tới mức này. Đáng tiếc, ngươi chỉ là bán thánh, nếu như ngươi là thánh giả, một quyền vừa rồi đã đánh chết ta. Khi Phong Khinh Ý mở miệng nói chuyện, mọi người kinh hãi lần nữa phát hiện,
khóe miệng Phong Khinh Ý chảy ra một dòng máu tươi. Sắc mặt người pháp phái, đặc biệt là Lý lão quải hiện tại âm trầm đáng sợ. Dương Diệp nhìn vết máu trên người mình, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Phong Khinh Ý, nói. Ngươi cũng làm ta ngạc nhiên. Đúng thế, thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Nếu như không phải hắn thi triển tinh thần hộ thể thuật vào lúc mấu chốt, hắn có khả năng sẽ bị trọng thương. Trước đó Phong Khinh Ý thi triển cái gì ngự linh độ ách đồ đã phá được phòng ngự thân thể của hắn. Nhưng làm hắn ngạc nhiên chính là, đối phương lại có thể nghênh kháng giới hạn pháp tắc. Không thể không nói, thực lực đối phương rất mạnh. Đồng thời, điều này cũng làm cho Dương Diệp có khái niệm rõ ràng về võ bảng. Võ bảng rất khủng bố. Phong Khinh Ý chỉ bài danh 21 đã có thực lực như vậy, những thiên tài xếp hạng trước hắn, đặc biệt đám yêu nghiệt top 10 sẽ khủng bố cỡ nào. Ta thua. Đúng lúc này, Phong Khinh Ý bình thản nhận thua. Mọi người xôn xao. Bất kể là người nho phái hay là người pháp phái, ánh mắt bọn họ đều nhìn lên Phong Khinh Ý. Không, ngươi không có thua. Lúc này, đột nhiên Lý lão quải giận dữ hét. Ngươi không có thất bại. Dương Diệp hắn chỉ là con sâu cái kiến tại Thanh Châu, ngươi làm sao có thể thua bởi hắn. Chiến, tiếp tục chiến, giết hắn đi. Dương Diệp nhìn về phía Lý lão quải, sát ý trong mắt hiện ra, lão nhân này vẫn chưa chết tâm giết hắn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý lão quải, Dương Diệp nhìn về phía Phong Khinh Ý, nói. Kỳ thật hắn nói đúng, ngươi cũng không có thua. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu, nói. Ngươi dùng thực lực bán thánh đánh ngang tay với ta, ta đã thua. Trước kia ta đã nói, nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu ngự linh độ ách đồ của ta, ta sẽ nhận thua, ngươi tiếp được, cho nên, ta thua. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lý lão quải, nói. Lý thủ tịch, năm đó ngươi cứu ta, hơn nữa an bài ta tiến vào nho phái, cho ta có được thành tựu hôm nay, tình này, ta chưa bao giờ quên. Hôm nay, ta giúp ngươi đối phó nho phái. Tuy ta thua, nhưng ta không thẹn với lương tâm, bởi vì ta đã hết lực. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Tiêu viện trưởng, nho phái chưa bao giờ bạc đãi ta, hôm nay ta lại trợ pháp phái đối phó nho phái, việc này là Phong Khinh Ý ta làm không đúng. Sau ngày hôm nay, ta sẽ không thi triển tất cả sở học của thư viện. Nói xong, ánh mắt Phong Khinh Ý quét nhìn mọi người, sau đó nói. Phong Khinh Ý ta hôm nay tuyên bố, ta rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện, từ nay về sau, ta không phải là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, sau này tất cả phân tranh của Bạch Lộc Thư Viện không quan hệ với ta, tất cả hành vi của ta sau này không liên quan tới Thư Viện. Nói xong, Phong Khinh Ý hóa thành ánh sáng bay đi. Ngươi không thể đi. Lý lão quải gầm lên giận dữ, tay phải vươn về phía trước, một bàn tay xé rách không gian, hắn muốn bắt Phong Khinh Ý trở lại. Oanh! Đột nhiên phía chân trời có ánh sáng xanh đánh vào bàn tay của Lý lão quải, bàn tay rung động mạnh, sau đó co trở lại, mà lúc này, Phong Khinh Ý đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngu xuẩn! Trên lễ đài, Hàn Dũ nhịn không được mắng, nói. Bạch Lộc Thư Viện, các ngươi nội đấu bức đệ tử xuất sắc nhất rời đi, ngươi, các ngươi thật ngu xuẩn. Nói xong, Hàn Dũ trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này bất kể người nho phái hay pháp phái đều im lặng. Sau nửa ngày, Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Lý lão quải, nói. Thì ra Khinh Ý năm đó tiến vào thư viện, hơn nữa gia nhập nho phái ta, tất cả đều là ngươi một mình thao tác. Lý lão quải, ngươi bố trí đủ sâu nha. Nói đến đây, Tiêu Biệt Ly hung ác nói. Hôm nay, ngươi thỏa mãn chưa? Sao, ngươi thỏa mãn chưa? Lý lão quải nắm chặt hai đấm, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiêu Biệt Ly nhìn hắn hồi lâu. Sau đó nói với người pháp phái. Nên ngừng không ngừng sẽ loạn. Nho phái ta đã tha thứ nhiều năm như thế, đổi lấy chính là pháp phái các ngươi được một tấc muốn tiến một thước. Như lời của các ngươi, tiếp tục như vậy, Bạch Lộc Thư Viện sớm muộn gì cũng có ngày diệt vong. Đã như thế, còn không bằng thừa dịp hiện tại giải quyết dứt khoát. Tất cả người pháp phái, các ngươi đi thôi. Giờ khắc này, sắc mặt người pháp phái tái nhợt. Chẳng lẽ thật sự phải rời khỏi Bạch Lộ giới? Chẳng lẽ thật biến thành chó nhà có tang? Tĩnh, nơi này yên tĩnh tới mức đáng sợ. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể rời đi không? Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý lão quải, sau đó nói. Lão gia hỏa này rất vô sỉ, khẳng định còn có trò để làm.
Đúng lúc này, đột nhiên Lý Lão Quải ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Nếu như chúng ta không đi thì sao? Khi Lý Lão Quải nói ra những lời này, hào khí nơi này rất khẩn trương, giống như một ngọn núi lửa có thể bộc phát. Không đi. Tiêu Biệt Ly cười khẽ, sau đó gương mặt hắn lạnh như băng, nói. Không đi, ta giết ngươi, ngươi có thể thử một chút. Hào khí nơi này lại khẩn trương, bất kể là nho phái hay pháp phái đều căng thẳng. Lý Lão Quải nhìn Tiêu Biệt Ly hồi lâu, cuối cùng hắn cười cười, nói. Nguyên đánh bạc chịu thua, pháp phái ta đã thua, chúng ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chúng ta đi, nhưng ta tin tướng, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ trở lại. Không tiền, Tiêu Biệt Ly nói. Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp đúng không? Tốt, rất tốt, mặt mũi pháp phái ta mất sạch, hơn nữa còn thất bại lớn như thế, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Dương Diệp nhún nhún vai, nói. Ban đầu ta không muốn đến Bạch Lộc Thư Viện, không có biện pháp phái các ngươi không nên ép ta. Mà vừa rồi ta không muốn đứng ra, ngươi lại bức ta, không có biện pháp, ta chỉ có thể đứng ra. Ta nói, tất cả những việc này đều là chính ngươi gây ra, ngươi không ép ta đứng ra, như vậy làm sao có việc hôm nay chứ? Lý Lão Quải híp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Dương Diệp, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn không hề nói nhảm, lập tức quay người nhìn đám người pháp phái, nói. Chư vị, chúng ta thua tỷ thí lần này, nhưng chúng ta còn chưa triệt để thua. Tin tưởng ta, chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ quay lại đoạt lấy những thứ thuộc về chúng ta. Ngày đó sẽ không quá lâu, tin tưởng ta. Phàm là đệ tử nguyện ý hối cải có thể lưu lại. Đúng lúc này, Tiêu Biệt Ly lại nói. Nhưng sau khi lưu lại, thư viện ngày sau không phân nho phái hay pháp phái, đều là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện. Chỉ cần có thể làm được điểm này, đều có thể lưu lại, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nghe được Tiêu Biệt Ly nói thế, rất nhiều đệ tử pháp phái động tâm. Nếu như có thể, ai lại nguyện ý rời khỏi nhà mình đi làm chó nhà có tang? Các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lúc này, Lý Lão Quải nói. Các ngươi muốn lưu lại, ngày sau sẽ không phải đệ tử pháp phái ta. Ngày khác chúng ta trở về, ta sẽ không cho các ngươi mặt mũi. Vạn nhất hắn không về được thì sao? Đúng lúc này, Dương Diệp âm thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên. Sắc mặt Lý Lão Quải trầm xuống, hắn quay người lạnh lùng nhìn Dương Diệp, Dương Diệp lại nhún nhún vai, nói. Ta chỉ giả thuyết mà thôi, ân, ra mặt các hạ dày như vậy, ngày sau muốn trở lại, cũng không phải là không được. Dù sao chỉ cần ngươi thiệt tình hối cải, ta nghĩ, Tiêu viện trưởng nhất định sẽ hối cải làm người mới. Lý Lão Quải nói rõ có tâm giết hắn, hắn không có khả năng hối cải, đã như vậy, hắn không ngại gây phiền toái cho đối phương trong phạm vi năng lực của mình. Dù sao đối phương hiện tại không làm gì được hắn. Tiêu viện trưởng, ta nguyện ý lưu lại. Lúc này, một gã đệ tử pháp phái đứng ra, nói. Ta không muốn rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện, cũng cam đoan buông ân oán trước kia, còn hy vọng tiêu viện trưởng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Ta cũng nguyện ý lưu lại. Ta cũng nguyện ý. Rất nhanh, gần ngàn đệ tử pháp phái đứng ra, trong đó, có một ít giáo tập và trưởng lão. Sắc mặt Lý Lão Quải âm trầm đáng sợ, đây là chuyện nằm trong kế hoạch, hôm nay lại biến thành người khác thi triển. Qua một hồi, đã có 2.000 tên đệ tử pháp phái tỏ vẻ nguyện ý lưu lại, 2.000 người này lại không phải số lượng nhỏ, bởi vì tất cả đệ tử pháp phái chỉ có 2 vạn mà thôi. Lý Lão Quải lạnh lùng nhìn đám người nho phái, sau đó nói. Tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, pháp phái ta sẽ đứng ở nơi này. Nói xong. Hắn quay người nhìn đám người pháp phái, nói. Chúng ta đi. Cứ như vậy, người nho phái nhìn quanh, vô số đệ tử pháp phái được Lý Lão Quải dẫn dắt rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Không có hoan hô, không có thắng lợi. Pháp phái rời đi, cũng ý nghĩa Bạch Lộc Thư Viện sau này giảm thực lực, cũng không còn là thế lực cấp kim cương. Đối với tương lai Bạch Lộc Thư Viện, tất cả mọi người mê mang. Chư vị. Lúc này, Tiêu Biệt Ly lại nói. Hôm nay đối với Bạch Lộc Thư Viện chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một ngày tai nạn. Pháp phái rời đi, thực lực Bạch Lộc Thư Viện chúng ta giảm đi một nửa. Ta phải thừa nhận, đến nay về sau, trong thế lực cấp kim cương, chỉ sợ Bạch Lộc Thư Viện chúng ta sẽ trở thành tồn tại kế cuối, nhưng mà... Nói đến đây,
Tiêu Biệt Ly lại nói lớn. Nhưng pháp phái rời đi, đối với Bạch Lộc Thư Viện chúng ta mà nói vẫn có thể xem là cơ hội. Bởi vì về sau, Bạch Lộc Thư Viện chúng ta chỉ có một tiếng nói, từ nay về sau, Bạch Lộc Thư Viện chúng ta sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết. Còn nữa, mặc dù pháp phái rời đi, nhưng căn cơ Bạch Lộc Thư Viện chúng ta vẫn còn, chỉ cần mọi người chúng ta đoàn kết nhất trí, ngày sau sẽ có thể đánh ra hào quang tại Trung Thổ Thần Châu. Bạch Lộc Thư Viện vạn tuế. Bạch Lộc Thư Viện vạn tuế. Trong tràng, vô số đệ tử Bạch Lộc Thư Viện hoan hô. Mà đúng lúc này, phía chân trời có hào quang lóe sáng, hào quang tỏa sáng, một lão giả xuất hiện. Bán đế. Dương Diệp híp mắt nhìn, đó là địch nhân của Bạch Lộc Thư Viện sao? Nhìn thấy lão giả áo lam, trong mắt Tiêu Biệt Ly sinh ra một tia phức tạp, nói. Phong huynh, người tới thật nhanh. Chỗ chức trách. Lão giả áo lam nhìn chung quanh, cuối cùng nói. Nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn phân liệt, nhưng cũng tốt, từ nay về sau, mọi người sẽ không bới móc lẫn nhau. Phong huynh, có thể dàn xếp. Tiêu Biệt Ly nói. Lão giả áo lam khẽ lắc đầu, nói. Ngươi biết quy củ. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly thấp giọng thở dài, sau đó thân hình khẽ động đi vào hư không, đôi tay vẫy một cái, trong chốc lát, cả Bạch Lộ giới đều rung rung. Dương Diệp phát hiện, có thứ gì đó trong lòng đất chui ra ngoài. Hắn đang làm cái gì? Dương Diệp hỏi Phương Vân bên cạnh. Phương Vân thấp giọng thở dài, nói. Tại Trung Thổ Thần Châu, có hơn 100 tuyệt phẩm linh mạch, tất cả mọi người đều muốn tuyệt phẩm linh mạch, nhưng vì ngăn ngừa Trung Thổ Thần Châu lâm vào tranh đấu cùng giết chóc không ngừng nghỉ, mọi người liên hợp tạo thành một liên minh. Liên minh này quy định, chỉ có thế lực lên võ bảng mới có thể có được một đầu tuyệt phẩm linh mạch. Ban đầu Bạch Lộc Thư Viện có được 3 đầu linh mạch, bởi vì Phong Khinh Ý. Còn có Quân Hoa Lạc, cùng với Mạc Vân Thiên đều là cường giả võ bảng, mà bây giờ, Phong Khinh Ý rời đi, mà hai người Mạc Vân Thiên lại là người pháp phái, nói cách khác, chúng ta không có tư cách sở hữu tuyệt phẩm linh mạch. Khó trách nhiều thế lực tranh nhau thiên tài võ bảng như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu, hiện tại hắn đã hiểu vì cái gì võ tông lại chú ý An Nam Tĩnh như thế. Trừ thiên phú An Nam Tĩnh ra, khẳng định bởi vì dùng thiên phú cùng tiềm lực của An Nam Tĩnh. Bởi vì dùng thiên phú cùng tiềm lực của An Nam Tĩnh tương đương với một tuyệt phẩm linh mạch. Võ bảng, không chỉ một bảng, nó còn là mạch máu của tất cả thế lực Trung Thổ Thần Châu. Không có thế lực cấp kim cương tuyệt phẩm linh mạch, nghiêm khắc mà nói, đã không thể tính là thế lực cấp kim cương. Giống như Thiên Vũ Tông, tuy tông môn các nàng được gọi là thế lực cấp kim cương, trong mắt thế lực cấp kim cương chân chính, kỳ thật bọn họ đã không phải. Không có nó, bọn họ không có cường giả võ bảng. Không có tuyệt phẩm linh mạch. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Phương Vân mang theo đắng chát và không cam lòng nồng đậm. Trong ánh mắt của mọi người, ba đầu cự long màu trắng dài vạn trượng bay lên, lúc này, lão giả áo lam xuất ra một cái bát màu vàng thu lấy ba con cự long. Lúc ba con cự long biến mất, giờ phút này, mọi người cả Bạch Lộ giới cảm giác có gì đó biến mất. Là linh khí. Linh khí đang biến mất nhanh chóng, không đến một hồi. Linh khí cả Bạch Lộ giới đã giảm đi vài chục lần. Linh khí nơi này không khác gì Thanh Châu. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu, hiện tại linh khí Bạch Lộ giới đã không khác gì Thanh Châu. Tu luyện tại nơi này, không cần phải nói, tốc độ tu hành của tất cả mọi người đều hạ thấp. Ngươi biết quy củ. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly thấp giọng thở dài, sau đó thân hình khẽ động đi vào hư không, đôi tay vẫy một cái, trong chốc lát. Cả Bạch Lộ giới đều rung rung. Dương Diệp phát hiện, có thứ gì đó trong lòng đất chui ra ngoài. Tại Trung Thổ Thần Châu, có hơn 100 tuyệt phẩm linh mạch, tất cả mọi người đều muốn tuyệt phẩm linh mạch, nhưng vì ngăn ngừa Trung Thổ Thần Châu lâm vào tranh đấu cùng giết chóc không ngừng nghỉ, mọi người liên hợp tạo thành một liên minh. Liên minh này quy định, chỉ có thế lực lên võ bảng mới có thể có được một đầu tuyệt phẩm linh mạch. Ban đầu Bạch Lộc Thư Viện có được 3 đầu linh mạch, bởi vì Phong Khinh Ý. Còn có Quân Hoa Lạc, cùng với Mạc Vân Thiên đều là cường giả võ bảng, mà bây giờ, Phong Khinh Ý rời đi, mà hai người Mạc Vân Thiên lại là người pháp phái, nói cách khác, chúng ta không có tư cách sở hữu tuyệt phẩm linh mạch. Khó trách nhiều thế lực tranh nhau thiên tài võ bảng như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu, hiện tại hắn đã hiểu vì cái gì võ tông lại chú ý An Nam Tĩnh như thế. Trừ thiên phú An Nam Tĩnh ra, khẳng định bởi vì dùng thiên phú cùng tiềm lực của An Nam Tĩnh. Bởi vì dùng thiên phú cùng tiềm lực của An Nam Tĩnh tương đương với một tuyệt phẩm linh mạch.
Võ bảng, không chỉ một bảng, nó còn là mạch máu của tất cả thế lực trung thổ thần châu. Không có thế lực cấp kim cương tuyệt phẩm linh mạch, nghiêm khắc mà nói, đã không thể tính là thế lực cấp kim cương. Giống như Thiên Vũ Tông, tuy tông môn các nàng được gọi là thế lực cấp kim cương, trong mắt thế lực cấp kim cương chân chính, kỳ thật bọn họ đã không phải. Không có nó, bọn họ không có cường giả võ bảng, không có tuyệt phẩm linh mạch. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Phương Vân mang theo đắng chát và không cam lòng nồng đậm. Trong ánh mắt của mọi người, ba đầu cự long màu trắng dài vạn trượng bay lên, lúc này, lão giả áo lam xuất ra một cái bát màu vàng thu lấy ba con cự long. Lúc ba con cự long biến mất, giờ phút này, mọi người cả bạch lộ giới cảm giác có gì đó biến mất. Là linh khí. Linh khí đang biến mất nhanh chóng, không đến một hồi, linh khí cả bạch lộ giới đã giảm đi vài chục lần. Linh khí nơi này không khác gì Thanh Châu. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu, hiện tại linh khí bạch lộ giới đã không khác gì Thanh Châu. Tu luyện tại nơi này, không cần phải nói, tốc độ tu hành của tất cả mọi người đều hạ thấp. Nếu như Bạch Lộc Thư Viện không thể mau chóng đạt được linh mạch lần nữa, dùng không bao lâu, Bạch Lộc Thư Viện sẽ triệt để xuống dốc. Không chung, lão giả áo lam cất kỹ cái bát, sau đó nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, do dự một chút, hắn thấp giọng thở dài, nói. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lão giả áo lam bay về phía chân trời. Kỳ thật, Dương Diệp có thể lên võ bảng. Đúng lúc này, không biết ai nói câu này. Lập tức, ánh mắt vô số người đều nhìn lên người Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt Tiêu Biệt Ly cũng nhìn lên người Dương Diệp, trong mắt hắn có một tia hưng phấn. Nhìn ánh mắt mọi người, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Nghĩa bất dung từ. Vân Hải Thư Viện và Bạch Lộc Thư Viện hiện tại nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Bạch Lộc Thư Viện cường đại, đối với hắn cùng Vân Hải Thư Viện đều có lợi. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, vô số người hoan hô, Tiêu Biệt Ly cùng Tô Sĩ Hà đều tươi cười. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người Hiểu Vũ Tịch, hắn trầm ngâm một chớp mắt, sau đó thân hình khẽ động, hắn đi tới trước mặt đám người Thiên Vũ Tông. Mà lúc này, Lâm Nguyệt Âm đột nhiên nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Vũ Tịch, tông môn truyền đến tin tức, ba ngày sau Mạc Gia sẽ phái người tới tông môn cầu thân. Tông môn truyền lời, bảo ta dẫn người lập tức trở về. Cầu thân. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện trước mặt Lâm Nguyệt Âm, nói. Cầu ai? Nhìn thấy Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm biến sắc, vô ý thức lui về phía sau một bước. Ta nói cầu ai? Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Thân thể Lâm Nguyệt Âm khẽ run lên, vội vàng nói. Không ai, Mạc gia phái người tới cầu thân cho Mạc Vân Thiên, cầu, tự nhiên là Vũ Tịch. Ta thấy hắn muốn chết. Dương Diệp nói một câu. Nghe được Dương Diệp nói thế, trong lòng Lâm Nguyệt Âm có chút khinh thường, Mạc gia là một trong tứ đại gia tộc của Trung Thổ Thần Châu, cũng là một trong những gia tộc xưa nhất, nội tình của bọn họ, đừng nói Bạch Lộc Thư Viện, cho dù là Võ Tông và Ma Tông cũng kém hơn, mà Dương Diệp chỉ là một người có thiên phú hơi mạnh mà thôi. Đối mặt với gia tộc cổ xưa như thế, Dương Diệp không tính là cái gì cả. Đương nhiên, nàng sẽ không ngốc nói ra, nàng ước gì Dương Diệp đi tìm Mạc gia gây phiền toái, kể từ đó, nàng có thể nhìn thấy kết cục thê thảm của Dương Diệp. Như thế nào? Lúc này, Tiêu Biệt Ly đi đến bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Tiêu viện trưởng, Vũ Tịch và ta đến từ một nơi, năm đó bởi vì một ít nguyên nhân, nàng bước vào linh giới trước ta một chút. Nhưng nàng hiện tại lại không nhớ chuyện quá khứ, kính xin tiền bối hỗ trợ xem xét một phen. Ngươi tới tự hạ vị diện. Tiêu Biệt Ly nói với Dương Diệp. Dương Diệp gật gật đầu. Thì ra là thế. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, bên cạnh, Lâm Nguyệt Tổ Âm đang muốn nói chuyện, nàng bị Dương Diệp trừng mắt nên không dám nói câu nào. Tiêu Biệt Ly duỗi một ngón tay điểm vào mi tâm của Hiểu Vũ Tịch, Hiểu Vũ Tịch cau mày, nàng muốn phản kháng, lúc này, Dương Diệp nói. Vũ Tịch, người không muốn biết tất cả quá khứ của mình sao? Hiểu Vũ Tịch im lặng nửa ngày, sau đó không hề phản kháng. Hiển nhiên, nàng cũng muốn biết quá khứ của mình. Dần dần, Tiêu Biệt Ly cau mày, qua một phút đồng hồ, Tiêu Biệt Ly thu tay lại, sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng. Như thế nào? Dương Diệp liền vội hỏi.
Tiêu Biệt Ly trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nàng không phải quên đi chuyện lúc trước, là vì trí nhớ của nàng bị phong ấn. Bị phong ấn? Dương Diệp biến sắc, nói. Trí nhớ bị phong ấn, như vậy sẽ thế nào? Sẽ làm bị thương căn bản. Tiêu Biệt Ly nói. Sắc mặt Dương Diệp triệt để âm trầm, nói. Tiền bối, ngươi có thể cởi bỏ phong ấn của nàng hay không? Tiêu Ly lắc đầu, nói. Đây là phong ấn thủ pháp đặc thù, trừ phi đế giả chân chính, bằng không người ngoài cưỡng ép cởi bỏ phong ấn, rất có thể sẽ trực tiếp xóa đi tất cả trí nhớ của nàng, làm cho nàng biến thành ngu ngốc. Dương Diệp tức giận, sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Nguyệt Âm, nói. Vì sao Thiên Vũ Tông phải phong ấn trí nhớ của Vũ Tịch? Nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm biến sắc, đối với tên điên như Dương Diệp, nàng thực sự có chút sợ. Đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiêu Biệt Ly nói. Phong ấn trí nhớ của nàng, có phải là vì muốn nàng quên đi tất cả chuyện tại hạ vị diện lúc trước hay không? Thiên phú cùng tiềm lực của nha đầu này rất không tồi, nếu như tiến hành bồi dưỡng, tương lai khẳng định sẽ có thành tựu bất phàm. Nhưng nếu như nàng còn trí nhớ ở hạ vị diện, Thiên Vũ Tông có khả năng sẽ bồi dưỡng thay người khác. Vì khống chế thiên tài hạ vị diện, loại chuyện phong ấn trí nhớ này rất thông thường tại Trung Thổ Thần Châu. Thiên Vũ Tông. Trong mắt Dương Diệp sinh ra hàn quang. Tiêu Ly nói. Ngươi có quan hệ gì với nha đầu kia? Nàng là thê tử của ta. Dương Diệp nói. Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt Tiêu Biệt Ly biến hóa, nói. Việc này có chút khó giải quyết. Ta muốn một mình tâm sự với Vũ Tịch. Lúc này, Dương Diệp nói. Tiêu Biệt Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, hắn quay người biến mất. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Nguyệt Âm, nói. Muốn ta làm ngươi cút đi không? Lâm Nguyệt Âm liếc mắt nhìn Dương Diệp, không dám kích thích Dương Diệp, lập tức dẫn người Thiên Vũ Tông sau lưng rời đi. Dương Diệp đi đến trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nói. Vũ Tịch, ta biết rõ tất cả bí mật của ngươi, biết rõ tất cả yêu thích của ngươi, còn biết ngươi sẽ làm gì. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi đã từng là thê tử của ta. Nói xong, Dương Diệp bắt đầu giảng thuật cho Hiểu Vũ Tịch nghe tất cả chuyện tại Huyền Giả Đại Lục. Hồi lâu, sau khi Dương Diệp nói xong, Hiểu Vũ Tịch trầm mặc. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Ta rất mê mang, ta không biết mình đã từng là ai, cũng không biết tương lai mình muốn gì. Ngươi nói ta là thê tử của ngươi, ta biết rõ, ngươi có khả năng nói không giả, bởi vì ngươi biết rõ rất nhiều chuyện ta không biết, mà những chuyện này lại phi thường chân thật. Có lẽ, ta đã từng rất yêu ngươi, nhưng hiện tại, ta không có loại cảm giác này, không nên dùng cảm giác mà ta đã mất đi bức bách ta, được không? Dương Diệp vươn tay vuốt tóc Hiểu Vũ Tịch, nhẹ giọng, nói. Tốt, ta không bức bách ngươi. Ngươi yên tâm, cũng không ai có thể bức bách ngươi làm chuyện ngươi không thích, bất kể là Thiên Vũ Tông hay là Mạc gia kia. Ta phải đi về. Hiểu Vũ Tịch nói. Có thể không quay về không? Dương Diệp nói. Ta không quay về, ngươi sẽ biến thành địch nhân chung của Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia. Hiểu Vũ Tịch nói. Nghe được Hiểu Vũ Tịch nói thế, Dương Diệp nao nao, lập tức vui mừng, nói. Ngươi lo lắng cho ta, Vũ Tịch người đang lo lắng cho ta. Ha ha, ta biết ngay, ngươi mặc dù không có trí nhớ, nhưng ngươi vẫn có cảm giác đúng không? Ha ha, Hiểu Vũ Tịch. Cười một lát, Dương Diệp nói. Đừng nói Thiên Vũ Tông và Mạc gia. Vì ngươi, cho dù đối địch với thế giới ta cũng không sợ. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, cổ tay nàng khẽ động, một cây đao mỏng như cánh ve xuất hiện trong tay nàng. Dực Thiền. Dương Diệp liếc tự nhận ra chuôi đao này là hắn tặng cho Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch nhìn đao trong tay hồi lâu, nói. Từ khi ta biết việc, thanh đao này vẫn đi theo ta nhiều lần muốn ném đi, nhưng mỗi lần nghĩ vậy đều không có ném. Ngươi vừa nói với ta, ngươi đã từng tặng đao cho ta, nếu như ta không có đoán sai, đó là thanh này. Dương Diệp gật đầu. Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta cũng rất muốn biết chuyện trước kia, cho ta thời gian. Trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia nhu hòa, nói. Không nên quá ép mình, từ từ sẽ đến. Về phần Thiên Vũ Tông và Mạc gia, giao cho ta. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, trong mắt sinh ra một tia phức tạp. Sau đó gật gật đầu. Rất nhanh,
đám người Hiểu Vũ Tịch được Lâm Nguyệt Âm dẫn dắt rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Tại chỗ, nhìn phương hướng Hiểu Vũ Tịch rời đi, Dương Diệp trầm mặc. Vấn đề này có chút khó giải quyết. Lúc này, Tiêu Biệt Ly xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nói. Mạc Vân Thiên là người pháp phái, nếu như chỉ là như vậy, thế thì không có gì. Nhưng vấn đề là, hắn còn là người Mạc Gia. Mạc Gia, gia tộc này là một trong tứ đại gia tộc của Trung Thổ Thần Châu, cũng là một trong những gia tộc xưa nhất. Bạch Lộc Thư Viện chúng ta không phân liệt, thật không sợ bọn họ, nhưng mà hiện tại. Nói đến đây, hắn lại nói. Trọng yếu nhất là thái độ của Thiên Vũ Tông, bọn họ rất sớm đã muốn tác hợp Vũ Tịch cùng Mạc Vân Thiên. Nói cách khác, vì hai người này ở cùng với nhau, đây là chuyện Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông cùng đồng ý, nếu như chúng ta nhúng tay, sẽ trở thành địch nhân chung của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông. Thiên Vũ Tông muốn tác hợp Vũ Tịch và Mạc Vân Thiên, mục là vì linh mạch hay là vì đáp lên Mạc Gia? Dương Diệp hỏi. Cả hai đều có. Tiêu Biệt Ly nói. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói. Tiêu Viện Trưởng, người cảm thấy tương lai của Bạch Lộc Thư Viện thế nào? Người muốn nói cái gì? Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Bạch Lộc Thư Viện hôm nay đã rơi xuống đáy cốc, nếu như muốn phát triển bình thường, không có thời gian mấy trăm năm không làm được. Thậm chí gây chuyện không tốt, còn có thể không gượng dậy nổi, từ nay về sau triệt để xuống dốc, sau đó cuối cùng bị người khác chiếm đoạt. Điểm ấy, Tiêu Viện Trưởng không phủ nhận chứ. Tiêu Biệt Ly gật đầu. Dương Diệp nhìn thẳng Tiêu Biệt Ly, nói. Thời khắc phi thường, dùng thủ đoạn phi thường. Có ý gì? Tiêu Ly đừng trầm giọng nói. Trực giác nói cho hắn biết, có chút không ổn. Dương Diệp nói. Ta hy vọng Tiêu Viện Trưởng có thể đi với ta tới Thiên Vũ Tông cầu hôn. Tiêu Biệt Ly nao nao, lập tức cười khổ nói. Người muốn Bạch Lộc Thư Viện vạch mặt với Mạc Gia. Dương Diệp nói. Có một chỗ tốt, thứ nhất, có thể làm cho thế nhân và đệ tử Thư Viện biết rõ, Bạch Lộc Thư Viện phân liệt, nhưng tâm huyết vẫn còn, chúng ta không sợ bất cứ thế lực kim cương nào. Chúng ta bây giờ, thiếu nhất chính là thanh danh, bởi vì ta có thể tưởng tượng. Lúc này ở bên ngoài khẳng định rất nhiều người và thế lực đều đang chê cười chúng ta, chê cười cái gì? Chê cười Bạch Lộc Thư Viện chúng ta xuống dốc, chúng ta có thể dùng sự thật nói cho bọn họ biết, chúng ta không có, Bạch Lộc Thư Viện chúng ta không sợ bất cứ kẻ nào và bất cứ thế lực gì. Tiêu Biệt Ly trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Đương nhiên, ta sở dĩ nói như vậy, tự nhiên có tư tâm, bởi vì ta muốn Thư Viện làm hậu thuẫn cho ta. Nếu như Thư Viện không cho ta chỗ dựa, ta cũng không trách các ngươi, dù sao đây là việc riêng của Dương Diệp ta. Nhưng ta sẽ rời khỏi Thư Viện, sau đó mang theo Vũ Tịch đi tìm nơi nương tựa Võ Tông hoặc là Ma Tông, hoặc là thế lực kim cương khác. Ta không phải đang uy hiếp Tiêu Viện Trưởng, mà là Thư Viện không giúp ta, ta đã cùng đường, đây cũng là đường ra duy nhất. Tiêu Biệt Ly trầm mặc hồi lâu, sau đó vỗ vai Dương Diệp, hắn quay người rời đi, rất nhanh, lời của hắn truyền về sau. Ba ngày sau chúng ta đi Thiên Vũ Tông cầu hôn. Đa tạ. Dương Diệp thở ra, nếu như không có Bạch Lộc Thư Viện ủng hộ, hắn thực sự chỉ có thể mang theo Hiểu Vũ Tịch bỏ trốn. Một thế lực cấp kim cương có bao nhiêu khủng bố, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Không nói việc khác, chỉ nói pháp phái, nếu như pháp phái và nho phái náo mâu thuẫn và không đơn đấu với hắn, hắn căn bản không có khả năng thắng. Cho nên, phải cứu Hiểu Vũ Tịch. Chỉ có thể dựa vào Bạch Lộc Thư Viện tương trợ. Hơn nữa, tốt nhất dùng trí. Đương nhiên, hắn sẽ không để ý dùng sức mạnh. Lúc này, Phương Vân đột nhiên đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó hắn cầm một quyển trục giao cho Dương Diệp, nói. Đây là cả bộ tinh thần hộ thể thuật, là viện trưởng bảo ta giao cho ngươi. Hắn nói ngươi tốt nhất nên học nhanh lên, bằng không thì các ngươi có khả năng đi mà không về. Dương Diệp, cáo biệt Phương Vân. Dương Diệp trở lại gian phòng, sau đó mở quyển trục ra, quét mắt một vòng, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Không có phẩm giai, nói đùa gì vậy? Bởi vì nghi hoặc, Dương Diệp lại đi tìm Tiêu Biệt Ly. Quyền kỹ này là tiền bối của Bạch Lộc Thư Viện đoạt được từ ngoại vực, bởi vì tu là tinh thần chi lực, tăng thêm lại không có người tu luyện thành công, bởi vậy, chúng ta cũng không biết nó thuộc cấp bậc gì. Tiêu Biệt Ly nói, nhưng tinh thần hộ thể thuật nguyên vẹn. Thấp nhất sẽ không thua gì đế cấp hạ phẩm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, các biệt Tiêu Biệt Ly, sau đó hắn xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Dương Diệp,
trong mắt Tiêu Biệt Ly hiện ra một tia phức tạp. Phong Khinh Ý đã rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện, nếu như Dương Diệp rời đi, đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Hơn nữa, Bạch Lộc Thư Viện muốn đạt được một linh mạch cũng phải cần dựa vào Dương Diệp. Cho nên, cho dù như thế nào, hắn cũng không thể ép Dương Diệp rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp cần Bạch Lộc Thư Viện, mà Bạch Lộc Thư Viện không cần Dương Diệp hay sao? Dương Diệp cũng không trở về gian phòng, mà là đi vào một đỉnh núi phía sau Bạch Lộc Thư Viện. Lúc này, đã vào đêm, bầu trời đầy sao. Dương Diệp mở quyển trục ra, lúc này có tin tức không ngừng rót vào đầu Dương Diệp. Tinh thần chi lực, khởi nguyên ở vũ trụ, không bị thiên đạo chế ước. Trên đỉnh núi, Dương Diệp tính tọa gần một giờ mới mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trời sao, trong mắt có phần mê mang. Trong tinh thần hộ thể thuật nguyên vẹn có giới thiệu rất nhiều về tinh thần chi lực, từ đó hắn có nhận thức rõ hơn về tinh thần chi lực. Trong vũ trụ mênh mông này, trừ linh khí ra, còn có tinh thần chi lực cùng với hồng mông tử khí mà hắn biết. Hắn biết rõ, trừ ba loại này ra, khẳng định còn có rất nhiều phương thức tu luyện cùng linh khí mà hắn không biết. Bởi vì tiểu thất tu luyện cũng không phải là tinh thần chi lực, cũng không phải linh khí, lại càng không phải hồng mông tử khí. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến một câu nói của đế nữ, thế giới rất lớn, chúng ta rất nhỏ bé. Sau nửa ngày, Dương Diệp khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. So với mê mang tương lai, không bằng hiện tại cố gắng, tranh thủ tương lai có thể sẽ có thực lực mạnh hơn đối mặt với tất cả. Với hắn mà nói, thế giới này, rất nhiều cần dựa vào nắm đấm giải quyết. Lần này, Dương Diệp không sử dụng tinh thần chi lực để luyện thân thể, mà là hấp thu tinh thần chi lực vào trong cơ thể, sau đó dựa theo phương pháp của tinh thần hộ thể thuật vận chuyển những tinh thần chi lực kia. Trên đỉnh núi, vô số tinh thần chi lực màu xanh da trời rót xuống, cuối cùng hóa thành từng tia sáng bao phủ thân thể Dương Diệp. Giờ khắc này, toàn thân Dương Diệp đều tỏa ra ánh sáng màu xanh giống như một ngôi sao sáng chói mắt. Hắn phát hiện mình có thể tồn trữ tinh thần chi lực trong người. Đương nhiên, bởi vì tinh thần chi lực cùng huyền khí có phần khác nhau, có thể nói, nhân loại tu luyện huyền khí căn bản không cách nào tu luyện tinh thần chi lực. Nhưng Dương Diệp lại sẽ không, có được hồng mông tử khí điều hòa, tinh thần chi lực cùng huyền khí của hắn không sinh ra xung đột, nói cách khác, tinh thần chi lực hoàn toàn có thể tồn trữ trong người như huyền khí. Sau khi phát hiện điểm này, đôi mắt Dương Diệp mở to, hắn vô cùng kích động. Tinh thần chi lực có thể tồn trữ trong người, như vậy có thể lợi dụng tinh thần chi lực để thi triển huyền kỹ hay không? Hắn lại không làm như vậy. Hiện tại mục tiêu chủ yếu của hắn là tu hành xong tinh thần hộ thể thuật. Trước kia khi đánh một trận với Phong Khinh Ý, hắn dựa vào tinh thần hộ thể thuật ngạng kháng ngự linh độ ách đô của Phong Khinh Ý. Mà ngự linh độ ách đô ít nhất cũng là huyền kỹ đế cấp hạ phẩm. Nói cách khác, nếu như hắn tu luyện thành tinh thần hộ thể thuật nguyên vẹn, ngày sau thi triển ra, tăng thêm thân thể của hắn, cho dù là huyền kỹ đế cấp thượng phẩm cũng khó gây tổn thương lên hắn. Tinh thần hộ thể thuật không trọn vẹn cùng tinh thần hộ thể thuật nguyên vẹn có khác nhau rõ ràng, tinh thần hộ thể thuật không trọn vẹn chỉ có thể làm tinh thần chi lực tràn ra bên ngoài cơ thể, hình thành vòng phòng hộ, mà nguyên vẹn không chỉ hình thành phòng hộ, còn có thể làm cho tinh thần chi lực tràn ngập toàn thân, hoàn toàn dung làm một thể với hắn. Nói cách khác, mỗi tế bào của hắn khi đó đều có tinh thần chi lực. Hấp thu tinh thần chi lực, Dương Diệp cũng hấp thu vào trong kiếm vực. Hắn tu luyện trong kiếm vực sẽ làm chơi ăn thật. Một ngày sau, trên đỉnh núi, Dương Diệp mở mắt ra, trong chốc lát, trong cơ thể hắn tuôn ra năng lượng màu xanh da trời kinh khủng, rất nhanh, những năng lượng màu xanh da trời lại lùi về trong cơ thể hắn. Sau đó Dương Diệp biến thành ánh sáng màu xanh da trời. Nhìn tinh thần chi lực trên người mình, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia hưng phấn, lúc này, toàn thân hắn phủ kín tinh thần chi lực, hiện tại hắn có thể nghênh kháng huyền kỹ đế cấp. Nếu như đối mặt với Phong Khinh Ý, hắn có thể đứng yên thừa nhận ngự linh độ ách đô của đối phương mà không hề hấn gì. Nhưng tinh thần hộ thể thuật vẫn có một chỗ thiếu hụt, chính là sau khi thi triển thời gian dài sẽ tạo thành tổn thương lên thân thể. Giống như hắn hiện tại, sau khi triệt hồi tinh thần hộ thể thuật, toàn thân hắn sẽ cảm thấy đau đớn giống như bị người ta đánh một trận. Mà lúc này chỉ mới duy trì 10 giây, nếu như lâu hơn một chút, có lẽ hắn sẽ bị tê liệt. Trong một phút đồng hồ chính là cực hạn ta có thể thừa nhận, nếu như vượt qua một phút đồng hồ, thân thể sẽ sụp đổ.
Dương Diệp nghĩ thầm. Tuy chỉ có một phút đồng hồ, nhưng đối với Dương Diệp mà nói là không tồi. Bởi vì một phút đồng hồ, đế giả không xuất ra, hắn tương đương với tồn tại vô địch. Đương nhiên, chỉ có thể nói đối với những người khác, nếu như đụng phải nhân nữ cùng minh nữ, đừng nói một phút đồng hồ, hắn không biết mình có thể duy trì trong bao lâu. Tại chỗ, Dương Diệp xuất ra một viên tử tinh thạch nuốt vào, một giờ sau khi thân thể được chữa trị không sai biệt lắm, hắn bắt đầu thử điều khiển tinh thần chi lực thi triển huyền kỹ. Hắn thi triển kiếm kỹ và kiếm dục đều cần đại lượng huyền khí, đặc biệt là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng với nhất niệm thuấn sát, mỗi một lần thi triển gần như làm hắn dầu cạn đèn tắt. Nếu như có thể thi triển tinh thần chi lực sẽ thế nào? Ý nghĩa hắn về sau không còn huyền khí, hắn còn có thể thi triển tinh thần chi lực. Nói ngắn lại chính là, nếu như có thể thi triển tinh thần chi lực, hắn sẽ có thêm một lực lượng mới. Cũng ý nghĩa, dù cho linh khí thế giới này ngày sau khô kiệt, hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn còn có tinh thần chi lực. Nói làm liền làm. Không có phương pháp đặc thù, hắn cứ dựa theo biện pháp điều khiển huyền khí để điều khiển tinh thần chi lực. Ngay từ đầu, Dương Diệp làm rất cẩn thận, bởi vì hắn cũng sợ phạm sai lầm, trong người sinh ra sai lầm sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, việc này không khó khăn như hắn nghĩ. Bị hắn điều khiển, một đám tinh thần chi lực bao phủ cánh tay của hắn, cuối cùng đi vào đầu ngón tay. Sau một khắc, Dương Diệp điểm về phương xa. Xuy! Một tia kiếm khí màu xanh ra trời bay qua không gian, nó lập tức biến mất cuối chân trời, giống như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Thực có thể! Dương Diệp vui mừng như điên. Nếu như hắn thi triển 100 đạo điệp ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tối đa có thể liên tục thi triển 5 lần, nhưng hiện tại, có tinh thần chi lực, hắn có thể liên tục thi triển 10 lần. Ngăn chặn kích động cùng hưng phấn trong nội tâm, hắn lại bấm tay, rất nhanh, mấy đạo kiếm khí màu xanh ra trời ngưng tụ trên đầu ngón tay và bắn ra. Tinh thần chi lực. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn tinh không mênh mông, hắn tươi cười vui vẻ. Tinh thần chi lực cũng tương đương với át chủ bài của hắn. Sau khi vận chuyển quen thuộc, Dương Diệp bắt đầu tu luyện, nhất niệm thuấn sát. Theo thực lực của hắn tăng lên cùng thân thể tăng lên, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đạt tới 100 đạo điệp ra, nếu như sử dụng Táng Thiên, thậm chí có thể đạt tới 110 đạo, 110 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra hoàn toàn có thể một kiếm miểu sát thánh giả cao cấp. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trở nên mạnh mẽ, này lại để cho nhất niệm thuấn sát biến thành gân gà. Muốn cho nhất niệm thuấn sát trở nên mạnh mẽ, chỉ có một biện pháp, chính là gia tăng tốc độ. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp tế ra kiếm dực, sau đó thò tay tìm tòi, một thanh ý kiếm hiện ra trong tay hắn. Trước kia, hắn thi triển nhất niệm thuấn sát cũng chỉ đơn thuần là thi triển nhất niệm thuấn sát, cũng không có lợi dụng ngoại vật gia trì, ví dụ như kiếm dực, còn có lực lượng thân thể cùng tốc chi pháp tắc. Lần này, hắn muốn lợi dụng tất cả gia trì vào tốc độ của nhất niệm thuấn sát. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, rất nhanh. Kiếm dực sau lưng Dương Diệp lập tức rung rung, Dương Diệp chậm rãi bay lên. Sau một khắc, chân phải Dương Diệp đạp mạnh vào hư không, không gian hắn đặt chân sụp đổ, hắn mượn nhờ cổ lực lượng này bay đi, vào lúc hắn lao đi, kiếm dực phía sau hắn kích động, hắn thuận thế thi triển tốc chi pháp tắc. Hắn lóe lên như tốc độ ánh sáng. Oanh! 3 giây qua đi. Dương Diệp nằm trên mặt đất, trên người hắn không còn quần áo, trên người hắn tràn đầy khe hở dài hẹp như ngón tay. Loại khe hở này trải rộng khắp toàn thân của hắn. Chơi, chơi, lớn rồi. Nói xong, Dương Diệp bất tỉnh. Dương Diệp tỉnh lại, hắn đã ở trong thư viện. Trong phòng, Dương Diệp nhìn bốn phía, sau đó cảm thụ thân thể, được hồng mông tử khí tự động chữa trị. Bên ngoài thân thể hắn lúc này đã chữa trị không sai biệt lắm, nhưng ngũ tạng lục phủ kể cả kinh mạch xương cốt toàn thân vẫn chưa chữa trị triệt để. Hơi nhúc nhích một chút, thân thể hắn đau thấu xương. Dương Diệp cười khổ, hắn lúc này quá đại ý. Bản thân tốc độ của nhất niệm thuấn sát rất kinh khủng, mà hắn lại tăng thêm lực lượng thân thể cùng kiếm được, còn có tốc chi pháp tắc. Loại tình huống này, không hề nghi ngờ, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn hắn có khả năng đạt được. Nhưng hắn lại xem nhẹ một điểm, đó là vấn đề thân thể có chịu nổi hay không. Hắn vốn có lòng tin vào thân thể của mình, bởi vì lúc này thân thể hắn đã đạt tới thần lực cảnh, nói cách khác. Thân thể hắn lúc này đã đạt tới tình trạng yêu thú thánh giả cao cấp. Hắn không ngờ tới, nếu dùng toàn lực, tốc độ của hắn đã vượt qua khả năng cực hạn của thần lực cảnh.
Nếu lúc trước hắn nhanh hơn một chút, nói không chừng hắn đã bị xé thành cặn bã. Dương Diệp vẫn cao hứng, bởi vì hắn sử dụng toàn lực, uy lực của nhất niệm thuấn sát có thể đạt tới loại trình độ này. Nói không khách khí, một kiếm của hắn, đặc biệt là lúc dùng táng thiên, hắn hoàn toàn có thể đủ uy hiếp được bản đế. Một kiếm này quá nhanh, còn nhanh hơn tốc độ của quang nữ rất nhiều. Lúc này, cửa gian phòng mở ra, hư vô thần đi vào gian phòng. Hư vô thần đi đến bên giường Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, sau đó nói. Chậc chậc, Dương Diệp, chính ngươi tu luyện lại tu luyện tới mức nửa chết nửa sống, ngươi đúng là trâu bò. Bội phục, nói xong, hư vô thần nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc chúng ta phát hiện ngươi thì ngươi đã thê thảm như thế. Tu luyện quá độ, không có khống chế tốt, sau đó cứ như vậy. Dương Diệp nói. Hư vô thần sửng sốt nửa ngày, cuối cùng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật trâu bò. Ngươi bây giờ đã gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp hỏi. Nghe Dương Diệp hỏi câu này, trên mặt hư vô thần lộ ra nụ cười, nói. Biết không, ta trực tiếp trở thành đệ tử nội viện, hơn nữa. Đám gia hỏa Bạch Lộc Thư Viện rất tôn kính ta, trừ việc này ra, tiêu viện trưởng còn cho ta đặc quyền, tóm lại, bọn họ bây giờ đang dự định ta thành đệ tử hạch tâm. Chúc mừng! Dương Diệp cười nói. Về sau ta sẽ không đi theo ngươi được nữa. Hư vô thần nói. Vì cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta muốn đánh võ bảng. Hư vô thần nói. Trước kia đến Trung Thổ Thần Châu, đối với võ bảng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hiện tại, Bạch Lộc Thư Viện đại lực bồi dưỡng ta phải cố gắng một chút, sau đó đi đánh võ bảng này. Cho dù nhất thời đánh không lại cũng không sao, dù sao ta sẽ xem đây là mục tiêu, võ bảng chính là mục tiêu phấn đấu của hư vô thần ta. Dương Diệp cười nói, có thể, trước kia ngươi không có căn cơ, không có thế lực tốt bồi dưỡng, nhưng hiện tại có. Nếu như ngươi có thể cố gắng đánh lên võ bảng, đạt được linh mạch giúp thư viện, có thể tưởng tượng. Thư viện nhất định sẽ càng bồi dưỡng ngươi, vô cực ma tông khẳng định cũng có thể thơm lây. Hư vô thần gật đầu, nói. Sau khi ta rời khỏi nơi này sẽ trùng kích thánh giả, tài nguyên trùng kích thánh giả, thư viện đã an bài tốt, còn phái người chỉ điểm ta nên chú ý cái gì, hơn nữa còn hộ pháp cho ta. À, hiện tại ta mới hiểu được, vì cái gì những thiên tài thế lực cấp kim cương lợi hại như thế. Thiên phú và cố gắng là một phần, trọng yếu nhất chính là thế lực sau lưng bồi dưỡng. Ngươi xem ta hiện tại, nói muốn thành thánh, thư viện đã chuẩn bị tất cả cho ta. Đã có căn cơ, ngày sau thành tựu như thế nào phải xem chính ngươi. Dương Diệp nói. Hư vô thần hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta sẽ không theo ngươi đi Thiên Vũ Tông, theo như viện trưởng nói chính là, ta đi chính là cản trở. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Diệp gật đầu. Hư vô thần khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ước chừng qua một hồi, một mỹ phụ đi tiến gian phòng. Nhìn thấy mỹ phụ, Dương Diệp nao nao, bởi vì này mỹ phụ này chính là người phụ trách thương hội. Ta là Bạch Tương Giao. Mỹ phụ đi đến bên giường Dương Diệp, mỉm cười, nói. Ngươi có thể gọi ta là Bạch Quản sự. Bạch Quản sự có việc. Dương Diệp nói. Đầu tiên, chúc mừng Dương công tử chiến thắng trong thi đấu. Bạch Tương Giao nói. Một người độc chiến pháp phái, không chỉ chiến thắng cường giả võ bảng của pháp phái, còn đánh khó phân thắng bại với đệ nhất cường giả thế hệ trẻ của Bạch Lộc Thư Viện là Phong Khinh Ý. Hôm nay thanh danh của Dương công tử đã như mặt trời ban trưa. Bạch quản sự khẳng định không phải cố ý tới chúc mừng ta. Dương Diệp cười nói. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói. Trước kia Dương công tử đến thi đấu với pháp phái, Vân Minh Thương Hội chúng ta mở một ván đánh cược. Đánh cược Dương công tử sẽ thắng hay pháp phái sẽ thắng. Người đặt cược rất nhiều, đáng tiếc đều là mua Dương công tử thua. Dương Diệp nao nao, lập tức nói. Ngươi lá gan thật lớn, nếu như ta thua, ngươi sẽ phá sản. Không chỉ phá sản, ta còn mất mạng. Bạch Tương Giao nói. Thế nhưng ta đã đúng. Trong lần đánh bạc này, không chỉ mang đến một số tài phú kinh người cho Vân Minh Thương Hội, còn hồi sinh gia tộc của ta. Tất cả đều do Dương công tử ban tặng. Nói xong, nàng lấy ra một tấm thẻ màu vàng đặt bên giường của Dương Diệp, nói. Đây là thẻ vàng của Vân Minh Thương Hội, cầm thẻ vàng này, Dương công tử có thể đạt được rất nhiều ưu đãi tại Vân Minh Thương Hội,
Hơn nữa cầm thẻ vàng này còn có thể mượn tử tinh thạch tại Vân Minh Thương Hội, hạn mức cao nhất là 1 vạn, miễn tất cả tiền lãi. Dương Diệp nhìn tấm thẻ một lúc, sau đó nhìn về phía Bạch Tương Giao nói. Kỳ thật, người hoàn toàn không cần làm như vậy. Người lợi dụng ta và pháp phái ở cược đánh bạc, đây là phách lực của ngươi, không quan hệ với ta. Ta muốn kết giao bằng hữu với Dương công tử, Bạch Tương Giao nói. Ta không cự tuyệt thiện ý này. Nói xong, Dương Diệp thu hồi thẻ vàng. Nhìn thấy Dương Diệp thu hồi thẻ vàng, Bạch Tương Giao mỉm cười, sau đó nói. Hôm nay tới đây còn có một phần đại lễ muốn tặng cho Dương công tử. Phần lễ này, ta tin tưởng Dương công tử nhất định sẽ ưa thích. Ta rất chờ mong. Dương Diệp cười nói. Bạch Tương Giao lật tay, một bao tay bảo vệ xuất hiện. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Quang tử kiếm tí. Bạch Tương Giao nhìn về phía Dương Diệp, nói. Quang tử kiếm tí này diệu dụng vô cùng, Dương công tử hiện tại có thể thử xem. Nghe vậy, Dương Diệp cầm trong tay, kiếm ý rót vào trong, sau đó quang tử kiếm tí bao phủ hai tay của hắn. Dương Diệp cảm thụ bao tay, tâm niệm vừa động, hai thanh quy quang tử kiếm xuất hiện trong phòng. Dương Diệp ngạc nhiên, bởi vì hai thanh kiếm trong tay hắn đều là thần giai thượng phẩm, hơn nữa đều là trong suốt, chúng giống như ánh sáng tạo thành, chủ yếu là hai thanh kiếm này giống như cánh tay của hắn, nói đơn giản một chút chính là, hắn cảm giác hai tay của mình là hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này có thể thuấn di. Lúc này, Bạch Tương Giao cười nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Bạch Tương Giao, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức, hai thanh kiếm xuất hiện sau lưng hắn. Sau một khắc, hai thanh kiếm lại ở bên phải, hắn điều khiển rất nhanh, trong nơi này xuất hiện vô số tia sáng. Đương nhiên, trong đó chỉ có hai đạo là thực, còn lại đều là tàn ảnh của hai thanh kiếm. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng. Hai thanh kiếm quang này kém hơn Táng Thiên cùng kiếm tổ, nhưng trừ Táng Thiên cùng kiếm tổ ra, hai thanh kiếm này có thể nói là kiếm kinh khủng nhất hắn nhìn thấy. Còn khủng bố hơn cả Hoàng Tuyền và Thương Khung. Kiếm này kinh khủng nhất chính là tốc độ quá nhanh, thật nhanh, phải biết rằng, một màn vừa rồi chỉ là tốc độ bản thân của kiếm, nếu như do kiếm ý hư vô cảnh thúc dục, tốc độ của kiếm sẽ nhanh hơn. Dùng man thần kiếm, hắn dùng lực thủ thắng, mà nếu như dùng hai thanh kiếm này, hắn có thể dùng tốc độ thủ thắng. Hắn nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói. Thứ này, ta không cách nào cự tuyệt. Tại sao phải cự tuyệt? Bạch Tương Giao cười nói. Ta rất có thành ý làm bằng hữu với Dương công tử. Nếu sau này có việc cần ta, đủ khả năng, ta định không chối từ. Dương Diệp nói. Nghe vậy, vui vẻ trên mặt Bạch Tương Giao càng đậm, nàng chỉ muốn lời này. Bạch Tương Giao nói vài câu với Dương Diệp và rời đi, trước khi đi cũng nói Dương Diệp có cần trợ giúp, có thể phái người đến Vân Minh Thương Hội tìm nàng. Đối với này, Dương Diệp không có cự tuyệt. Hắn không phải người hoàn toàn không có não, nhiều bằng hữu sẽ nhiều đường hơn, hắn hiểu cũng đạo lý kia. Sau khi tu dưỡng trong phòng, Dương Diệp đi tới phòng tu luyện, sau đó bắt đầu thích ứng với quang tử kiếm tí. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Dương Diệp cùng Tiêu Biệt Ly đã xuất hiện bên ngoài Bạch Lộ Thành. Trước khi đi tới Thiên Vũ Tông, ta đi tiếp mấy bằng hữu cũ. Tiêu Biệt Ly nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, lão nhân này không phải muốn đổi ý chứ. Vì cái gì? Tiêu Biệt Ly tức giận nói. Ta sợ chúng ta có đi không về. Ngươi thật dám giết người Mạc gia. Dương Diệp trầm giọng nói. Những thế gia này để ý nhất chính là mặt mũi, mà lần này. Chúng ta đi chẳng khác gì tát vào mặt bọn họ, loại tình huống này, đừng nói giết ta, cho dù đế giả của thư viện đích thân tới, có lẽ bọn họ cũng dám động thủ. Tiêu Biệt Ly nói, đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất, bọn họ để ý mặt mũi, nhưng cũng không phải ngốc nghếch. Hơn nữa lần này chúng ta đi Thiên Vũ Tông, cũng không phải đi giết bọn họ, nếu như đi chém giết người, tóm lại chúng ta cần thêm bằng hữu mới an toàn. Nói đến đây, Tiêu Biệt Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Người đi tới Thiên Vũ giới chờ ta, nhớ kỹ, ta không đến, người đừng sằng bậy, chỗ kia không phải Bạch Lộ giới, người ta cũng không có nội loạn, người muốn sằng bậy, chờ đợi người chính là tất cả cường giả của Thiên Vũ Tông. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta sẽ không sằng bậy. Thấy Dương Diệp đáp ứng, Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, sau đó hắn biến mất. Tiêu Biệt Ly đi rồi, Dương Diệp cũng biến mất khỏi nơi này. Muốn tới Thiên Vũ giới,
phải tới Thiên Đô Thành cưỡi toa vân hạm. Bởi vì Thiên Vũ giới cách Bạch Lộ giới phi thường xa, nếu như phi hành, ít nhất cần mấy ngày mới có thể tới. Mà Dương Diệp chỉ có thời gian một ngày. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi vào Thiên Đô Thành, nhưng khi hắn mua vé, người bán vé nói cho hắn biết toa vân hạm tới Thiên Đô Thành tạm dừng phi hành. Về phần nguyên nhân, đối phương cũng không biết, chỉ nói là lệnh của cấp trên. Bởi vì toa vân hạm là sản nghiệp của Vân Minh Thương Hội, bởi vậy, Dương Diệp đi tới phân hội Vân Minh Thương Hội. Vừa mới tiến vào thương hội, một gã thanh niên chào đón, nói. Các hạ có cần gì? Ta tìm Bạch quản sự, Dương Diệp nói. Nghe vậy, thanh niên nao nao, hắn dò xét Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ tìm Bạch quản sự chúng ta có hẹn trước hay không? Hẹn trước? Dương Diệp kinh ngạc nói. Còn cần hẹn trước? Tự nhiên. Thanh niên nói. Phàm là người muốn gặp Bạch quản sự đều cần hẹn trước, nếu như các hạ không có hẹn trước, thật có lỗi. Ngẫm lại, Dương Diệp xuất ra tấm thẻ vàng mà Bạch Tương Giao đưa cho hắn, nói. Thứ này có thể chứ? Nhìn thấy tấm thẻ vàng, thanh niên biến sắc, sau đó hắn cung kính nói. Có thể, khách nhân tôn kính, ngươi chờ một lát, ta sẽ đi báo cáo. Nói xong, thanh niên thi lễ với Dương Diệp và rời đi. Hơn nữa không đến một hồi, một gã thị nữ đã vội vàng mang linh trà tới. Nhìn trà này, trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, bởi vì trà này là tiên giai hạ phẩm. Dương Diệp nhìn thẻ vàng trong tay, nói. Thứ này rất hữu dụng. Không đến một hồi, tên thanh niên kia lại đi trở lại. Thanh niên đi đến trước mặt Dương Diệp, có chút thi lễ, nói. Thật có lỗi, Bạch quản sự vẫn còn tiếp đãi khách nhân, ta không cách nào gặp được. Đại khái cần bao lâu? Dương Diệp hỏi. Tối đa một giờ. Thanh niên cung kính nói. Dương Diệp do dự, sau đó gật đầu, nói. Không có việc gì, ta chờ đợi. Tốt. Thanh niên nói. Ta gọi là Tiểu Lý, nếu có cái gì cần, tùy thời phân phó ta. Nói xong, thanh niên quay người lui xuống. Thanh niên đi rồi, Dương Diệp nhắm mắt suy nghĩ. Lần này đi Thiên Vũ Tông, vấn đề lớn nhất không phải Thiên Vũ Tông, lại càng không là Mạc Gia, mà là Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch có chút cảm giác, nàng cũng tin tưởng nàng là thê tử của mình, nhưng trí nhớ của nàng cuối cùng không có khôi phục, Dương Diệp cảm giác được, Hiểu Vũ Tịch rất thống khổ. Còn nữa, đối với Dương Diệp mà nói, chỉ có Hiểu Vũ Tịch hoàn toàn khôi phục trí nhớ mới là Hiểu Vũ Tịch nguyên vẹn, Hiểu Vũ Tịch cũng cho rằng như vậy. Trí nhớ bị phong ấn, Hiểu Vũ Tịch đã không còn là nàng. Cho nên, lần này đi Thiên Vũ Tông, mục đích hàng đầu của hắn là khôi phục trí nhớ của Hiểu Vũ Tịch. Muốn giúp Hiểu Vũ Tịch khôi phục trí nhớ, phải ra tay với sư phụ của Hiểu Vũ Tịch. Dần dần, một kế hoạch xuất hiện trong đầu Dương Diệp. Đúng lúc này, một nữ tử quần đỏ xuất hiện trong đại sảnh, lúc nữ tử xuất hiện, Tiểu Lý cũng không biết xuất hiện từ đâu. Tiểu Lý vội vàng chạy tới trước mặt nữ tử quần đỏ, đang muốn nói chuyện, nữ tử quần đỏ lại khoát khoát tay, nói. Bạch Tương Giao vẫn chưa đi ra. Tiểu Lý vội vàng nói. Bẩm Lý tiểu thư, Bạch quản sự còn chưa đi ra. Nữ tử vỗ mạnh vào mặt bàn, cái bàn hóa thành bột mịn, chỉ thấy nữ tử kia tức giận quát. Bạch Tương Giao hiện tại bày giá đỡ thật lớn, dám làm Lý Tuyết Thanh ta đợi nàng nửa canh giờ còn chưa đủ, có phải muốn ta chờ cả ngày? Tiểu Lý liền cung kính thi lễ, nói. Lý tiểu thư bất giận, Bạch quản sự thật sự đang chiêu đãi khách nhân, nàng có hạ mệnh lệnh, không cho phép ai quấy nhiễu nàng. Đợi nàng đi ra, ta lập tức. Ba. Lúc này, Lý Tuyết Thanh tát vào mặt Tiểu Lý phun máu bay ra sau, cuối cùng cũng nện vào vách tường và rơi xuống. Đi nói cho nàng biết, bảo nàng đi ra, một phút đồng hồ, trong một phút đồng hồ, nếu ta không gặp được nàng, ta sẽ mang vân hạm rời đi. Lý Tuyết Thanh lạnh lùng nhìn Tiểu Lý đang nằm trên mặt đất, nói. Đừng cho rằng mình làm được sinh ý lớn thì có thể tự cao tự đại với Lý gia. Nói cho nàng biết, nàng và Bạch gia của nàng còn chưa đủ tư cách. Bên cạnh, Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kình phong xuất hiện trên người Tiểu Lý, cũng nâng hắn đứng lên. Dương Diệp nói. Đi xuống đi. Tiểu Lý vội vàng thi lễ với Dương Diệp, sau đó chật vật lui xuống. Ngươi có ý gì? Lý Tuyết Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương, nói. Không có ý gì. Lý Tuyết Thanh đang muốn nói chuyện, lúc này,
Bạch Tương Giao và nữ tử mặc váy trắng đi tới. Diệp tiểu thư yên tâm, chuyện ngươi bàn giao, ta cũng đã sai người chuẩn bị tốt. Về phần toa vân hạm, đợi tí nữa ta sẽ phái người dẫn người đi, chỉ cần ngươi có cần, tùy thời có thể khởi động. Bạch Tương Giao nói với nữ tử váy trắng, thái độ rất tôn kính. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nói. Tất cả làm phiền Bạch tiểu thư. Ta nên làm. Bạch Tương Giao cười nói. Lần sau Diệp tiểu thư tới Thiên Đô Thành, nếu có bất kỳ cần, thỉnh cứ việc phân phó. Tự nhiên, nữ tử váy trắng nói. Thời điểm không còn sớm, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong nữ tử váy trắng định rời đi, lúc này, Lý Tuyết Thanh đột nhiên ngăn trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói. Ngươi là, ta vừa rồi nghe nói, ngươi muốn mượn toa vân hạm. Lý Tuyết Thanh nói. Nữ tử kia gật đầu. Lý Tuyết Thanh cười lạnh một tiếng, nói. Thật có lỗi, toa vân hạm không cách nào cho ngươi mượn. Vì sao? Nữ tử váy trắng hỏi. Lý Tuyết Thanh không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía Bạch Tương Giao đang cau mày, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, nói. Bạch Tương Giao, tổng bộ có lệnh, tất cả toa vân hạm tại Thiên Đô Thành tạm thời do Vân Minh Thành ta tiếp quản, đợi tí nữa ta sẽ phái ngươi mang tất cả toa vân hạm đi tới Vân Minh Thành. Bạch Tương Giao liếc mắt nhìn lệnh bài kia, cau mày nói. Vì sao ta không có nhận được mệnh lệnh của tổng bộ? Ngươi sẽ nhanh chóng nhận được. Lý Tuyết Thanh nói. Hiện tại ta muốn mang đi tất cả toa vân hạm, hiện tại, ngươi hạ lệnh cho thủ hạ toàn quyền phối hợp với ta. Bạch Tương Giao liếc mắt nhìn Lý Tuyết Thanh, lại nhìn lệnh bài trong tay nàng, trầm ngâm một lát, nàng nói. Lệnh bài không giả, đợi tí nữa ta sẽ bảo người phối hợp. Cho ngươi mang đi toa vân hạm. Nhưng toa vân hạm nhất định phải lưu một chiếc cho Diệp tiểu thư, cho nên, ngươi chỉ có thể mang đi 9 chiếc. Lý Tuyết Thanh cười lạnh một tiếng, nói. Bạch Tương Giao, ngươi không có nghe rõ hay sao? Tốt, ta nói một lần. Tổng bộ muốn ta tiếp quản tất cả toa vân hạm, Thiên Đô Thành ngươi có 10 chiếc toa vân hạm, 10 chiếc ta đều muốn mang đi, hiểu chưa? Phải cho Diệp tiểu thư một chiếc. Bạch Tương Giao nói. Nàng! Lý Tuyết Thanh lạnh lùng dò xét nữ tử váy trắng, suy cười một tiếng, nói. Dựa vào cái gì cho nàng một chiếc, Bạch Tương Giao, ta nói cho ngươi biết, ta không cho nàng mượn. Vị cô nương này, hình như chúng ta không quen nhau. Lúc này, nữ tử váy trắng nhìn Lý Tuyết Thanh nói. Vì sao ngươi tràn ngập địch ý với ta? Nhìn ngươi khó chịu, được hay không? Lý Tuyết Thanh nói. Nữ tử nhìn Lý Tuyết Thanh, nói. Vì cái gì? Bên cạnh, Dương Diệp cười lạnh, nữ nhân họ Lý kia đúng là ngu xuẩn. Bạch Tương Giao không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Lý Tuyết Thanh còn mang theo một tia thương cảm. Lý Tuyết Thanh bị nữ tử váy trắng hỏi thì giật mình, sau đó nàng nói. Tiện nhân, ta nhìn ngươi khó chịu, hiểu chưa? Nhìn ngươi khó chịu, cho nên không cho ngươi mượn toa vân hạm. Hiện tại đã biết rõ chưa? Làm càn. Lúc này, Bạch Tương Giao phẫn nộ quát. Lý Tuyết Thanh, xin lỗi Diệp tiểu thư, lập tức, bằng không ngươi không thể ra khỏi cửa này. Ngươi mới làm càn. Lý Tuyết Thanh phẫn nộ quát. Bạch Tương Giao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm ta không thể ra khỏi cửa, bằng ngươi. Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, hai lão giả xuất hiện sau lưng nàng. Thánh giả cao cấp. Sắc mặt Bạch Tương Giao trầm xuống, lúc này, Lý Tuyết Thanh nói với nữ tử váy trắng. Ta hoài nghi người này có vấn đề. Bắt lại, mang về hảo hảo thẩm vấn cho ta. Một lão giả sau lưng Lý Tuyết Thanh vươn tay muốn bắt nữ tử váy trắng, mà đúng lúc này, lão giả trợn mắt, hắn vô cùng kinh hãi, dần dần thần thái trong mắt hắn biến mất, sau đó hắn ngã xuống. Trên mi tâm của lão giả xuất hiện một lỗ thủng. Trong tay nữ tử váy trắng xuất hiện kiếm trúc. Bên cạnh, Dương Diệp đứng lên, trong mắt mang theo khiếp sợ. Lý Tuyết Thanh và lão giả khác ngây người. Lúc nhìn thanh kiếm trúc trong tay đối phương, lão giả sau lưng Lý Tuyết Thanh nghẹn ngào nói. Ngươi là Điên Phong Thành kiếm si Diệp Diệu Trúc. Là ta. Nữ tử gật gật đầu. Nghe được nữ tử váy trắng đáp lại, lão giả như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, mà Lý Tuyết Thanh càng không chịu nổi, nàng ngã ngồi dưới đất. Diệp Diệu Trúc không quản hai người, nàng thu hồi trúc kiếm, liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó vượt qua hai người, rời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng đối phương biến mất, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, đi đến trước mặt Bạch Tương Giao, nói.
Bạch quản sự, ta cũng muốn mượn một chiếc vân hạm. Bạch Tương Giao nao nao, đang muốn nói chuyện, lúc này, Lý Tuyết Thanh đột nhiên đứng lên, chỉ vào Dương Diệp quát. Ngươi cũng muốn mượn toa vân hạm, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Dương Diệp. Ta không có mượn ngươi. Dương Diệp nhìn xem Lý Tuyết Thanh, bình tĩnh nói. Hiện tại toa vân hạm cả thiên đô thành đều do ta quản. Lý Tuyết Thanh cười lạnh nói. Dương Diệp bỏ qua Lý Tuyết Thanh, nhìn về phía Bạch Tương Giao, nàng trầm ngâm một lúc, nói. Dương công tử ngươi muốn toa vân hạm, là muốn đi nơi nào? Bạch lộ giới. Dương Diệp nói. Bạch lộ giới. Bạch Tương Giao nao nao, sau đó nói. Vậy ngươi có thể đi cùng với Diệp tiểu thư, nàng phải về Điên Phong Thành, vừa vặn phải đi qua Bạch lộ giới. Vị vừa rồi. Dương Diệp hỏi. Bạch Tương Giao gật đầu. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó gật gật đầu, nói. Cũng tốt. Toa vân hạm không phải thứ bình thường, mà bây giờ lại không thuộc về Bạch Tương Giao quản, hắn cũng không nên quá phiền toái đối phương. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói. Đi thôi, ta tiễn các ngươi đi. Dương Diệp gật gật đầu, lúc hắn muốn quay người rời đi, đột nhiên Lý Tuyết Thanh ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Làm cái gì? Dương Diệp nói. Nói xin lỗi ta. Lý Thanh Tuyết nói. Dương Diệp. Nói xin lỗi ta. Lý Thanh Tuyết âm trầm. Dương Diệp nhìn Lý Thanh Tuyết, hắn nhẹ cười, nói. Ta thực rất ngạc nhiên, tại sao ta phải xin lỗi ngươi, ngươi nói lý do được không? Ta nhìn ngươi khó chịu. Lý Tuyết Thanh nói. Lý do này được hay không? Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Từ hành vi của ngươi vừa rồi, ta biết rõ, thế lực sau lưng ngươi khẳng định không nhỏ, mà ngươi được nuông chiều từ bé. Loại người như ngươi, ngạo mạn, tự đại, hoàn toàn lấy mình làm trung tâm, người khắp thiên hạ đều phải xem sắc mặt của ngươi, thuận theo tâm ý của ngươi mới được. Hơi có không hài lòng ý, ngươi sẽ nhìn đối phương khó chịu, mà hết lần này tới lần khác chính ngươi lại không có một chút tài năng, tất cả dựa vào của ngươi đều tới từ phụ thân hoặc gia gia của ngươi. Ta nói đúng hay không? Ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy. Lý Tuyết Thanh nói. Ta cam đoan, ngươi là cuối cùng. Nói xong, nàng lui sang một bên, nói. Giết, giết người này. Đây mới là mục của nàng cũng không muốn trò hề của mình bị người khác truyền đi. Nhưng mà lão giả phía sau nàng còn chưa động thủ, nàng đã mở to mắt, bởi vì Dương Diệp xuất hiện trước mặt nàng, cùng lúc đó, yết hầu của nàng bị Dương Diệp bóp lấy. Lớn mật. Bên cạnh, sắc mặt lão giả kia thay đổi, hắn phẫn nộ quát. Nhanh thả tiểu thư nhà ta ra. Bạch Tương Giao cũng giật mình, sau đó vội vàng nói. Dương công tử, kính xin không nên vọng động. Đối với tính tình cùng tính cách của Dương Diệp, nàng biết rõ, đó là người điên không bị khống chế. Dương Diệp liếc mắt nhìn Bạch Tương Giao, nói. Bạch cô nương yên tâm, ta hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn dạy cho nàng một bài học. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết Thanh, nói. Nhìn thấy chưa, nếu ngươi không có tài năng, cái mạng của ngươi luôn nằm trong tay của người khác. Về phần phụ thân của ngươi, hoặc là gia gia của ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể cứu ngươi ngay lúc này sao? Ngươi, nếu ngươi dám giết ta. Lý Tuyết Thanh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, làm như muốn nói cái gì, nhưng lúc này, Dương Diệp lại nện đầu nàng xuống đất. Phanh! Mặt của Lý Tuyết Thanh tiếp xúc thân mật với mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất vỡ tung. A! À, Lý Tuyết Thanh kêu gào thảm thiết. Làm càn. Lão giả bên cạnh giận dữ, hắn cũng không thèm để ý việc khác, hắn xuất trưởng tấn công Dương Diệp. Mà nghênh tiếp hắn chính là một đạo kiếm quang, lúc bàn tay của hắn chạm vào kiếm khí, sắc mặt lão giả kia thay đổi, bởi vì kiếm khí xuyên qua cánh tay và bả vai của hắn. Máu tươi như trụ. Lão giả hoảng hốt, nói. Ngươi đến là người phương nào? Một kiếm đâm thủng bàn tay của hắn, đối phương còn là bán thánh, lúc này lão giả giật mình không nhỏ. Đồng thời cũng hiểu rõ, chỉ sợ tiểu thư và hắn đá vào cục sắt. Dương Diệp liếc mắt nhìn lão giả, sau đó lại nhìn sang Lý Tuyết Thanh, lúc này, gương mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Thanh đã đầy máu tươi, ngay cả gương mặt cũng biến hình. Ngươi, ta muốn giết. Lý Tuyết Thanh nhìn Dương Diệp, điên cuồng chu lên, mà lúc này, Dương Diệp lại đập đầu nàng xuống đất lần nữa. Phanh! Máu tươi văng khắp nơi, mặt đất rạn nứt,
Lý Tuyết Thanh kêu gào thảm thiết. Ngươi! Lão giả hoảng hốt, hình như muốn động thủ, lúc này Dương Diệp lại nhìn hắn, nói. Ngươi động thủ thử xem. Lão giả dùng mình, hắn do dự một lúc nhưng không dám động thủ. Hắn tự nhiên không thể nhìn Lý Tuyết Thanh bị ngược đãi như thế, lập tức nói. Các hạ, tiểu thư nhà ta không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, ta thay nàng xin lỗi người, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Hắn không ngốc, thực lực người này khủng bố như thế, hơn nữa chỉ là bán thánh, loại thiên tài này, tuyệt đối có lại lịch bất phàm. Ta không có thực lực, người lại tùy ý cho tiểu thư nhà ngươi sằng bậy, ta có thực lực, người chịu thua, xin lỗi. Nếu như là trước khi, người xin lỗi ta còn tiếp nhận, hiện tại nha, muộn rồi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn Lý Tuyết Thanh, nói. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh chưa? Nếu như còn chưa thanh tỉnh, thấy không rõ tình thế, ta thông não giúp ngươi, được chứ? Ngươi muốn thế nào? Lý Tuyết Thanh hô ảng sợ nhìn Dương Diệp, đối với Dương Diệp, nàng đã sợ hắn. Ta vừa nói đạo lý cho ngươi nghe, hiểu chưa? Dương Diệp nói. Cái, đạo lý gì? Lý Ta Điết Thanh vừa dứt lời. Đầu nàng lại chạm vào mặt đất. Bên cạnh, trong mắt Bạch Tương Giao sinh ra một tia không đành lòng, nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu đi. Huyền cơ trí trong người lão giả khởi động, trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ, nhưng cuối cùng hắn không dám động tay, hắn chỉ có thể nhờ Bạch Tương Giao giúp đỡ. Bạch Tương Giao lại không muốn quản chuyện này, cho nên nàng làm như không thấy ánh mắt của lão giả. Dương Diệp lại hỏi Lý Tuyết Thanh. Hiện tại hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Lý Tuyết Thanh hoảng sợ nói. Ta không có thực lực, tùy thời có thể bị người ta chém giết. Ta hiểu rồi. Ngươi đừng đánh ta. Nói xong, nàng lại khóc. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tương Giao nhịn không được, nói. Dương công tử. Dương Diệp nhún nhún vai, nói. Được rồi, hiện tại ta làm người xấu. Nói xong, Dương Diệp buông Lý Tuyết Thanh ra, sau đó nói. Nếu ngươi đã hiểu. Ta không cần dạy ngươi nữa. Hiện tại, chúng ta tới tính toán sổ sách. Trước kia ngươi đe dọa ta, làm cho tâm linh và tinh thần của ta tổn thương nghiêm trọng, thương thế kia, không có 500 viên tử tinh thạch trị không hết. Vừa rồi ngươi đi học, ta dạy cho ngươi hiểu đạo lý, ta tiêu hao tâm lực rất lớn, học phí này cũng cần 500 tử tinh thạch. Nói đến đây, Dương Diệp vươn tay, nói. Tổng cộng 1.000 viên tử tinh thạch, cảm ơn. Bạch Tương Giao. Lý Tuyết Thanh cũng sửng sốt, sau khi nàng phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói. Một ngàn viên tử tinh thạch, ngươi. Ngươi ngại ít. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Vậy thì tốt, 1.500 viên. Ta, ngươi. Lý Tuyết Thanh nhìn Dương Diệp, không biết bởi vì miệng tổn thương hay không biết nói gì mà nói chuyện không thành câu. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Như thế nào? Ngươi vẫn cảm thấy quá ít, vậy thì... Không. Lý Tuyết Thanh cắt lời Dương Diệp, nói. Ta không có ngại ít. Vậy thì lấy ra. Dương Diệp vươn tay, nói. Ta không có nhiều như vậy. Lý Tuyết Thanh nói. Chúng ta tiếp tục di học. Dương Diệp nói. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt Lý Tuyết Thanh thay đổi, nàng vội vàng nói. Ta có thể lấy ngay. Dương Diệp gật đầu, nói. Vậy ngươi lấy ra nhanh đi, ta đang gấp. Lý Tuyết Thanh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Bạch Tương Giao. Bạch Tương Giao liếc mắt nhìn Lý Tuyết Thanh, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, nàng đi tới, sau đó lấy ra một quả nạp giới đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói. Bên trong có 1.500 viên tử tinh thạch. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thu hồi nạp giới, khóe miệng tươi cười, có thêm 1.500 viên này, hắn hiện tại có 4.000 viên tử tinh thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn. Chúng ta đi thôi. Bạch Tương Giao nói. Dương Diệp gật đầu, mà lúc này, Lý Tuyết Thanh đột nhiên nói. Ngươi tên gì? Dương Diệp nhìn về phía Lý Tuyết Thanh, nói. Như thế nào, muốn tìm ta tính sổ sao? Không, không có. Lý Tuyết Thanh không dám nhìn mắt Dương Diệp, thấp giọng nói. Dương Diệp cười, nói. Không sao, muốn tìm ta phiền toái. Tùy thời cứ đến Bạch Lộc Thư Viện tìm ta, ân, ta tên là Hư Vô Thần. Nói xong, Dương Diệp rời khỏi đại sảnh. Hư Vô Thần. Hai tay Lý Tuyết Thanh chậm rãi nắm chặt. Đa tạ.
Trên đường tiến về trước tòa vân hạm, đột nhiên Bạch Tương Giao nói. Cảm ơn cái gì? Dương Diệp khó hiểu nhìn Bạch Tương Giao. Bạch Tương Giao nói khẽ. Cảm ơn ngươi không có giết bọn họ. Nếu như ngươi giết bọn họ tại phân hội, phiền toái của ta rất lớn. Dương Diệp nói. Ta cũng không phải là sát nhân cuồng ma. Đúng rồi, Diệp tiểu thư là thánh thần phương nào, ta nhìn hai người Lý Tuyết Thanh rất e ngại nàng, bị giết một người cũng không dám lên tiếng. Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu, nói. Thân phận nàng đặc thù, đừng nói chỉ giết một người, cho dù giết ba người cũng không có gì. Lý Tuyết Thanh từ nhỏ kiêu căng thành thói quen, lần này nàng xem như xông đại họa. Ta đoán sau khi nàng quay về, trong một đoạn thời gian rất dài sau này khó mà đi ra ngoài. Diệp tiểu thư có lai lịch gì? Dương Diệp tò mò hỏi. Nàng đến từ Điên Phong Thành. Sắc mặt Bạch Tương Giao mặt ngưng trọng nói. Chưa từng nghe qua. Dương Diệp trung thực nói. Bạch Tương Giao cười khổ, nói. Ngươi đừng nói ra lời này, bằng không sẽ bị người khác cười vô tri. Điên Phong Thành xếp thứ ba trong tất cả các thành tại Trung Thổ Thần Châu, phi thường nổi danh. Điên Phong Thành không phải thế lực cấp kim cương, nhưng rất nhiều thế lực cấp kim cương cũng không dám trêu chọc. Đặc biệt là thành chủ Diệp Lang Tà hiện tại, hắn được xưng thần châu đệ nhất kiếm. Hắn bài danh thứ 10 trên võ bảng. Top 10 võ bảng. Dương Diệp híp mắt lại, top 10 rất khủng bố. Phải biết rằng, thực lực Phong Khinh Ý đã phi thường lợi hại, nhưng hắn còn bài danh hơn 20, có thể tưởng tượng, Diệp Lang Tà xếp thứ 10 khủng bố cỡ nào. Bạch Tương Giao gật đầu, nói. Có thể nói, trừ số ít mấy thế lực cấp kim cương ra, có rất ít thế lực dám đắc tội Điên Phong Thành, về phần đối địch, vậy thì càng không mấy. Bởi vì không nói chuyện khác, một mình Diệp Lang Tà là đủ, đây là điểm làm rất nhiều người đau đầu. Loại nhân vật này, đế giả không xuất hiện, không ai làm gì được hắn. Diệp Diệu Trúc có quan hệ gì với Diệp Lang Tà? Đột nhiên hỏi Dương Diệp. Là muội muội của hắn. Bạch Tương Giao nói. Làm người rất hòa khí. Tại Trung Thổ Thần Châu, thanh danh phi thường tốt. Thực lực rất mạnh, nhưng mạnh tới mức nào thì không ai biết. Bởi vì nàng rất ít tức giận, tăng thêm không ai dám đi trêu chọc nàng, cho nên, thực lực chân thật của nàng vẫn là một câu hỏi lớn. Nàng có lên võ bảng hay không? Dương Diệp nói. Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu, nói. Không có, nhưng thực lực không phải vấn đề, với thực lực của nàng, lên võ bảng không thành vấn đề. Về phần tại sao không đi đánh võ bảng, có lẽ bởi vì tính cách của nàng. Nói đến đây, Bạch Tương Giao dừng lại, nói. Chúng ta đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc tòa vân hạm khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ không xa. Hai người nhìn thấy Diệp Diệu Trúc đang đứng trên vân hạm, đối phương đang nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Bạch Tương Giao, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Diệp tiểu thư, Dương công tử muốn đi tới Thiên Vũ giới. Ngươi phải về Điên Phong Thành, vừa vặn phải đi ngang qua Thiên Vũ giới, cho nên. Bạch Tương Giao nói. Không có vấn đề. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, nói. Nghe vậy, Bạch Tương Giao mỉm cười, sau đó nàng nhìn sang Dương Diệp cùng Diệp Diệu Trúc, nói. Hai vị bảo trọng. Nói xong, Bạch Tương Giao quay người rời đi. Rất nhanh, tòa vân hạm khởi động. Ngươi là kiếm tu. Bong thuyền, đột nhiên Diệp Diệu Trúc hỏi. Dương Diệp gật đầu. Đã tới kiếm ý hư vô cảnh. Diệp Diệu Trúc lại hỏi. Dương Diệp gật đầu lần nữa, nói. Có lẽ kiếm ý của ngươi cũng đạt tới hư vô cảnh. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Ta rất ít nhìn thấy kiếm tu bên ngoài Điên Phong Thành, giao thủ hai chiêu không. Dương Diệp nhìn chung quanh, nói. Nơi này không quá phù hợp. Diệp Diệu Trúc nói. Cũng không cần chiến. Nói xong, nàng nhìn về phía trước, nói. Cảm nhận được không, tòa vân hạm càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, tốc độ của tòa vân hạm sẽ nhanh chóng đạt tới một trình độ phi thường kinh khủng. Khi đó, nếu không tiến vào trong phòng, cho dù là một gã thánh giả cao cấp cũng có thể bị xé thành hư vô. Nói tiếp, Dương Diệp nói. Diệp Diệu Trúc vươn tay vuốt nhẹ mái tóc, nói khẽ. Nhìn xem ta và ngươi ai kiên trì lâu hơn, như thế nào? Dương Diệp liếc mắt nhìn Diệp Diệu Trúc, nói. Có thể. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, nàng không nói chuyện. Dương Diệp cũng không nói chuyện, hai người tiến lên phía trước. Tốc độ của vận hạm càng lúc càng nhanh, lúc này tốc độ vận hạm đã siêu việt vận tốc của một gã cường giả bán thánh đỉnh phong.
Sức gió cường đại đè ép làm cho hai người cảm thấy không khỏe. Lại qua một lát, cơn gió như hóa thành cuồng phong sắc bén, những đao gió này cắt qua thân thể hai người. Đây là cảm giác của hai người hiện tại. Lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Diệp Diệu Trúc, sau khi cổ kiếm ý này xuất hiện, trước mặt nàng xuất hiện một đạo bình chướng vô hình, lập tức, Diệp Diệu Trúc khôi phục bình thường, không gian trước mặt nàng lại sinh ra quỹ tích khó lường. Dương Diệp lại không thể hiện động tác nào, tùy ý thân thể của mình ma sát với không khí chung quanh. Tuy tốc độ của vận hạm thật nhanh, nhưng còn chưa đủ để xé rách thân thể hắn. Muốn đạt tới mức xé rách thân thể hắn, trừ phi tốc độ của vận hạm đạt tới trình độ của nhất niệm thuấn sát. Tốc độ của vận hạm còn kém xa. Dần dần, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình nóng lên, hơn nữa đã cảm giác được xé rách, đối với thân thể hắn lúc này mà nói, chút tốc độ này còn chưa đủ nhìn. Bên cạnh, hai tay Diệp Diệu Trúc thả lỏng phía sau, đôi mắt khép hờ, bản thân nàng lâm vào trạng thái nhập định. Tốc độ cao sinh ra ma sát giống như không sinh ra ảnh hưởng lên nàng. Nàng khác với Dương Diệp, nàng dùng kiếm ý chống cự, mà Dương Diệp dùng thân thể. Thời gian không ngừng trôi qua, tốc độ vân hạm dần dần đạt tới cực hạn của nó. Lúc này, trên người Dương Diệp lại xuất hiện một ít hỏa diễm, hiện tại, hắn cảm nhận không phải là xé rách, mà là đau từng cơn, giống như hắn đau quặn ngay hông. Hơn nữa xương cốt toàn thân hắn không ngừng nổ vang, ba ba. Bên cạnh, Diệp Diệu Trúc bình tĩnh như trước, nhưng không gian chung quanh nàng đang di động như thủy triều. Qua hồi lâu, tốc độ toa vân hạm chậm rãi giảm xuống. Lúc này, đột nhiên Diệp Diệu Trúc mở to mắt ra, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thân thể thần lực cảnh. Dương Diệp cũng không giấu giếm, lập tức gật đầu. Làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Diệu Trúc nói. Ngươi với tư cách kiếm tu, thân thể lại đạt tới thần lực cảnh. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là thể tu đấy. Dương Diệp nói. Nói thực ra, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là cô gái yếu ớt. Bởi vì ta không cảm nhận được huyền khí chấn động trên người của ngươi, càng không cảm nhận được chút kiếm ý nào. Diệp Diệu Trúc mỉm cười, nói. Ta vốn muốn xem tu vi kiếm đạo của ngươi, ngươi lại không sử dụng kiếm ý. Về sau có cơ hội, chúng ta tỉ thí một chút. Dương Diệp nói. Ta rất ít nhìn thấy kiếm tu cường đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngươi xem như người đầu tiên. Cùng tỉ thí với kiếm tu, đặc biệt là kiếm tu cường đại, sẽ gia tăng năng lực kiếm đạo bản thân của hắn. Kiếm đạo, mặc dù mọi người đều sử dụng kiếm, nhưng kiếm đạo mỗi người đều khác nhau, nếu như có thể tỉ thí luận bàn, đền bù lẫn nhau, như vậy mới có lợi. Đáng tiếc hiện tại không chỉ bất tiện, hắn cũng không có thời gian. Đến Điên Phong Thành, ngươi sẽ thấy rất nhiều. Diệp Diệu Trúc cười nói. Có cơ hội nhất định sẽ đi xem. Dương Diệp nói. Mà đúng lúc này, Diệp Diệu Trúc cùng Dương Diệp giật mình, hai người đồng thời quay người nhìn một hướng, ở phía chân trời xa xôi, một điểm đen đang chạy nhanh về phía hắn. Rất nhanh, không đến nửa giây, một lão giả mặc hắc bào xuất hiện trước mặt Dương Diệp cùng Diệp Diệu Trúc. Bán đế. Sắc mặt Diệp Diệu Trúc trầm xuống. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, lại liếc mắt nhìn Diệp Diệu Trúc. Không cần phải nói, mục tiêu của lão nhân kia chính là Diệp Diệu Trúc, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương. Ánh mắt lão giả nhìn lên người Diệp Diệu Trúc, nói. Hư không toa kiếm thuật của ngươi rất tốt, có thể bỏ qua cả ta. Đáng tiếc ngươi bây giờ bị trọng thương, chưa chắc có thể thi triển hư không toa kiếm thuật. Hiện tại, chính ngươi theo ta hoặc ta mang ngươi đi. Trọng thương. Đồng tử Dương Diệp co rụt lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Diệu Trúc. Trong mắt có một tia khiếp sợ, hắn không nghĩ tới nữ nhân này bị thương nặng. Mạnh tới đáng sợ. Diệp Diệu Trúc nhìn về phía lão giả, nói. Tà phái các ngươi làm sao biết tung tích của ta? Tà phái. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả trước mắt này là người tà phái. Hắn không biết tà phái, nhưng hắn từ lời của Vũ Nguyên nghe được, hắn rất kiêng kỵ thế lực này. Ngươi không cần biết rõ. Lão giả nói. Ngươi yên tâm. Tà phái ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ca ca của ngươi thay chúng ta làm chút chuyện. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn, ha ha, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi còn nằm trong tay chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không muốn, cũng không dám không muốn. Diệp Diệu Trúc trầm mặc một lát, sau đó nói. Để bằng hữu bên cạnh ta rời đi, ta đi với ngươi. Chuyện này không thể được.
Lão giả khẽ lắc đầu, nói. Tạm thời vẫn không thể để người Điên Phong Thành biết rõ ngươi nằm trong tay tà phái chúng ta. Cho nên, hắn phải chết. Vậy ngươi đi chết đi. Đúng lúc này, Dương Diệp lại nói, sau đó Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Nương theo tiếng kiếm minh ngâm vang, một đạo kiếm khí phá vỡ không gian chém thẳng về phía lão giả kia. 100 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Thí thần nhất kích 1. Mặc dù hắn có hảo cảm với Diệp Diệu Trúc, nhưng hắn không có hứng thú xen vào ân oán giữa tà phái và Điên Phong Thành. Hắn có rất nhiều địch nhân, thêm một tà phái chính là tìm đường chết. Cho nên, trước kia hắn đã có thoái ý, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại muốn giết người diệt khẩu. Hắn không xen vào cũng phải xen vào. Cho dù đối phương là bán đế, hắn vừa ra tay sẽ không lưu tình. Bởi vì hai người rất gần, tăng thêm Dương Diệp lại xuất kỳ bất ý, lão giả kia vừa kịp phản ứng, kiếm khí đã tới trước mặt hắn. Oanh! Phía chân trời bộc phát tiếng nổ kinh thiên, toa vân hạm rung động mạnh và lắc lư. Thoáng qua, phía chân trời đã khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, phía trên toa vân hạm đã không có bóng dáng của Dương Diệp cùng Diệp Diệu Trúc. Lần này là ta ánh mắt phụng về. Lão giả híp mắt lại, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành bóng đen biến mất phía chân trời. Dương Diệp tự nhiên sẽ trốn, cường giả bán đế, hắn không có giao thủ qua, nhưng hắn biết rõ, giao thủ với đối phương, trừ phi hắn át chủ bài ra hết, ví dụ như giới hạn pháp tắc và ý cảnh pháp tắc đều thi triển ra, hoặc nhất niệm thuấn sát trung cực. Bằng không hắn không có khả năng thắng, mà một khi thi triển những át chủ bài kia, như vậy có ý nghĩa hắn cắp liều mạng. Lúc này, hắn không có hứng thú liều mạng cùng đối phương. Trước khi bỏ chạy, Dương Diệp thuận tiện mang theo Diệp Diệu Trúc cùng đi. Diệp Diệu Trúc bị trọng thương, căn bản không thể nào là đối thủ của lão giả kia, chờ đối phương thu thập Diệp Diệu Trúc cũng sẽ đuổi theo hắn. Cho nên, hắn dứt khoát mang đi Diệp Diệu Trúc, thân phận đối phương đặc thù. Nhất định đã cầu cứu Điên Phong Thành. Nói không chừng, lúc này cường giả Điên Phong Thành đã trên đường chạy tới. Quả nhiên, Diệp Diệu Trúc bị Dương Diệp ôm lấy eo đã nói. Kiên trì 1 phút đồng hồ, người Điên Phong Thành đã tới. Tối đa 1 phút đồng hồ sẽ đuổi tới. 1 phút đồng hồ sao? Dương Diệp híp mắt lại, nói. Ngươi xác định bọn họ có thể chính xác tìm được ngươi. Có thể. Diệp Diệu Trúc nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Vậy thì tốt. Nói xong, Dương Diệp đã vác Diệp Diệu Trúc lên lưng, sau đó kiếm rực mở ra, được kiếm rực gia trì, tốc độ của Dương Diệp đột nhiên bạo tăng, trực tiếp hóa thành tia sáng biến mất phía chân trời. Còn chưa kết thúc, lúc thúc giục kiếm rực, Dương Diệp lại thi triển tốc chi pháp tắc. Được kiếm rực cùng tốc chi pháp tắc gia trì, tốc độ của Dương Diệp đạt tới một trình độ phi thường khủng bố, không gian những nơi hắn đi qua đều rạn nứt. Cuối cùng đều vỡ vụn. Bản thân hắn vì tốc độ quá nhanh, thân thể bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng khe nhỏ. Dương Diệp không dám vận dụng tốc độ cực hạn, bởi vì sẽ vượt qua cực hạn của lực lượng thân thể, khi đó không cần đối phương đuổi kịp, hắn đã bị tốc độ chơi tàn. Tốc độ hiện tại đã là cực hạn thân thể của hắn. Hắn càng ngày càng gần. Trên lưng, Diệp Diệu Trúc đột nhiên nói. Tà phái rất mạnh sao? Dương Diệp nói. Diệp Diệu Trúc trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Rất mạnh là mạnh bao nhiêu? Dương Diệp nói. Nghe qua U Minh Điện chưa? Diệp Diệu Trúc nói. Nghe qua. Dương Diệp nói. Bọn họ dám khiêu chiến U Minh Điện. Diệp Diệu Trúc nói. Dương Diệp giật mình, sau nửa ngày, hắn cười khổ, thầm nghĩ. Tiêu lão đầu, người cũng không nên trách ta, lần này ta thật không có gây chuyện. Là người ta đến gây chuyện với ta. Nếu để cho Tiêu viện trưởng biết rõ hắn lại trêu chọc tà phái, không biết hắn có bị thổ huyết mà chết hay không. Thật có lỗi, đã liên lụy ngươi. Diệp Diệu Trúc thấp giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Việc này là do ta tự tìm. Nói xong, hắn lại nói. Thực lực lão nhân kia mạnh bao nhiêu? Bán đế uy tín lâu năm. Diệp Diệu Trúc trầm giọng nói. Ngươi cảnh giới quá thấp. Không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần kéo bên trên 1 phút đồng hồ, chúng ta sẽ an toàn. Ta cảm giác hắn càng ngày càng gần, không cần 1 phút đồng hồ, tối đa 100 hô hấp sau sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Dương Diệp nói. Vậy ngươi buông ta xuống. Diệp Diệu Trúc nói. Có lẽ ta có thể ngăn cản hắn một lúc. Dương Diệp nao nao,
lập tức nói. Ngươi không có nói đùa. Tự nhiên, Diệp Diệu Trúc nói. Việc này vốn là ta liên lụy tới ngươi, ta đã băn khoăn làm sao để không liên lụy tới người. Dùng thực lực và tốc độ của ngươi, một. Mình chạy trốn, có tỷ lệ rất lớn kéo dài tới khi cường giả điên phong thành chúng ta chạy tới. Ngươi nói ta có chút tâm động. Dương Diệp lắc đầu, nói. Đáng tiếc, không kịp. Hắn vừa dứt lời, Dương Diệp dừng lại, lão giả đã xuất hiện trước mặt hắn không xa. Ánh mắt lão giả nhìn lên người Dương Diệp, nói. Ngươi là kiếm tu điên phong thành sao? Lần này ta mắt mũi vụng về. Không thể không nói, kiếm tu điên phong thành các ngươi đều không tệ. Diệp Lang tà không nói, tạo nghệ kiếm đạo của, ngay cả ta suýt nữa cũng thất thủ. Mà ngươi, một bán thánh nho nhỏ lại có tu vi kiếm đạo như thế, thật sự khó được. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói. Ta đã tu kiếm hơn 10 năm tại điên phong thành, hôm nay xuất đạo, ta cho rằng không cần bất cứ kẻ nào dưới đế giả. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy tiền bối ngươi mới phát hiện, thế giới này căn bản không phải như ta nghĩ. Hiện tại như thế, ở trước mặt tiền bối, vãn bối giống như lâm vào vũng bùn, cảm giác vô lực sâu sắc. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc nói ra mình là người Bạch Lộc Thư Viện, lúc này Bạch Lộc Thư Viện đã không chịu nổi giày vò. Đối phương xem hắn thành người của điên phong thành, việc này đúng ý của hắn. Trên lưng Dương Diệp, Diệp Diệu Trúc liếc mắt nhìn Dương Diệp, nàng không nói gì. Nghe được Dương Diệp nói thế, trong mắt lão giả khô gầy sinh ra một tia hứng thú, nói. Ngươi xem như một người biết chuyện, tuy thực lực của ngươi không tệ, ở trước mặt lão phu, ngươi lại không có lực hoàn thủ tuy tốc độ của ngươi ngược lại sự rất không tệ. Trong cùng giai, chỉ sợ có rất ít người có thể so sánh với ngươi. Đáng tiếc ở tiền bối trước mặt, tất cả chỉ là mây khói. Dương Diệp thở dài nói. Mặc dù biết ngươi đang kéo dài thời gian. Nhưng không thể không nói, ta thật sự có chút không đành lòng giết ngươi. Đáng tiếc không có biện pháp, việc này liên quan tới đại kế của tà phái, ngươi không thể còn sống. Lão giả nói xong, hắn muốn động thủ. Chậm đã. Dương Diệp lúc này nói. Như thế nào? Lão giả nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ quyết tuyệt, nói. Tiền bối, vãn bối tu kiếm tại điên phong thành hơn 10 năm, trong đó có một chiêu kiếm kỹ. Ta tu luyện đã hơn 10 năm, tên là Thí Thần Nhất Kích. Chiêu này vừa ra, được xưng có thể chạm đế giả. Vãn bối tự học đến nay, còn chưa bao giờ thi triển qua, hôm nay, gặp được tiền bối, vãn bối tự biết đại nạn đã đến. Nhưng vãn bối hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối một cơ hội thi triển Thí Thần Nhất Kích. Kể từ đó, vãn bối cho dù chết cũng nhắm mắt. Thí Thần Nhất Kích. Lão giả nao nao, hắn nhìn về phía Diệp Diệu Trúc, nói. Điên phong thành các ngươi có kiếm kỹ này, có thể miểu sát đế giả. Diệp Diệu Trúc đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại bóp mông nàng một cái. Đôi má Diệp Diệu Trúc đỏ lên, nàng gật đầu, sau đó cúi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có một tia nổi giận. Thấy Diệp Diệu Trúc gật đầu, lão giả nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có thể miểu sát đế giả, ngươi vừa nói như vậy, ta càng có phần tò mò. Đến, ngươi thi triển cho ta xem, ta thật muốn xem. Người nói Thí Thần Nhất Kích này có mạnh như vậy hay không? Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, một kích này có thể miểu sát ngươi, ngươi thật cho ta thi triển. Chê cười. Lão giả cười lạnh, nói. Miểu sát ta, đừng nói ngươi chỉ là một bán thánh, cho dù đế giả ra tay cũng khó có thể miểu sát Khô Vinh ta. Đến, cho dù ngươi ra tay, lão phu muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Dương Diệp hít sâu một hơi, cổ tay khẽ động. Một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay hắn, tay cầm ý kiếm, kiếm ý hư vô cảnh trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra ngoài, kiếm ý tuôn ra, không gian chung quanh phập phồng đáng sợ. Sau một khắc, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, ý kiếm trong tay rung động mạnh. Ông! Một tiếng kiếm minh phóng lên trời, đâm thẳng hư không. Rất nhanh, vô số đạo kiếm quang xuất hiện chung quanh Dương Diệp, được kiếm ý hư vô cảnh húc dục, những kiếm quang này không ngừng phát ra tiếng kiếm ngâm vang. Tuy dùng Khô Vinh nhãn lực, tự nhiên liếc thấy ra những này kiếm quang đại bộ phận đều là tàn ảnh, chính thức bản thể chỉ có hai thanh. Lúc này, một thanh cổ sao xuất hiện trên tay trái Dương Diệp, sau đó Dương Diệp cầm ý kiếm vào cổ sao. Kiếm vào vỏ, khí thế toàn thân Dương Diệp biến thành vô cùng lăng lệ ác liệt, giống như hắn có thể đâm thủng cả bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Khô Vinh nhắm lại, trong mắt có một tia ngưng trọng, cùng lúc đó,
huyền khí trong cơ thể hắn vận chuyển, trong chốc lát, vô số vòng bảo hộ bao phủ chung quanh hắn, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, những phòng hộ này là hơn 100 đạo phòng hộ điệp ra với nhau. Không chỉ có như thế, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trên nắm tay còn tỏa ra hàn quang chói mắt. Với tư cách bán đế, hắn trải qua vô số lần chiến đấu, hắn sẽ không khinh địch. Phải biết rằng, đã từng có vô số người chết trong tay hắn vì chủ quan khinh địch. Thí, thần, nhất, kích. Dương Diệp vừa dứt lời, sắc mặt Khô Vinh biến hóa, tay phải hắn vươn về phía trước, không gian chung quanh như cứng lại, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người hóa thành kiếm quang biến mất phía chân trời. Trốn. Nhìn thấy cảnh này, Khô Vinh sững sờ, sau đó sắc mặt hắn biến thành âm trầm. Hắn lại bị trêu đùa. Hắn buông tay phải ra, vòng phòng hộ trên người hắn cũng biến mất, hắn muốn đuổi theo, đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời xuất hiện tia sáng, nhìn tia sáng kia xuất hiện, ánh mắt hắn co rút dữ dội, một thanh kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Trốn. Dương Diệp từng có ý niệm này trong đầu, nhưng tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn quá nhiều, hắn căn bản trốn không thoát. Tiếp tục trốn, hắn chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên, nếu kế sách kéo dài thời gian thất bại, hắn quyết đoán lựa chọn chiến. Lúc này hắn ra tay thi triển là nhất niệm thuấn sát. Tuy không dùng hết toàn lực, chỉ ra chỉ kiếm dục cùng tốc chi pháp tắc. Ngay cả như vậy, tăng thêm tốc độ vốn có của nhất niệm thuấn sát, tốc độ của hắn lúc này đã đạt tới trình độ khủng bố. Trái lại những nơi hắn đi qua, không gian bị xé nứt ra, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra khắp bốn phía. Một vết nứt không gian thật dài kéo dài trên không trung. Thân thể Dương Diệp đã bắt đầu vỡ ra, nhưng khá tốt, việc này còn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Một kiếm này nhanh đến mức tận cùng. Nhưng khi mũi kiếm đâm rách làn da của Khô Vinh lại không thể đâm sâu hơn một tấc nào. Bởi vì bàn tay của Khô Vinh đã bắt được ý kiếm của Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia lệ khí, nói. Phá! Nói xong, đôi tay Dương Diệp cầm ý kiếm đâm tới. Phanh! Thân thể Khô Vinh bị chấn động lui lại, nhưng ý kiếm trong tay Dương Diệp lại không thể tiến thêm một bước. Một kiếm này của ngươi không tệ, kế sách của ngươi cũng không tệ, làm ta bị thương. Nhưng muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Khô Vinh vừa dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp đã nghiền nát, đón lấy, Khô Vinh xuất trưởng đánh thẳng vào ngực Dương Diệp. Bành! Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, hắn và Diệp Diệu Trúc trên lưng bị đánh bay ra xa, hắn bay đi mấy ngàn trượng. Mà Diệp Diệu Trúc sau lưng hắn cũng phun máu tươi. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn vết lõm trước ngực của mình, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, hiện tại hắn đã biết bán đế khủng bố cỡ nào. Thân thể không tệ, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Khô Vinh vừa dứt lời, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Diệp biến sắc, hắn rút kiếm chém thật nhanh. Phanh! Vào thời khắc hắn rút kiếm, Dương Diệp cảm thấy bụng của mình quặn đau, hắn lại bay về phía sau lần nữa. Lúc này hắn phát hiện mình không thể ra tay. Trăm hơi thở, sau trăm hơi thở, chúng ta sẽ được cứu viện. Lúc này, Diệp Diệu Trúc sau lưng Dương Diệp nói. 10 hơi thở cũng là vấn đề. Dương Diệp cười khổ, mà lúc này, Khô Vinh tiến thêm một bước, đối phương đã xuất hiện trước mặt hắn, Dương Diệp biến sắc, trực tiếp ném Diệp Diệu Trúc ra xa. Sau đó có một cột máu phóng lên trời, trong người hắn xuất hiện một tia máu tươi bay thẳng về phía Khô Vinh. Đế cấp, còn là hung kiếm. Trong mắt Khô Vinh sinh ra một tia ngạc nhiên, nói. Hung kiếm như thế, ngươi lại có thể trấn áp, nghị lực thật mạnh. Kiếm này tỏa ra sát khí cùng lệ khí, nghĩ đến tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý dùng thần hồn thề, gia nhập tà phái ta, thuần phục tà phái. Lão Phu hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Chảm! Dương Diệp không nói nhảm, thân hình khẽ động, trực tiếp chém thẳng về phía Khô Vinh. Nếu như là trước khi, hắn nhất định sẽ dòng dài với đối phương một phen, nhưng lúc này, đầu óc của hắn còn thanh tỉnh nhưng lại tràn đầy sát niệm cùng lệ khí. Lúc này, hắn chỉ muốn giết người. Cầm Táng Thiên trong tay, Dương Diệp tăng thêm kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh, thực lực của hắn gia tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Dương Diệp chém tới, Khô Vinh nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện tia sáng màu xám, sau một khắc hắn đánh thẳng vào người Dương Diệp. Bành! Kiếm cùng trường chạm vào nhau, không gian rung động mạnh, khí lãng bao phủ chung quanh. Trong khí lãng, kiếm khí huyết sắc trùng thiên. Rất nhanh, khí lãng xé nát chân trời,
Dương Diệp cùng cái kia Khô Vinh xuất hiện trong tầm mắt Diệp Diệu Trúc. Nhìn thấy hai người, Diệp Diệu Trúc cau mày, bởi vì Dương Diệp đang lâm vào hạ phong. Dương Diệp tay cầm Táng Thiên, nhưng cảnh giới hắn kém xa Khô Vinh lão nhân quá lớn, hơn nữa ý thức chiến đấu vẫn không bằng Khô Vinh, nếu như không phải ỷ vào Táng Thiên và hai loại ý cảnh hư vô cảnh, hắn đã sớm bại. Bởi vì hai chủng ý cảnh, tăng thêm Táng Thiên sắc bén, bởi vậy mới miễn cưỡng chống lại Khô Vinh. Bên cạnh, Diệp Diệu Trúc trầm ngâm một chớp mắt, sau một khắc, nàng lao nhanh về phía Khô Vinh, lúc nàng cách Khô Vinh mấy trượng, mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên tuôn ra khỏi cơ thể nàng, cũng đâm thẳng vào người Khô Vinh. Lúc những kiếm khí màu xanh miễn cưỡng tới gần Khô Vinh thì kiếm khí rung động dung hợp thành một thanh kiếm. Sau một khắc, tốc độ cự kiếm tăng nhanh đâm thẳng vào lưng Khô Vinh. Phát giác cự kiếm sau lưng đánh úp lại, Khô Vinh đang giao thủ với Dương Diệp híp mắt lại, hắn cách không đánh ra một chưởng. Oanh! Trong hai tay hắn xuất hiện tia sáng, hắn cũng đánh Diệp Diệu Trúc cùng Dương Diệp bay ra xa. Dương Diệp khá tốt, sau khi bay ngược về phía sau, hắn lại hóa thành huyết quang lao thẳng về phía Khô Vinh. Diệp Diệu Trúc bị đánh bay liền mất đi năng lực chiến đấu. Nàng đã trọng thương, trước kia ra tay đã làm nàng tổn thương càng thêm tổn thương, hiện tại lại bị Khô Vinh đánh bay, có thể nghĩ tình thế của nàng kém cỡ nào. 10 giây. Đúng lúc này, Diệp Diệu Trúc lại lên tiếng. Phanh. Lúc này, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Cũng giống như lúc trước, thân thể hắn vẫn cố trèo trông. Nếu như là bán thánh chúng một kích của ta, bọn chúng đã sớm. Phấn thân toái cốt, mà người chúng nhiều kích như thế vẫn sống sót. Thân thế của ngươi đã đạt tới thần lực cảnh. Khô Vinh nói xong, hắn muốn động thủ, lúc này, sắc mặt hắn thay đổi và xoay người lại. Đột nhiên, một đạo kiếm quang không hề dấu hiệu chém vỡ không gian trước mặt hắn, sắc mặt Khô Vinh thay đổi, hắn xuất trưởng đánh nát kiếm quang. Oanh! Tiếng nổ vang lên, Khô Vinh bị đánh lui trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Khô Vinh nhìn tay mình, lúc này, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện kiếm động. Khô Vinh híp mắt lại, hắn lập tức lao thẳng về phía Diệp Diệu Trúc. Bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp không chút do dự, chân phải đạp lên hư không. Sau đó hắn bay tới trước mặt Khô Vinh. Cút! Khô Vinh gầm lên một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó hắn đánh thẳng về phía trước. Oanh! Quyền kiếm chạm vào nhau, không gian chung quanh hai người lập tức sụp xuống, trong quá trình này, không gian lại khôi phục như cũ. Mà lúc này, Dương Diệp phun máu bay ngược ra ngoài, nhưng sau một khắc, đôi tay hắn nắm chặt huyết kiếm chém thẳng vào Khô Vinh tức giận tới mức đỏ mặt. Chết đi cho ta! Khô Vinh gầm lên, hắn muốn ra tay, mà lúc này, hắn khiếp sợ và trốn ra xa ngàn trượng. Dương Diệp cũng dừng lại, không gian trước mặt hắn rung động giống như có thứ gì đó chui ra. Không hổ là tồn tại thứ 10 võ bảng. Đúng lúc này, Khô Vinh lên tiếng, Dương Diệp quay người nhìn về phía Khô Vinh, ánh mắt Khô Vinh cũng nhìn hắn, nói. Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Khô Vinh biến mất tại chỗ. Tại nơi Khô Vinh biến mất. Một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện tại vị trí Khô Vinh vừa đứng, nhưng đã muộn một bước, làm cho Dương Diệp kinh ngạc là, đạo kiếm quang kia lại xé rách không gian và đuổi theo Khô Vinh. Oanh! Tiếng nổ vang lên cách đó mấy vạn dặm. Đột nhiên Dương Diệp quay người nhìn về phía sau, sau lưng hắn xuất hiện một nam tử. Nam tử mặc trường bào màu xanh, đầu đội khăn đen, đôi mắt hắn lạnh lùng không có tiêu cự, bên hông hắn là một thanh kiếm màu đen. Ánh mắt nam tử nhìn Dương Diệp, một lát sau, hắn khẽ chau mày, nói. Hung kiếm. Dương Diệp thu hung kiếm lại, cùng lúc đó, sát ý cùng lệ khí vô tận cũng bắt đầu biến mất, hắn cũng khôi phục như cũ. Lúc này, Diệp Diệu Trúc đi tới. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Diệu Trúc, trong mắt có một tia quan tâm. Vô sự. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nhờ có hắn. Nói xong, Diệp Diệu Trúc cong ngón búng ra, một quyển trục xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói. Hư không toa kiếm thuật, kiếm kỹ đế cấp trung phẩm, tu luyện tới cực hạn, trong thời gian ngắn có thể na di 5-10 vạn dặm. Nếu có đủ huyền khí, đế giả cũng không cách nào đuổi theo ngươi. Đương nhiên trong đó, ảo diệu vô cùng, ngươi ngày sau tự hành nghiên cứu. Nhìn thấy cảnh này, nam tử khẽ chau mày, hắn lại không nói cái gì. 5-10 vạn dặm. Dương Diệp giật mình, đó là khái niệm gì? Chỉ cần huyền khí đủ, hắn sẽ biến mất không có bóng dáng.
Dương Diệp không có sĩ diện cãi láo, hắn thu hồi quyển trục, nói. Đa tạ, là ta nên cảm tạ ngươi. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, sau đó nàng nói với nam tử. Mạng ta chỉ đáng giá kiếm kỹ đế cấp. Nam tử trầm ngâm, một lát sau, hắn cong ngón búng ra, một tấm phù lục màu đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói. Nếu có chuyện gì, thúc giục phù này, trong một phút đồng hồ, ta sẽ xuất hiện, nếu trong phạm vi năng lực, ta sẽ giúp ngươi. Dương Diệp nhìn phù lục màu đen, cũng không có cự tuyệt, thu. Lúc này, Diệp Diệu Trúc nói. Nếu có thời gian, hoan nghênh đến Điên Phong Thành làm khách. Nhất định. Dương Diệp nói. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu, sau đó hai người biến mất tại chỗ. Sau khi hai người Diệp Diệu Trúc rời đi, Dương Diệp trầm ngâm một lát, đột nhiên, hắn biến sắc, nói. Thiên Vũ Giới. Dương Diệp biết rõ, tạo nghệ kiếm đạo của đối phương tuyệt đối không yếu, hơn nữa còn vượt qua hắn. Mất mặt sao? Không, hắn tuyệt không cảm thấy mất mặt. Hắn chưa bao giờ cảm giác kiếm đạo của mình là đệ nhất thiên hạ, trái lại, đế nữ nói, kiếm đạo của hắn chỉ vừa bắt đầu. Hắn chỉ biết một chút về kiếm đạo, hắn đi tới hiện tại chỉ dựa vào tự thân lục lọi. Địch nhân của hắn lại quá mạnh, hắn cần làm gì? Hắn cần trở nên mạnh mẽ. Mặc kệ làm cái gì, hắn cần phải có thực lực chèo chống. Ân. Dương Diệp mở mắt ra, hắn nhìn xuống phía dưới, hắn nhìn thấy một đội ngũ đang phi hành. Đám người chỉ có 6 người, một nữ 5 nam, thực lực thấp nhất là tôn giả cảnh, cao nhất là bán thánh cao cấp. Không do dự, Dương Diệp xuất hiện trước mặt đám người. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, đám người kia biến sắc, 6 người vội vàng cầm vũ khí, thần sắc đề phòng. Các hạ là ai? Nói chuyện là thanh niên cầm đầu, cũng là người có thực lực cao nhất. Lúc này, ánh mắt người thanh niên kia bất thiện. Dương Diệp nhìn bọn họ, nói. Tại hạ cũng không ác ý, chỉ muốn hỏi đường các vị. Hỏi nơi nào? Thanh niên trầm giọng nói. Trong mắt vẫn đề phòng. Thiên Vũ Giới, Dương Diệp nói. Ngươi cũng là tới tham gia hôn lễ. Thanh niên kia kinh ngạc nói, trong mắt đề phòng giảm đi một chút. Hôn lễ gì? Dương Diệp khó hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thanh niên kinh ngạc nói. Ngày mai chính là ngày tiểu thiếu gia Mạc Vân Thiên cưới đệ tử Thiên Vũ Giới Hiểu Vũ Tịch, phạm vi 10 vạn dặm quanh Thiên Vũ Giới đều biết, thế lực nào cũng được Thiên Vũ Tông mời. Không phải cầu hôn, là đón dâu. Dương Diệp hỏi. Thanh niên nói. Tự nhiên không phải cầu hôn, nếu như là cầu hôn, Thiên Vũ Tông sẽ mời bao nhiêu người như thế sao? Nghe vậy, đôi mắt Dương Diệp híp lại, hắn biết rõ, chính mình bị Lâm Nguyệt Âm lừa gạt. Mạc gia không phải tới cầu hôn, mà là tới đón dâu. Nghĩ vậy, sát ý xuất hiện trong mắt Dương Diệp. Các hạ, ngươi. Lúc này, thanh niên kia đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía thanh niên, nói. Ta vừa vặn muốn đi Thiên Vũ Giới, vừa vặn cùng đường, chư vị không ngại mang ta đi cùng chứ. Nói xong, Dương Diệp không che giấu khí tức. Thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, phát hiện Dương Diệp chỉ là bán thánh cao cấp. Hắn thở ra một hơi, đề phòng trong mắt giảm đi nhiều, lập tức nói. Đã đều đi Thiên Vũ Giới, vậy thì chúng ta đồng hành. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Cách Thiên Vũ Giới xa không? Với tốc độ của chúng ta, 2 canh giờ sau sẽ tới. Thanh niên nói. 2 canh giờ sau? Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói. Thiên Vũ Giới ở phương hướng nào? Hắn vốn định đi cùng đối phương, nhưng tốc độ đám người kia quá chậm. Mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó chỉ vào một hướng, nói. Đi thẳng hướng này là có thể đến Thiên Vũ Sơn Mạch. Sâu trong Sơn Mạch có một tòa truyền tống trận có thể truyền tống đến Thiên Vũ Giới. Đa tạ. Dương Diệp gật đầu, hắn muốn rời đi, lúc này, 3 đạo nhân ảnh tự xa xa thiểm lược mà đến, chỉ chốc lát, 3 gã nam tử xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. 3 người đều là bán thánh cao cấp. Nhìn thấy 3 người này, sắc mặt 6 người bên cạnh Dương Diệp thay đổi, bọn họ vốn thu vũ khí lại cầm lên. Chậc chậc, không nghĩ tới đụng phải Thu Sơn phái các ngươi. Cảnh Thu, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Thanh niên áo đen cầm đầu 3 người cười lạnh. Trong 6 người, thanh niên Cảnh Thu nói. Phạm Vân, không nghĩ tới Thanh Vân phái các ngươi cũng thu được Thiên Vũ Tông mời. Đó là tự nhiên.
Nam tử Phạm Vân cười lạnh nói. Cảnh Thu, đã gặp ba huynh đệ chúng ta, các người cũng không cần đi Thiên Vũ Tông. Nói xong, nam tử áo đen vung tay phải lên, nói. Nam đều giết, đúng, Cảnh Vũ muội muội Cảnh Thu đừng giết. Hắc hắc, hiểu. Hai người sau lưng Phạm Vân cười lạnh, muốn ra tay, lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện trước mặt Phạm Vân, đối phương còn chưa phục hồi tinh thần, cổ của hắn bị Dương Diệp siết chặt. Tất cả mọi người ngây người. Ánh mắt Phạm Vân mở to, trong mắt đầy kinh hãi. Nhìn Phạm Vân một lát, Dương Diệp buông tay, nói. Cút đi. Hắn không biết Thu Sơn Phái và Thanh Vân Phái có ân oán gì, cũng không muốn biết. Sở dĩ ra tay chỉ vì nhìn ba người này không vừa mắt và trả nhân tình hỏi đường mà thôi. Phạm Vân liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Các hạ là ai? Dương Diệp không để ý tới đối phương, hắn nhìn đám người Cảnh Thu đang giật mình, nói. Ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Nghe được Dương Diệp nói thế, Cảnh Thu lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn ôm quyền với Dương Diệp, nói. Đa tạ. Dương Diệp gật đầu, hắn muốn đi, lúc này, đột nhiên Phạm Vân trầm giọng nói. Các hạ không đặt Thanh Vân Phái vào mắt sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phạm Vân, nói. Ngươi nói câu nữa ta sẽ cắt đầu ngươi. Nghe vậy, Phạm Vân biến sắc, hai đấm hắn nắm chặt, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, nhưng lại không dám nói lời nào. Trong ánh mắt ba người Phạm Vân, một đoàn người Dương Diệp biến mất phía chân trời. Đa tạ. Sau khi rời đi không lâu, Cảnh Thu ôm quyền với Dương Diệp, nói. Việc nhỏ, ta còn có việc, cáo từ trước. Dương Diệp nói xong, hắn trực tiếp hóa thành kiếm quang biến mất phía chân trời. Thật nhanh. Bên cạnh Cảnh Thu, nữ tử kia sợ hãi nói. Hắn thực chỉ là bán thánh cao cấp. Một gã nam tử đưa ra nghi vấn. Hắn khẳng định đến từ thế lực cấp kim cương. Một nam tử khác nói. Tốt, chúng ta đi nhanh đi. Thiên Vũ giới. Giống Bạch Lộ giới, Thiên Vũ giới cũng có cư dân phụ thuộc vào mình, trong đó tòa thành lớn nhất Thiên Vũ giới tên là Thiên Vũ Thành, mà Thiên Vũ Thành tọa lạc tại chân núi Thiên Vũ Tông. Dương Diệp không có dừng lại tại Thiên Vũ Thành quá lâu, hắn đi thẳng tới Thiên Vũ Tông, đương nhiên, hắn cũng sẽ không hiển nhiên tiến vào Thiên Vũ Tông. Hắn dùng kiếm vực cùng hắc ám pháp tắc che giấu, hắn phi thường thuận lợi tiến vào Thiên Vũ Tông. Dương Diệp không dám xâm nhập, dù sao cũng là thế lực cấp kim cương, không thể khinh thường và khinh địch. Ẩn nấp trong Thiên Vũ Tông hồi lâu, Dương Diệp không cảm nhận được Hiểu Vũ Tịch. Vào lúc Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục xâm nhập, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngày mai là lúc Mạc công tử tới đón dâu, các ngươi phải an bài xong xuôi, bảo đệ tử ngoại môn phải ăn mặc tốt vào, nếu có ai bị Mạc công tử nhìn chúng sẽ mang các ngươi đi, đó là vinh hạnh cả đời của các ngươi. Giọng nói này là của Lâm Nguyệt Âm. Lâm trưởng lão, nghe nói Mạc công tử có hơn 10 thê thiếp, có phải là thật hay không? Có người hỏi. Nam nhân có bản lĩnh, nữ nhân nhiều, đây không phải việc rất bình thường sao? Lâm Nguyệt Âm nói. Vì sao Vũ Tịch sư muội không đồng ý gả cho Mạc công tử? Lúc này, lại có người hỏi. Còn kỹ nữ kia là không biết điều. Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nói. Mạc công tử nhìn chúng nàng, là phúc khí ba đời của nàng. Nàng còn nhiều lần cự tuyệt, đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Ngày mai nàng gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Tốt, các ngươi đi chuẩn bị cho ngày mai đi. Vâng. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Âm trở lại gian phòng của mình. Vào lúc nàng đóng cửa, đột nhiên bóng dáng của nàng nhúc nhích, Lâm Nguyệt Âm cũng phát giác cảnh này, nàng biến sắc, muốn quay người, lúc này có kiếm quang xuất hiện tại yết hầu của nàng. Lâm trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Đây không phải trọng điểm là ngươi nói gì với ta không? Giọng nói của Dương Diệp vang lên bên tai Lâm Nguyệt Âm. Nghe được giọng nói của Dương Diệp, sắc mặt Lâm Nguyệt Âm trắng bệch, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch trên người Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm rất sợ hãi. Dương Diệp làm tất cả tại Bạch Lộc Thư Viện, nàng đều nhìn thấy, đây tuyệt đối là một tên điên dám làm bất cứ chuyện gì. Đặc biệt nghĩ đến Dương Diệp nói chuyện và làm với nàng, thân thế của Lâm Nguyệt Âm càng mềm nhũn. Nàng không biết Dương Diệp có nói đùa với nàng hay không. Vũ Tịch ở đâu? Dương Diệp không có hứng thú lãng phí thời gian với nữ nhân này, nói. Trong tông môn, Lâm Nguyệt Âm nói. Xùy. Đột nhiên, một thanh kiếm quang cắm vào đùi Lâm Nguyệt Âm,
Lâm Nguyệt Âm muốn kêu thảm thiết, nhưng nàng bị Dương Diệp bóp miệng lại. Cánh tay phải của Dương Diệp xoay tròn, kiếm quang xoay tròn trên người Lâm Nguyệt Âm, sắc mặt Lâm Nguyệt Âm trắng bệch. Hắn cũng không có đình chỉ, tiếp tục dùng kiếm quang quấy đùi của Lâm Nguyệt Âm. Máu tươi tuôn ra như suối. Đôi mắt Lâm Nguyệt Âm gần như sắp lồi ra. Rất nhanh, thân thể nàng rung rung kịch liệt, nhưng không có tác dụng gì, bởi vì Dương Diệp lúc này đã dùng kiếm ý hư vô cảnh và kiếm vực áp chế nàng, tăng thêm lực lượng thân thể khóa chặt Lâm Nguyệt Âm. Lâm Nguyệt Âm lúc này không có năng lực phản kháng. Qua một hồi lâu, Dương Diệp dừng lại, sau đó nói. Hiểu rõ ràng chứ? Lâm Nguyệt Âm gật đầu. Dương Diệp buông miệng Lâm Nguyệt Âm ra, Lâm Nguyệt Âm run giọng, nói. Nàng bị nhốt trong thiên u ngục. Các ngươi giam nàng. Dương Diệp lạnh lùng nói. Cảm xúc của Dương Diệp quá kém, thân thể mềm mại của Lâm Nguyệt Âm càng rung mạnh, nói. Nàng đã nhớ lại chút gì đó, sau đó nàng muốn rời đi, nhưng bị sư phó Đinh Lâm của nàng phát hiện, sau đó nàng bị giam. Đinh Lâm. Dương Diệp hít mắt lại, trầm ngâm một chớp mắt, hắn nói. Tại sao Mạc Vân Thiên phải cưới Vũ Tịch? Hắn là Hoa Hoa công tử, nữ nhân hắn nhìn chúng đều nghĩ biện pháp đạt được. Lâm Nguyệt Âm rung giọng nói. Hắn mặt ngoài chỉ có hơn 10 tiểu thiếp. Kỳ thật trong phủ của hắn có mấy ngàn nữ tử, đủ loại đều có. Về phần Vũ Tịch, dường như lúc hắn nhìn thấy Vũ Tịch rất lãnh đạm với hắn, hơn nữa còn ra tay với hắn, việc này làm hắn có hứng thú, sau đó hắn đánh cược trước mặt mọi người, nói nhất định phải đạt được Vũ Tịch. Nói cách khác, Mạc Vân Thiên muốn kết hôn với Vũ Tịch, cũng không phải ý của Mạc gia, mà là ý của Mạc Vân Thiên. Dương Diệp nói. Lâm Nguyệt Âm khẽ gật đầu. Thiên Vũ Tông các ngươi thật buồn cười. Dương Diệp mỉa mai nói. Dù gì cũng là thế lực cấp kim cương, cần bán đứng đệ tử của mình đi đút lót một công tử ca sao. Sẽ không sợ thế nhân chế nhạo. Thế lực cấp kim cương không có linh mạch tuyệt phẩm, căn bản không tính là thế lực cấp kim cương chính thức. Lâm Nguyệt Âm thấp giọng nói. Hắn đáp ứng cho Thiên Vũ Tông linh mạch. Dương Diệp hỏi. Lâm Nguyệt Âm gật đầu, nói. Hắn đã thoát ly pháp phái. Hắn hứa hẹn với Thiên Vũ Tông, chỉ cần gả Hiểu Vũ Tịch làm thiếp cho hắn, linh mạch thuộc về Bạch Lộc Thư Viện sẽ cho Thiên Vũ Tông. Điều kiện này, Thiên Vũ Tông ta không cách nào cự tuyệt. Đừng nói một Hiểu Vũ Tịch, cho dù là con gái tông chủ, Thiên Vũ Tông sẽ đáp ứng. Bảo thê tử của ta đi làm tiểu thiếp cho kẻ khác, sau đó còn mang về linh mạch tuyệt phẩm cho các ngươi, Thiên Vũ Tông ha ha. Dương Diệp đang cười, nhưng trên mặt lại đầy hung ác. Ngươi tốt nhất nhanh đi Thiên U Ngục, bởi vì Hiểu Vũ Tịch nhớ tới chút gì đó, bởi vậy, sư phó Đinh Lâm của nàng muốn trực tiếp rút sạch trí nhớ lúc trước. Hơn nữa nếu cần thiết sẽ phế bỏ tu vi của nàng, làm cho nàng thành là người bình thường. Dù sao đối với Mạc Vân Thiên mà nói, bất cứ nữ nhân nào, hắn chỉ cần chơi đùa mà thôi. Lâm Nguyệt Âm nói, Thiên U Ngục ở đâu? Dương Diệp hỏi, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể giết ta. Lâm Nguyệt Âm bắt đầu đàm điều kiện, nàng không ngốc, một khi nàng không có giá trị lợi dụng, Dương Diệp nhất định sẽ giết nàng. Tốt, Dương Diệp nói. Nghe được Dương Diệp đáp ứng, trong nội tâm Lâm Nguyệt Âm lập tức thả lỏng, nàng biết rõ, người như Dương Diệp cực kỳ cao ngạo, sẽ không nuốt lời. Lập tức nói, Thiên U Ngục nằm phía sau núi Thiên Vũ Tông, cũng là nơi chuyên môn giam giữ phản đồ và phạm nhân đặc thù của Thiên Vũ Tông. Hiểu Vũ Tịch phạm tội không phải đại sự. Có lẽ nàng ở tầng thứ nhất. Xùy. Lâm Nguyệt Âm vừa nói xong, yết hầu của nàng bắn ra máu tươi. Lâm Nguyệt Âm mở to mắt, nói. Ngươi, đáp. Giảng danh dự với ngươi chẳng có tác dụng gì, vì sao ta cần giảng danh dự với ngươi? Đừng quên, ngươi từng lừa gạt ta. Hiện tại, chúng ta huề nhau. Nói xong, Dương Diệp khoát tay, Tiểu Bạch xuất hiện. Lúc Tiểu Bạch đi ra, linh khí trong cơ thể Lâm Nguyệt Âm bắt đầu điên cuồng tuôn ra, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Tiểu Bạch sáng ngời, sau đó há mồm khẽ hấp, những kia linh khí kia đều chui vào miệng Tiểu Bạch. Bởi vì trong kiếm vực, bởi vậy trong phòng có động tĩnh không nhỏ nhưng bên ngoài gian phòng rất bình tĩnh, dù cho có người đi ngang qua phòng của Lâm Nguyệt Âm cũng không phát hiện dị trạng gì. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Âm phát ra linh khí đều bị Tiểu Bạch hấp thu, sau khi hấp thu, Tiểu Bạch há mồm phun ra một viên tử tinh thạch. Dương Diệp vội vàng tiếp được, qua một phút, Tiểu Bạch mới dừng lại. Mà lúc này,
trong ngực Dương Diệp đã có 100 viên tử tinh thạch. 100 viên. Dương Diệp động dung, giết một gã thánh giả sẽ có 100 viên tử tinh thạch, 10 tên chính là 1000, Dương Diệp như nhìn thấy con đường phát tài mới. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên há mồm ngáp dài, sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp, nàng ôm đầu và cọ cọ Dương Diệp, sau đó nàng chui vào trong ngực Dương Diệp. Tiểu gia hỏa này sẽ không giống Tử Nhi, có thể tấn cấp. Dương Diệp phát hiện, mỗi một lần Tiểu Bạch hấp thu linh khí thì linh khí trên người sẽ khác. Đặc biệt là lúc này, sau khi hấp thu nhiều linh khí như vậy, hắn cảm giác trên người Tiểu Bạch phát sinh biến hóa, hắn lại không biết biến hóa này thế nào. Tiểu Bạch là thiên địa linh vật, được thiên địa phù hộ, mà hắn lại bị thiên địa trừng phạt, hai người bọn họ ở cùng một nơi với nhau, không thể không nói đây là việc quái lạ. Trầm ngâm một chớp mắt, Dương Diệp biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào phía sau núi Thiên Vũ Tông, hắn phát hiện nơi này có cung điện đen kịt, cung điện tương liên với núi lớn, chung quanh cung điện phủ đầy phù văn. Dương Diệp biết rõ, đây là trận pháp. Lúc này, cung điện đóng chặt, Dương Diệp không dám khinh thường, bởi vậy hắn không có xông vào. Nơi này là Thiên Vũ Tông, hắn đã cảm nhận được hai đạo khí tức cường đại, trong đó có một không kém gì Tiêu Biệt Ly. Hắn biết rõ, đó là bán đế, nhưng lại không chỉ một vị. Lúc này, hắn tới cứu người, không phải đến diệt. Tông. Dương Diệp vận khí không tệ, không đến nửa canh giờ, cửa lớn cung điện mở ra, sau đó một đệ tử Thiên Vũ Tông đi tới. Nhân cơ hội này, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn trực tiếp hóa thành bóng đen tiến vào cung điện. Vừa mới tiến vào cung điện, Dương Diệp đã tiến vào một góc tối. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, rất nhanh, hắn phát hiện Hiểu Vũ Tịch. Trong màn sáng cách đó không xa, Hiểu Vũ Tịch ngồi xếp bằng ở đó, thần sắc tiều tụy. Dương Diệp vui vẻ, thân hình khẽ động, hắn đi tới bên cạnh màn sáng, lúc này, Hiểu Vũ Tịch mở má rét, vừa nhìn thấy Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch nao nao, lập tức nói. Phu! Nói đến đây, nàng đột nhiên không nói. Dương Diệp mừng như điên, nói. Vũ Tịch, ngươi nhớ ta. Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia cảm xúc phức tạp, nói. Chỉ có một chút. Đã nhớ lại cái gì? Dương Diệp vui mừng như cũ. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Song tu. Gương mặt Dương Diệp cứng đờ, song tu, vấn đề này hắn tự nhiên nhớ rõ, bởi vì lúc trước vì cứu Hiểu Vũ Tịch, hắn thi triển kia song tu quyết, hắn không nghĩ tới Hiểu Vũ Tịch nhớ tới việc này. Nhưng cũng không có xấu hổ, dù sao hắn và Hiểu Vũ Tịch là phu thê, chuyện này không bình thường sao? Dương Diệp khôi phục bình thường, nói. Vũ Tịch, trừ việc này ra, ngươi còn nhớ cái gì? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Dương Diệp nói. Không có sao, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Đến, hiện tại ta cứu ngươi đi ra. Nói xong, hắn muốn động thủ phá hủy hào quang bao phủ Hiểu Vũ Tịch. Mà lúc này, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, hắn thu tay và biến mất. Lúc Dương Diệp biến mất, cửa cung điện mở ra, một mỹ phụ xuất hiện. Sư phụ. Hiểu Vũ Tịch lông mày kẻ đen cau lại. Người tới chính là sư phụ Đinh Lâm của Hiểu Vũ Tịch. Mỹ phụ đi đến trước màn sáng, nói. Vũ Tịch, người nghĩ kỹ chưa? Ta đã có phu quân. Hiểu Vũ Tịch nói, tuy nàng chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng nàng đã nhớ ra một ít việc với Dương Diệp. Đinh Lâm híp mắt lại, nói. Vũ Tịch. Việc này liên quan tới tương lai của Thiên Vũ Tông, chúng ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc. Xem ra ngươi gian ngoan mất linh. Đinh Lâm vung tay phải lên, màn sáng biến mất, Mỹ Phụ đi đến trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nói. Đã như thế, ta sẽ làm ngươi triệt để quên đi việc trước kia. Vào lúc này, sắc mặt Đinh Lâm thay đổi, nàng xoay người lại, lúc nàng quay người, có lực lượng thần bí bao phủ lấy nàng, thân thể Đinh Lâm dừng lại. Sau đó có một thanh kiếm nằm ngay yết hầu của nàng. Ngươi là ai? Đinh Lâm giật mình nói. Ta không muốn nói nhảm, lập tức bỏ phong ấn trí nhớ của Vũ Tịch. Dương Diệp nói. Ngươi có biết hay không? Đinh Lâm đang muốn nói cái gì? Lúc này, một thanh kiếm cắm vào tay trái của nàng, đôi mắt Đinh Lâm mở to, nàng muốn kêu cứu nhưng bị tay trái Dương Diệp che miệng. Đinh Lâm là thánh giả cao cấp, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, trừ phi là thánh giả cao cấp yêu nghiệt, bằng không thánh giả cao cấp không lọt vào mắt hắn. Phải biết rằng,
thân thể của hắn hiện tại vượt xa yêu thú thánh giai cao cấp. Gần trăm viên kim cương quả cũng không phải ăn chùa. Một kiếm cắm vào cánh tay của Đinh Lâm, Dương Diệp cũng không có dừng lại, tay trái che miệng Đinh Lâm, cánh tay phải cầm kiếm đâm liên tục lên người Đinh Lâm, thủ pháp của hắn rất đặc thù, mỗi một kiếm đâm vào xương cốt trên người Đinh Lâm, thẳng đến khi xương cốt triệt để nát bấy liền bắt đầu lần nữa. Không đến 5 giây, hắn đâm hơn 10 đao trên người Đinh Lâm, đao đao toái cốt. Đau đớn cực độ làm gương mặt Đinh Lâm vặn vẹo, nàng run rẩy nói. Ta giải. Giải. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Không, chuyện bỏ phòng ấn, lát nữa chúng ta nói sau. Hiện tại ta phải tính sổ sách khi ngươi uy hiếp thê tử của ta. Nói xong, Dương Diệp lại rút kiếm đâm lên người Đinh Lâm. Máu tươi bắn tung tóe, toàn thân Đinh Lâm đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nàng giống như một huyết nhân. Hiểu Vũ Tịch nhìn cảnh tượng như vậy, kỳ lạ là nàng không ngăn cản, ký ức nàng nhớ lại không nhiều, nhưng đã đủ rồi. Nàng cảm giác được Dương Diệp đang tức giận, đặc biệt phẫn nộ. Sở dĩ hắn phẫn nộ cũng là vì nàng. Lúc này, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Đinh Lâm đang không ngừng co quắp, mặt vặn vẹo, trong mắt đầy vẻ khủng hoảng, bởi vì lúc này trên người nàng đã bị Dương Diệp cắm không dưới 100 đao. Từng đao đều róc xương. Cảm giác đau đớn này đối với cơ thể của người không cố gắng tu. Luyện như nàng, không thể nghi ngờ chính là một loại hành hạ giống như trong địa ngục vậy. Nàng muốn hét, muốn la, nhưng không có cách nào cả. Kiếm vực và kiếm ý ép của Dương Diệp đã ngăn cả nàng, làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích. Kiếm của Dương Diệp không ngừng cắm ở trên người Đinh Lâm, chỉ trong giây lát, toàn thân nàng đã bị nhuộm đỏ. Hắn tất nhiên rất căm phẫn nữ nhân này, nếu như hắn tới muộn một lát. Có lẽ ký ức của Hiếu Vũ Tịch sẽ bị nữ nhân này hoàn toàn xóa đi. Thậm chí, vì lấy lòng Mạc Vân Thiên gì đó, nàng còn có thể sẽ phế bỏ tu vị của Hiếu Vũ Tịch. Còn nữa, nghĩ đến nữ nhân này đã từng vì khống chế Hiếu Vũ Tịch, phong ấn ký ức của Hiếu Vũ Tịch, Dương Diệp liền không nhịn được muốn giết người. Nửa khắc sau, Dương Diệp dừng tay. Lúc này, Đinh Lâm đã hấp hối, ở trong mắt nàng đầy sự khủng hoảng. Lúc này, nét mặt của nàng không khác với Lâm Nguyệt Âm trước đó. Dương Diệp nói. Bây giờ, người có thể giải phong ấn ký ức của Vũ Tịch. Đúng rồi, người sẽ không dở trò gì chứ. Đinh Lâm vội lắc đầu. Dương Diệp khẽ cười, nói. Như vậy là tốt nhất, nhớ kỹ, nếu như người dám dở trò, ta sẽ làm cho người hối hận vì đã xuất hiện ở trên đời này. Đinh Lâm liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp thả hai tay Đinh Lâm. Nhưng kiếm lại vẫn nằm ngang trên cổ họng của Đinh Lâm. Ngươi có thể bắt đầu. Đinh Lâm run rẩy đặt hai tay ở trên đầu Hiểu Vũ Tịch, rất nhanh đã có hai luồng lực lượng thần bí từ trong hai tay của Đinh Lâm tiến vào trong đầu Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch lập tức nhíu mày, trên mặt nàng lộ vẻ đau khổ. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Thấy vậy, Đinh Lâm vội vàng nói. Đây là chuyện bình thường. Nghe vậy, kiếm quang của Dương Diệp đặt ngang trên cổ họng Đinh lập tức thu lại. Điều này làm cho Đinh Lâm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua từng chút một, điều này là sự hành hạ đối với cả Dương Diệp cùng Đinh Lâm. Đinh Lâm dĩ nhiên sợ xảy ra vấn đề, sau đó mạng nhỏ mình cũng không còn. Dương Diệp dĩ nhiên là sợ Vũ Tịch xuất hiện vấn đề. Hắn tuyệt đối không thể để Hiểu Vũ Tịch xuất hiện vấn đề được. Qua một khắc sau, Đinh Lâm thu hai tay lại. Dương Diệp cảm giác được nàng thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng làm cho hắn có chút buông lỏng. Một lát sau, trong ánh mắt lo lắng bất an của Dương Diệp cùng Đinh Lâm, Hiểu Vũ Tịch chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía Dương Diệp. Trên mặt Dương Diệp lập tức tươi cười, hắn không xa lạ gì ánh mắt này. Người cuối cùng đã tới. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, giọng nói bình tĩnh nhưng nước mắt đã tràn mi. Trước đây, khi nàng cùng Dương Diệp chia tay, Đại Lục Huyền Giả đang đứng ở trong tình cảnh bị hủy diệt, sau khi nàng rời đi thì ký ức chưa bị phong ấn. Nàng lúc nào cũng lo lắng cho Dương Diệp. Bây giờ, nhìn thấy Dương Diệp còn sống, lúc này không có lời nào diễn tả được tâm tình của nàng. Dương Diệp mỉm cười, nói. Nàng cuối cùng đã thật sự nhớ ra ta. Ta chưa bao giờ quên ngươi. Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp nói và muốn giết chết Đinh Lâm, mà lúc này, Hiểu Vũ Tịch lại đột nhiên nói. Không thể giết nàng được. Tại sao? Dương Diệp hỏi, hễ là thánh giả thì ở trong tông môn đều có lưu lại hồn bài, nếu như nàng chết, hồn bài tất nhiên sẽ nổ tung,
tới khi đó chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ mất. Hiểu Vũ Tịch nói. Hồn bài. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, nói. Không xong, ta có lẽ đã bị lộ rồi. Sao vậy? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta giết Lâm Nguyệt Âm, nếu như ta không đoán sai, lúc này Thiên Vũ Tông có lẽ đang tìm ta. Dương Diệp vừa dứt lời thì sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mấy đạo thần thức đang quét bên phía bọn họ. Dương Diệp vẫn lợi dụng kiếm vực để che giấu khí tức của mình, nên vài đạo thần thức này nhanh chóng rời khỏi chỗ của bọn họ. Dương Diệp vừa thả lỏng thì một thần thức đã quay ngược lại và dừng ở vị trí hắn đứng. Hai mắt Dương Diệp lập tức hơi híp lại. Hắn biết mình bị lộ rồi. Ầm. Ngoài điện truyền đến một tiếng nổ lớn. Mở trận pháp ra. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Ngươi tự mình đi ra, hay để ta bắt ngươi đi ra? Một giọng nữ uy nghiêm vang lên ở bên ngoài cung điện. Bán đế. Dương Diệp thu lại kiếm vực và vung tay phải lên, 10 con rối thánh giả đã xuất hiện ở xung quanh Hiểu Vũ Tịch. 10 con rối thánh giả này chính là 10 thánh giả mở màn trong trận chiến giữa hắn, An Nam Tĩnh và Pháp Phái. Lúc đó khi giết chết 10 thánh giả này, hắn không hoàn toàn phá hủy bọn họ, mà giữ lại thi thể. Cho dù 10 người chỉ là thánh giả, nhưng khi liên thủ thì thánh giả cao cấp bình thường căn bản không phải là đối thủ. Đương nhiên, lúc này ở Thiên Vũ Tông, bọn họ không chắc sẽ phát huy được tác dụng, bởi vì bên ngoài có ít nhất 2 bán đế tồn tại, chỉ có điều có vẫn tốt hơn không. Dù sao ngoại trừ bán đế ra, thánh giả cao cấp bình thường căn bản không có cách nào dễ dàng phá được sự liên thủ và đòn hợp lực của 10 người bọn họ. Dương Diệp điều khiển một con rối thánh giả khống chế Đinh Lâm. Sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Nàng có sợ không? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Dương Diệp đưa tay ra, Hiểu Vũ Tịch lập tức nắm lấy tay của hắn. Hắn cười lớn, đoàn người cứ như vậy đi ra khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện đã tập trung mấy nghìn đệ tử Thiên Vũ Tông, trong đó có khoảng trên 100 thánh giả cao cấp, còn lại thấp nhất cũng là bán thánh. Đệ tử nội môn cùng đội chấp pháp. Hiểu Vũ Tịch nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía một nữ tử mặc váy dài màu xanh dẫn đầu. Nữ tử này chỉ là thánh giả trung cấp nhưng khí tức còn mạnh hơn vài thánh giả cao cấp. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch nhìn nàng, nói. Hoa Mộc Cận, một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Vũ Tông hiện nay, nàng đứng thứ 2 trong thế hệ trẻ của Thiên Vũ Tông. Trong Thiên Vũ Tông, nàng cùng Mộc Lưu Phong xếp thứ nhất còn là người có hy vọng đánh lên võ bảng nhất. Trưởng lão Lâm Nguyệt Âm là do ngươi giết sao? Hoa Mộc Cận nhìn Dương Diệp, hỏi. Ta nói không phải thì ngươi có tin không? Dương Diệp nói. Hoa Mộc Cận liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng nhìn sang Đinh Lâm. Khi nhìn thấy vết thương trên người Đinh Lâm, vẻ mặt Hoa Mộc Cận lập tức trở nên thâm trầm, cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi là ai, vì sao lại lẻn vào Thiên Vũ Tông ta, giết trưởng lão của Thiên Vũ Tông ta? Dương Diệp nói. Hiểu Vũ Tịch là thê tử của ta. Lần này ta tới Thiên Vũ Tông là vì nàng. Hoàn toàn là nói bậy. Lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một giọng nói. Ngày mai Vũ Tịch lại muốn gả cho Mạc Vân Thiên công tử của Mạc gia, sao có thể là thê tử của ngươi được? Ta là thê tử của hắn. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên đứng dậy, nói. Ta với hắn đến từ vị diện phía dưới. Ở vị diện phía dưới chúng ta đã thành thân, tông chủ. Vũ Tịch cảm ơn Thiên Vũ Tông đã thu giữ trong những ngày qua, nhưng bây giờ ta đã khôi phục ký ức, mong Thiên Vũ Tông thả cho ta và phu quân ta rời đi, ta sẽ vô cùng cảm kích. Nghe thấy Hiểu Vũ Tịch nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Rất nhiều nữ đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, các nàng không ngờ Hiểu Vũ Tịch đã lập gia đình. Phải biết rằng, ngày mai sẽ là ngày Mạc Vân Thiên tới đón Hiểu Vũ Tịch. Nếu như đối phương biết tin tức này. Vậy tương đương với Thiên Vũ Tông đánh vào mặt Mạc Vân Thiên cùng Mạc gia. Vũ Tịch, người có biết mình đang nói gì không? Phía chân trời, giọng nói kia đã vang lên lần nữa. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Tất nhiên, ngày mai chính là ngày Mạc công tử cưới ngươi làm thê tử. Chuyện này có liên quan đến tương lai của Thiên Vũ Tông ta. Chuyện này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, ngươi hiểu rõ không? Giọng nói này nói. Nghe vậy. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch trầm xuống. Lúc này, Dương Diệp khẽ nở nụ cười và kéo Hiểu Vũ Tịch đến phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đường đường là một thế lực cấp toàn thạch,
không ngờ cần phải dựa vào việc tặng đệ tử của mình cho người mới có tương lai, quả nhiên là buồn cười. Được rồi, các ngươi muốn làm sao cũng không liên quan tới ta. Nhưng Thiên Vũ Tông các ngươi lại muốn lấy thê tử của ta đi tặng người, sau đó đổi lấy tương lai cho các ngươi có phải đã quá đáng rồi không? Quá đáng à? Giọng nói này vang lên. Hiểu Vũ Tịch đã đệ tử Thiên Vũ Tông ta, thì Thiên Vũ Tông ta có quyền xử lý tương lai của nàng, bản thân nàng cũng có nghĩa vụ dâng hiến mình cho tương lai của Thiên Vũ Tông ta. Thân là đệ tử Tông Môn, lúc này phải lấy lợi ích của Tông Môn làm đầu. Còn nữa, nếu nàng gả cho Mạc Vân Thiên, Mạc Vân Thiên cũng sẽ không bạc đãi nàng, nếu không tốt, cũng còn hơn đi theo một bán thánh như ngươi chứ. Nói đến đây, giọng nói kia dừng lại một lát mới nói tiếp. Vũ Tịch, sở dĩ bản tôn nói nhiều với hắn cũng chỉ muốn ngươi hiểu rõ, Thiên Vũ Tông ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn. Nếu như ngươi bằng lòng gả cho Mạc Vân Thiên, ta có thể để cho nam nhân này sống sót, đồng thời cũng có thể giữ lại trí nhớ về ngươi. Nếu không, ta sẽ giết chết nam nhân này, cũng xóa bỏ nhớ của ngươi. Hiểu Vũ Tịch không để ý tới người nói chuyện, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tất cả đều nghe theo ngươi. Dương Diệp khẽ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Để chúng ta đi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì có thể tự mình đi thử. Giọng nói kia vang lên. Từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu phóng lên cao. Cả không trung của Thiên Vũ Tông lập tức biến thành màu đỏ. Trong đó có mùi máu tanh cùng lệ khí rất nồng đậm, làm cho những đệ tử Thiên Vũ Tông đang đứng đối diện với Dương Diệp đều biến sắc. Mỗi một vội lùi lại phía sau, trong đó có một ít người lùi lại quá chậm, đã trực tiếp bị sát khí cùng lệ khí ăn mòn, trở thành một bộ máy giết chóc. Một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Hắn dùng tay trái kéo Hiểu Vũ Tịch, nói. Có ta ở đây, đế giả cũng đừng mong thương tổn được nàng. Chúng ta đi thôi. Đế cấp, kiếm rẽ. Phía chân trời, trong giọng nói kia có phần nghiêm trọng. Ta xem ra đã coi thường người. Tuy nhiên, nếu như người cho rằng dựa vào một thanh kiếm là có thể coi thường Thiên Vũ Tông ta, vậy người khó tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, Hoa Mộc Cận đột nhiên bắn nhanh về phía Dương Diệp. Chém! Dương Diệp vung tay phải lên, một đường kiếm khí đỏ như máu lập tức bắn ra khỏi huyết kiếm trong tay hắn. Bành! Một tiếng nổ vang, Hoa Mộc Cận bị chấn động tới mức phải lùi lại gần nghìn trượng. Ở trước ngực nàng có một tấm lá chắn nhỏ màu xanh lam. Mà giờ phút này, mặt tấm lá chắn nhỏ đã hoàn toàn rạn. Nứt! Tấm lá chắn nhỏ này là thần giai thượng phẩm đấy. Hoa Mộc Cận thoáng ngẩn người, nàng khẽ sờ vào tấm lá chắn nhỏ này, nó lập tức hóa thành bột mịn. Dương Diệp không để ý tới Hoa Mộc Cận, tay phải hắn vẫy một cái, những con rối thánh giả xung quanh lập tức bị hắn thu vào. Tiếp theo, tay trái hắn vòng qua thắt lưng của Hiểu Vũ Tịch, người hóa thành một đường ánh sáng máu bắn mạnh về phía chân trời. Đinh Lâm vốn bị con rối của Dương Diệp khống chế nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng ngồi dưới đất, ánh mắt oán độc nhìn Dương Diệp đã hóa thành ánh sáng máu bắn nhanh về phía xa, nói. Ta muốn các ngươi sống không bằng. Đúng lúc này, một đường kiếm khí đỏ như máu lướt qua chân trời, lập tức tiến vào trong đầu Đinh Lâm, nàng trực tiếp nổ tung ra, máu tươi văng ra khắp nơi. Làm càn. Phía chân trời có tiếng hét giống như tiếng sấm nổ vang. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, chộp về phía Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Bàn tay khổng lồ này có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch, và muốn bóp nát hai người thành bột mịn. Dương Diệp nhận ra bàn tay khổng lồ kéo tới phía sau, trong con mắt phải vẫn còn giữ được tỉnh táo giã lóe lên một tia lệ khí, hắn xoay người đột nhiên chém mạnh một phát. Một đường ánh sáng máu lập tức bay ra và va chạm vào bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ chấn động mạnh, sau đó trực tiếp nổ tung trên không trung. Trong phút chốc, một sóng khí khủng khiếp đột nhiên khuếch tán ra. Dương Diệp lại ôm Hiểu Vũ Tịch xoay người di chuyển, bắn nhanh về phía xa. Làm càn. Phía chân trời truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ hơn. Trong phút chốc, một đường cầu vồng chợt lóe lên ở phía chân trời. Dương Diệp nhanh chóng ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không xa đã có thêm một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, mặc váy trắng với gương mặt rất xinh đẹp, trên thân tản ra một khí thế uy nghiêm. Phó tông chủ của Thiên Vũ Tông hiện nay, Thiên Vấn Lan. Tông chủ bế quan nên Thiên Vũ Tông do nàng quản lý. Bên cạnh Dương Diệp,
Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Thiên Vấn Lan liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Kiếm đế cấp, kiếm ý cảnh giới hư vô, ngươi là ai? Thư viện Bạch Lộc, Dương Diệp. Dương Diệp nói, chuyện này không có gì phải giấu giếm, cũng không cách nào giấu giếm được. Thư viện Bạch Lộc. Thiên Vấn Lan nheo mắt lại, nói. Ngươi chính là Dương Diệp chiến thắng Tử Phạm, người cao cấp nhất của pháp phái, đồng thời chiến đấu kịch liệt với Phong Khinh Ý không bại sao. Nàng làm phó tông chủ, dĩ nhiên phải biết về chuyện của Thư viện Bạch Lộc. Bởi vậy, nàng cũng không xa lạ gì về cái tên Dương Diệp này, phải nói là các thế lực xung quanh Bạch Lộ chắc hẳn đều sẽ không xa lạ gì. Không nói gì khác, chỉ dựa vào việc hắn chiến đấu cùng Phong Khinh Ý không thua, đã đủ cho những người thế lực cấp toàn thạch bọn họ coi trọng. Đúng là ta. Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Vấn Lan, sát ý cùng lệ khí trên thân vẫn điên cuồng phát ra. Bây giờ, ta chỉ muốn dẫn Vũ Tịch đi. Ngươi coi Thiên Vũ Tông ta là gì? Tay phải của Thiên Vấn Lan chậm rãi nắm chặt lại. Nơi này là hậu viện của ngươi sao? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Dương Diệp, ta không cần biết ngươi là thiên tài thế nào. Hôm nay, ngươi lẻn vào Thiên Vũ Tông ta, giết chết trưởng lão của Thiên Vũ Tông ta. Lại bắt giam đệ tử Thiên Vũ Tông ta, ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù Tiêu Biệt Ly có đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Vậy thì chiến đấu thôi. Dương Diệp vừa dứt lời đã chợt chém ra một kiếm, một đường kiếm khí đỏ như máu bắn ra, lập tức tới trước mặt Thiên Vấn Lan. Tự tìm chết. Trong mắt Thiên Vấn Lan lóe lên một tia ánh sáng sắc bén và đánh ra một quyền, quyền ra, một quyền ấn màu xanh lam nhanh chóng hiện ra. Lập tức va chạm vào kiếm khí đỏ như máu của Dương Diệp. Hai người chấn động mạnh, kiếm khí màu đỏ của Dương Diệp lập tức vỡ vụn ra, nhưng trong phút chốc, một kiếm khí được gia tăng bởi kiếm ý cảnh giới hư vô cùng sát ý cảnh giới hư vô lập tức tới, đánh vào trên quyền ấn màu xanh lam này, quyền ấn màu xanh lam lập tức bị kiếm khí màu đỏ phá vỡ, tốc độ của kiếm khí không giảm, vẫn bắn mạnh về phía Thiên Vấn Lan. Mà vào lúc này, Thiên Vấn Lan đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu xanh lam đánh vào trên kiếm khí màu đỏ của Dương Diệp khiến nó thoáng dừng lại một chút rồi trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh lam đã lập tức tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thoáng biến sắc, tay trái hơi dùng sức, Hiểu Vũ Tịch lập tức bay ra ngoài. Trong phút chốc, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trên tay trái của hắn. Huyết kiếm cắm vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút ra và chém mạnh. Ong! Một điểm sáng màu đỏ bắn ra khỏi vỏ kiếm cổ của Dương Diệp. 110 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Điểm sáng màu đỏ cùng điểm ánh sáng màu xanh lam va chạm trên không trung, tất cả bầu trời lập tức phát ra một tiếng nổ lớn, một sóng khí ngập trời lập tức tràn ngập ra. Mà ở trong sóng khí này thỉnh thoảng truyền đến tiếng kiếm ngân cùng tiếng va chạm kịch liệt, vào giờ phút này bầu trời cũng run rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng như vậy và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không ngờ Dương Diệp lại có thể chiến đấu ngang sức cùng Thiên Vấn Lan. Phải biết rằng, Dương Diệp chỉ là bán thánh, Thiên Vấn Lan lại là bán đế. Cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn. Phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo có một đường ánh sáng màu lam và ánh sáng màu đỏ tách ra, những sóng khí kia đã tan biến. Lúc này vẻ mặt Thiên Vấn Lan thâm trầm tới cực điểm, một khí tức cuồng bạo không ngừng tràn ra khỏi cơ thể nàng. Ban đầu, nàng cho rằng mình có thể sử dụng máy chiếu sẽ bắt được Dương Diệp, nhưng sau khi chiến đấu một lúc, nàng phát hiện ra đối phương mặc dù ở thế hạ phong, nhưng vẫn có thể chống lại nàng, hơn nữa nàng còn nhất định phải cẩn thận, bởi vì chỉ sơ ý một chút sẽ có thể bị kiểm khí tổn thương. Hai loại cảnh giới hư vô ý cảnh sắc bén đã hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Tay trái của Dương Diệp nắm chặt vỏ kiếm cổ, bên trong vỏ kiếm cổ là huyết kiếm. Tay phải hắn nắm huyết kiếm. Từng sát ý cùng lệ khí không ngừng tràn khỏi cơ thể hắn, cùng lúc đó, trái tim giết chóc trong cơ thể hắn cũng đập DP mạnh, sát ý cùng lệ khí giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Trang phục trên người Dương Diệp đã không còn, ở trên người hắn có hơn 10 vết thương, mỗi chi vết thương đều sâu tới mấy cm, đều đang tràn máu ra, nhưng lập tức bị huyết kiếm bên trong vỏ kiếm cổ hấp thu. Tay phải của Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm, cả cánh tay của hắn căng ra. Trên đó có từng gân xanh nổi lên giống như con rắn nhỏ, thật sự rất dữ tợn. Phải nói rằng, ta đúng là đã coi thường ngươi. Thiên Vấn Lan nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói. Thư viện Bạch Lộc, pháp phái đi rồi, Phong Khinh Ý đi rồi, lại có thêm ngươi,
bọn họ quả thật may mắn. Đáng tiếc, bọn họ không nên để cho ngươi tới Thiên Vũ Tông ta. Để cho chúng ta đi. Hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, cơ thể hắn bắt đầu chấn động. Cho các ngươi đi sao? Thiên Vấn Lan cười lạnh, nói. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, nếu không Thiên Vũ Tông ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong thiên hạ sao? Dứt lời, trong cơ thể Thiên Vấn Lan đột nhiên phát ra một cột ánh sáng màu xanh lam, tốc độ của nó rất nhanh, đã lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, trong mắt có hai đường kiếm khí đỏ như máu bắn ra, va chạm mạnh vào cột ánh sáng màu xanh lam kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, tay phải của Dương Diệp chợt rút kiếm chém ra một phát. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí đỏ như máu chợt lóe lên. 120 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Đây là cực hạn của Dương Diệp lúc này. Nhìn thấy đường kiếm khí này, đồng tử của Thiên Vấn Lan hơi co lại, lần này trong mắt nàng có vẻ nghiêm trọng, không dám khinh thường. Hai tay Thiên Vấn Lan chợt vỗ mạnh về phía trước, một màn ánh sáng màu xanh lam cuốn ra ngoài, đánh về phía đường kiếm khí kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên sau, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Thiên Vấn Lan bị chấn động lui lại mấy ngàn trượng. Dương Diệp không để ý tới Thiên Vấn Lan mà di chuyển đi tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, ôm lấy Hiểu Vũ Tịch, sau đó bắn nhanh về phía xa với tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã sắp lao ra khỏi Thiên Vũ Tông. Mà vào lúc này, bên ngoài Thiên Vũ Tông đột nhiên phát ra một đường ánh sáng trắng, Dương Diệp đập mạnh vào phía trên đó. Ánh sáng trắng chấn động mạnh, còn Dương Diệp bị chấn động bay ngược về phía sau. Đây là trận pháp công kích. Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Hiểu Vũ Tịch vừa dứt lời đã thấy có một cột sáng màu trắng xuất hiện, đánh mạnh về phía hai người bọn họ. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, huyết kiếm trong tay phải lại chém ra. Kiếm khí huyết thủ bắn ra, nhưng kiếm khí của hắn không thể nào ngăn cản được cột sáng màu trắng này. Dương Diệp thoáng biến sắc, vội vàng kéo Hiểu Vũ Tịch đến phía sau. Bành! Một tiếng động lớn vang lên, hai người Dương Diệp bị đẩy lùi gần mấy ngàn trượng. Lúc này, hắn đã trở về trong Hiên Vũ Tông. Ta nói rồi, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Dương Diệp vừa dừng lại, một giọng nói từ phía xa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Thiên Vấn Lan. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, xung quanh nhanh chóng có sát ý cùng lệ khí trào vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong giây lát, cả người Dương Diệp đã khôi phục bình thường. Nhưng khóe miệng hắn lại không ngừng có máu tràn ra, trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị thương. Thế nào, muốn đầu hàng sao? Nhìn thấy Dương Diệp thu lại táng thiên, Thiên Vấn Lan cười lạnh nói. Không cho ta đi đúng không? Dương Diệp kéo Hiểu Vũ Tịch đến phía sau, sau đó về đi về phía Thiên Vấn Lan. Cùng lúc đó, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại, cả cánh tay phải nổi gân xanh, giống như sắp nổ tung ra vậy. Không gian xung quanh hắn cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, từng khe nứt không gian lớn bằng cánh tay nhanh chóng lan tràn ra, lập tức bao phủ lấy mấy trăm trượng xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Thiên Vấn Lan lập tức biến hóa kịch liệt. Dương Diệp dừng bước lại, nói. Tới đây, nhận của ta một quyền. Dương Diệp vừa dứt lời thì người bắn ra, nắm tay phải đánh về phía Thiên Vấn Lan. Giờ phút này, đầu nắm tay của Dương Diệp đi qua nơi nào không gian trực tiếp bị vỡ ra, tuy nhiên không gian xung quanh hắn lại tuyệt đối không đổ nát, bởi vì hắn đã khống chế tất cả lực lượng ở trên nắm đấm không để lọt ra ngoài. Nhưng đồng tử của Thiên Vân Lan đột nhiên lui lên. Giờ phút này, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, nàng nên lựa chọn tránh một quyền này, nhưng nàng không thể tránh được. Bởi vì xung quanh có rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông đang nhìn, bởi vì nàng là bán đế. Đường đường là bán đế mà không dám nhận một quyền của một bán thánh, nếu truyền đi thì không chỉ có Thiên Vấn Lan nàng mất mặt, còn có tất cả mọi người trong Thiên Vũ Tông nữa, mà bản thân nàng cũng sẽ xuất hiện tâm ma. Cho nên, nàng phải nhận một quyền này. Trong mắt Thiên Vấn Lan lóe lên một tia lệ khí, hai tay nàng chắp lại trước ngực. Trong phút chốc, một đường ánh sáng màu xanh lam chợt từ trong hai tay nàng phát ra. Thiên sát trưởng. Giọng nói của Thiên Vấn Lan bắt đầu vang vọng nơi đây, tiếp theo, một trường ấn cực lớn, màu xanh đang nhanh chóng hiện ra và xoay tròn, đánh mạnh về phía Dương Diệp. Khi trường ấn màu xanh lam này xuất hiện, một áp lực ngập trời chút xuống, uy áp này khiến rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông thực lực hơi thấp gần như thở không nổi.
yên lặng trong chớp mắt. Ầm, giống như thần lôi nổ vang, tất cả không gian lập tức sụp xuống, tuy nhiên lại được pháp tắc thiên đạo lập tức chữa trị. Nhưng trong phút chốc, những không gian này lại dạn nứt thành từng đường lớn lan tràn khắp chân trời. Lại yên lặng trong chớp mắt, ở trong ánh mắt mọi người, không gian phía chân trời, ầm, một tiếng lại vỡ nát. Thoáng qua, không gian phía chân trời được pháp tắc thiên đạo chữa trị, nhưng giống với trước đâu, không gian vừa được chữa trị dã lập tức dạn nứt ra, tiếp theo lại đổ nát. Cứ lặp lại như vậy 4 lần, không gian phía chân trời mới yên tĩnh lại. Phía chân trời, Dương Diệp cùng Thiên Vấn Lan xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người có thể thấy rõ ràng, lúc này Dương Diệp giống như một người máu, trên thân thể để trần của hắn đã hoàn toàn giãn nứt, đặc biệt là những vết nứt ở trước ngực sâu tới mức có thể nhìn thấy được xương trắng bên trong. Không chỉ có trước ngực, trên mặt của Dương Diệp cũng đầy vết nứt, bộ dáng kia rất dữ tợn khủng khiếp. Cánh tay phải của Dương Diệp này càng khủng khiếp hơn, cho dù tay vẫn còn, nhưng toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn nổ tung biến dạng. Cánh tay kia đã không giống là tay nữa. Tuy nhiên, người Thiên Vũ Tông đều không quan tâm tới Dương Diệp, mà chỉ nhìn Thiên Vấn Lan. Từ mặt ngoài có thể thấy được, tình trạng của Thiên Vấn Lan tốt hơn Dương Diệp rất nhiều, bởi vì trông nàng giống như không có việc gì. Tuy nhiên lúc này tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều biến sắc. Bởi vì lúc này tay trái của Dương Diệp đang nắm lấy cổ họng của Thiên Vấn Lan. Thiên Vấn Lan đường đường là bán đế, bị một bán thánh khống chế. Tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông cảm thấy trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn Dương Diệp cùng Thiên Vấn Lan. Đường đường là phó tông chủ Thiên Vũ Tông lại bị một bán thánh bắt được. Lực lượng khống chế đỉnh phong, 2 tầng cảnh giới hư vô ý cảnh, kiếm giữ đế cấp, pháp tắc tốc độ, pháp tắc bóng tối, tuy là bán thánh nhưng có thực lực bán đế. Thư viện Bạch Lộc mất một phong khinh ý nhưng lại có một Dương Diệp tới. Đúng là ông trời không chặt đường của thư viện Bạch Lộc hắn. Theo một giọng nói vang lên, một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang xuất hiện ở đối diện của Dương Diệp. Bái kiến tông chủ. Nhìn thấy mỹ nữ này, tất cả đệ tử cùng trưởng lão Thiên Vũ Tông ở đó lập tức đồng thời bái lạy. Tông chủ Thiên Vũ Tông, Phượng Tình Vũ. Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Nhiều năm bế quan, tuy cảnh giới là bán đế nhưng sợ rằng đã có thể trùng kích đế giả. Thực lực của nàng sâu không lường được, chúng ta không phải là đối thủ. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch thò tay muốn chạm vào Dương Diệp, nhưng khi va tới cơ thể bị nứt của Dương Diệp, nàng lại rụt tay lại, nước mắt chậm rãi tràn ra. Thả nàng ra. Phượng Tình Vũ nhìn Dương Diệp, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng mang theo một uy nghiêm cùng không cho phép người khác được nghi ngờ. Ngươi đang nói chuyện đùa sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Thả ta với Vũ Tịch rời đi, nữ nhân này có thể sống. Nếu ta không thả thì sao? Phượng Tình Vũ nói. Tay trái của Dương Diệp chợt dùng sức, Thiên Vấn Lan lập tức trợn tròn 2 mắt. Dương Diệp giữ tợn mỉm cười, nói. Người nghĩ rằng ta không dám giết nàng sao? Nữ nhân, người có muốn thử hay không? Nếu ngươi dám giết nàng, ta. Phượng Tình Vũ đang muốn nói gì? Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Phượng Tình Vũ, nói. Nhìn thấy kiếm của ta không? Đó là hung kiếm đã từng uống qua máu của đế giả. Ngươi cảm nhận được sát ý của ta rồi chứ? Đó là do ta tàn sát vô số người mới lĩnh ngộ được sát ý cảnh giới hư vô. Ngươi đừng uy hiếp ta, thế giới này không có chuyện gì mà Dương Diệp ta không dám làm. Nếu ngươi giết nàng, Thiên Vũ Tông ta lập tức khai chiến với Thư viện Bạch Lộc. Phượng Tình Vũ nói. Nếu là trước đây, Phượng Tình Vũ tất nhiên không dám nói như vậy, nhưng bây giờ Thư viện Bạch Lộc vừa tách ra riêng, thực lực đã giảm xuống mức yếu nhất từ trước tới nay. Có thể nói, lúc này Thư viện Bạch Lộc hoàn toàn đánh không lại Thiên Vũ Tông. Bởi vậy, nàng mới dám lấy Thư viện Bạch Lộc tới uy hiếp Dương Diệp. Khai chiến. Khóe miệng Dương Diệp cười dữ tợn, tâm niệm thoáng động thì một thanh ý kiếm đã lóe lên, tiếp theo, một cánh tay phải của Thiên Vấn Lan trực tiếp bay ra ngoài. Khai chiến thì khai chiến, cho dù Thư viện Bạch Lộc ta có thất bại, cũng phải làm cho Thiên Vũ Tông ngươi bị tàn phế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trở nên thâm trầm, nàng muốn ra tay nhưng Dương Diệp đã nói. Ngươi dám động, ta sẽ làm cho Thiên Vũ Tông của ngươi bớt đi một vị bán đế. Chỉ cần ngươi dám động, ta dám giết. Mạng của bán thánh đổi lấy mạng của bán đế, ta cảm thấy rất giá trị. Nhưng ngươi có cảm thấy đáng giá không? Đáng giá sao? Tất nhiên là không đáng giá rồi. Dương Diệp biết điểm ấy,
Phượng Tình Vũ cũng biết điểm ấy. Bởi vậy, đến bây giờ nàng vẫn không hề ra tay. Một bán đế chính là một lực lượng cao cấp của thể lực cấp toàn thạch. Nếu như Thiên Vũ Tông chết một bán đế, ngày sau sẽ mất đi quyền lợi trong trung thổ thần châu này. Phượng Tình Vũ nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Thả năng ra rồi các ngươi đi đi. Ngươi cho ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Dương Diệp nói. Chờ chúng ta an toàn, ta tất nhiên sẽ thả nàng đi. Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Phượng Tình Vũ nheo mắt lại, sát ý trong mắt thoáng hiện. Lại càng không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không đợi lát nữa các ngươi một người cũng đừng hòng đi được. Dương Diệp nói. Đừng uy hiếp ta, làm vậy không có tác dụng gì đâu. Bây giờ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là để chúng ta rời đi, đợi lát nữa ta sẽ thả nàng ra. Chỉ cần ta trở lại Thư viện Bạch Lộc, ta nghĩ cho dù ta muốn giết nàng, Thư viện Bạch Lộc cũng sẽ không đồng ý. Thứ hai, chính là bây giờ ngươi ra tay, ta giết nàng, ngươi giết ta. Ta nói một lần cuối cùng, thả nàng rồi các ngươi đi, không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Phượng Tình Vũ nói. Một cột máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao, cột máu xông thẳng lên bầu trời. Trong phút chốc, cả bầu trời biến thành màu đỏ. Toàn thân Dương Diệp cũng biến thành một người máu. Cùng lúc đó, hai mắt hắn cũng dần dần bị màu đỏ chiếm lấy. Sắc mặt Dương Diệp dữ tợn nhìn Phượng Tình Vũ, nói. Nữ nhân, ngươi cũng đừng cố khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Đợi lát nữa ta không kiên nhẫn nữa, chúng ta cũng không cần nói chuyện đâu. Nói xong, một thanh huyết kiếm đã chỉ vào giữa chân mày của Thiên Vấn Lan. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có để chúng ta đi không, không cho. Bây giờ lão tử sẽ giết nàng, chúng ta tới liều mạng. Giọng nói dữ tợn của Dương Diệp bắt đầu vang vọng. Vẻ mặt Phượng Tình Vũ thâm trầm tới cực điểm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị một bán thánh uy hiếp như vậy. Ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không để chúng ta đi, ta sẽ giết nàng. Ta nói được thì làm được. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tình Vũ, nói. 1. Phượng Tình Vũ nhìn thẳng Dương Diệp, không nói gì. 2. Hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Phượng Tình Vũ vẫn không có nói. 3. Dương Diệp vừa dứt lời, thanh huyết kiếm này lập tức xoay tròn. Đúng lúc này, Phượng Tình Vũ đột nhiên nói. Các ngươi đi đi. Nàng vừa dứt lời, thanh huyết kiếm của Dương Diệp lập tức ngừng lại. Mà lúc này, thanh huyết kiếm đã đâm vào giữa chân mày của Thiên Vấn Lan nửa tấc. Nếu đi sâu vào một chút nữa, cho dù đế giả có đi ra cũng không cứu được Thiên Vấn Lan. Lần sau đừng thử thăm dò ta, trừ người của ta ra, không có người nào mà ta không dám giết cả. Dương Diệp nói xong, dẫn theo Thiên Vấn Lan cùng Hiểu Vũ Tịch biến mất ở chân trời phía xa. Chúng ta cần phải đến truyền tống trận ở Thiên Vũ Thành để truyền tống đến Thiên Đô Thành, tuy nhiên điều này cần Thiên Vũ Thành đồng ý mới được, mỗi thế lực đều có truyền tống trận, nhưng bình thường chỉ có thể truyền tống một phía. Nếu người ngoài muốn từ địa phương khác trực tiếp truyền tống đến Thiên Vũ Thành thì phải được Thiên Vũ Thành đồng ý mới được. Mà bây giờ, chúng ta muốn truyền tống ra ngoài cũng cần Thiên Vũ Tông đáp ứng. Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói đến. Bọn họ dám không đáp ứng sao? Dương Diệp cười lạnh, ở dưới sự hướng dẫn của Hiểu Vũ Tịch, hắn đi tới trên truyền tống trận của Thiên Vũ Thành. Vũ Tịch, nàng đi trước đi. Dương Diệp nói. Chúng ta cùng đi. Hiểu Vũ Tịch đến. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chỉ có ta ở đây, nàng mới có thể rời đi, nếu không chúng ta đều không đi được. Sau khi bước vào truyền tống trận, đối phương hoàn toàn có năng lực động tay động chân, phải biết rằng thực lực của bán đế không phải là hoàng giả, loại cường giả này muốn xé rách không gian bắt người thì dễ dàng như trở bàn tay. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Không nên để ta lại một mình. Trong lòng Dương Diệp đau xót, hắn hít sâu một hơi, cười nói. Yên tâm, năm đó tình cảnh của đại lục huyền giả như vậy cũng không thể giết được ta nữa là một bán đế. Nàng đi trước đi, ta sẽ đến sau. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu và không do dự gì nữa, cơ thể nàng thoáng di chuyển, xuất hiện ở trong một truyền tống trận. Rất nhanh, một ánh sáng màu xanh lam bao phủ lấy Hiểu Vũ Tịch. Mà vào lúc này, ánh sáng màu xanh lam lại đột nhiên biến mất. Tiếp theo, một tiếng nói dữ tợn vang lên ở trong không trung. Là ai cho ngươi lá gan chó, cũng dám cướp nữ nhân của Mạc Vân Thiên ta hả? Bán đế thì giỏi lắm sao? 1. Dương Diệp quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy phía chân trời có một bóng đen lao tới. Chẳng bao lâu, một nam tử trên người mặc áo choàng dài màu đen đã xuất hiện ở đó. Ở trước ngực nam tử thêu một chữ Mạc nho nhỏ. Mạc Vân Thiên. Hiểu Vũ Tịch đi tới bên cạnh Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp vung tay phải lên, 10 con rối thánh giả xuất hiện và vây quanh Hiểu Vũ Tịch cùng Thiên Vấn Lan đã bị thương nặng. Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Khống chế tốt nữ nhân này, nếu cần thì trực tiếp giết. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một thanh đao đặt ngang trên cổ họng của Thiên Vấn Lan. Đạo tiến vào một phân khiến máu tươi lập tức tràn ra. Giờ phút này, không ai nghi ngờ Hiểu Vũ Tịch sẽ không dám giết Thiên Vấn Lan. Dương Diệp nhìn lại cơ thể mình. Lúc này, nhờ có Hồng Mông Tử Khí chữa trị nên cơ thể hắn đã khôi phục được 6-7 phần. Nói cách khác lúc này chiến lực của hắn đã khôi phục lại rất nhiều. Mạc Vân Thiên quan sát liếc mắt Dương Diệp, nói. Lần đầu tiên có người dám cướp nữ nhân của Mạc Vân Thiên ta. Không thể không nói, người rất to gan, chỉ là không biết. Mạc Vân Thiên nói đến đây, âm thanh đột nhiên ngừng dừng. Bởi vì Dương Diệp phía dưới đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo có một thanh kiếm chém mạnh về phía hắn. Mạc Vân Thiên không nghĩ tới Dương Diệp sẽ đột nhiên ra tay, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, cổ tay thoáng động đã thấy có một thanh kiếm xuất hiện trong tay và đâm chếch về phía của Dương Diệp. Keng! Một tiếng kim loại va chạm bắt đầu vang vọng, dưới lực lượng mạnh mẽ của Dương Diệp, Mạc Vân Thiên trực tiếp bị chấn động phải lùi lại liên tục. Mà lúc này Dương Diệp lại giống như giòi bám trên MU bàn chân, lập tức lao tới trước mặt Mạc Vân Thiên, trường kiếm trong tay lại đâm tới. Mạc Vân Thiên biến sắc, không dám có chút sơ suất nào. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng chút vào trong thanh trường kiếm, và chợt đâm mạnh ra. Keng! Kiếm trong tay Mạc Vân Thiên đã vỡ nát, vẻ mặt hắn biến đổi. Mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm vào trước ngực hắn. Ầm! Một tiếng động khẽ vang lên. Mạc Vân Thiên lùi lại gần nghìn trượng, ở trước ngực hắn lộ ra một cái khóa giáp màu vàng. Mạc Vân Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một tia sáng lạnh lẽo thoáng hiện, một thanh kiếm lướt ngang qua cổ họng. Đồng tử của Mạc Vân Thiên co mạnh, cổ họng của hắn không được khóa giáp bảo vệ, làm sao dám để một kiếm này quét trúng chứ? Ngay lập tức cơ thể hắn uốn cong về phía sau giống như bị bẻ gãy, tránh thoát khỏi một kiếm chí mạng này. Nhưng Dương Diệp dường như biết hắn sẽ làm như vậy, sau một kiếm không trúng đích, Dương Diệp đá mạnh vào chân của Mạc Vân Thiên. Rắc rắc, có tiếng xương gãy vang lên, đồng thời Mạc Vân Thiên bay ngược ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đã lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay cầm kiếm lại đâm tới. Tốc độ đâm rất nhanh, cả người Dương Diệp đều hóa thành một điểm ánh sáng. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp giã lùi lại mấy trăm trượng. Phía xa, Phượng Tình Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Mạc Vân Thiên từ lúc nào. Dương Diệp múa ý kiếm trong tay, lập tức có từng kiếm hoa thoáng hiện xung quanh hắn. Phượng Tình Vũ đang muốn nói, Dương Diệp đã nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Cắt bỏ cánh tay còn lại của nàng ta. Hiểu Vũ Tịch không hề do dự đã giơ tay chém xuống, cánh tay còn lại Thiên Vấn Lan rời khỏi thân thể, máu tươi phun ra thành voi. Tuy nhiên Thiên Vấn Lan trước sau vẫn thản nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trầm xuống, nói. Cho dù Tiêu Biệt Ly đích thân đến, người chắc chắn cũng phải chết. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tình Vũ, nói. Mở ra truyền tống trận, để cho Vũ Tịch đi. Ta xem ai dám. Lúc này, Mạc Vân Thiên phía sau Phượng Tình Vũ đột nhiên đi ra, hắn cầm một lá bùa và bóp nát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, dữ tợn nói. Không quan tâm ngươi là ai, ngươi. Câm miệng. Dương Diệp trực tiếp ngắt lời Mạc Vân Thiên, nói. Nếu như ta là ngươi, thất bại hoặc là chết trận, hoặc là ngoan ngoãn câm miệng đi. Nam nhân hoặc là ra tay hoặc là câm miệng, đừng giống như một nữ nhân cả ngày chỉ giỏi nói mồm. Còn nữa, thua rồi thì đừng có mang ra bối cảnh của mình ra, như vậy chỉ khiến cho người ta thấy ngươi không có năng lực. Có bản lĩnh thì chúng ta đao thật kiếm thật gặp nhau. Ngươi có dám hay không? Vẻ mặt Mạc Vân Thiên khó coi tới cực điểm. Lúc này, Phượng Tình Vũ đột nhiên nói. Dương Diệp, người rất có năng lực, cũng rất có can đảm, nhưng người có biết người đang làm gì không? Đắc tội Thiên Vũ Tông ta cùng Mạc gia, đừng nói là Thư viện Bạch Lộc bây giờ, cho dù là Thư viện Bạch Lộc hoàn chỉnh cũng không bảo vệ được ngươi. Không chỉ ngươi, ngươi còn liên lụy mấy vạn học sinh của Thư viện Bạch Lộc.
ngươi có rõ không? Dương Diệp cười khẽ, nói. Lời ngươi nói, ta hiểu rất rõ. Nhưng ngươi bảo ta nên làm thế nào? Thiên Vũ Tông ngươi muốn hoàn toàn phong ấn ký ức của thê tử ta, còn muốn tặng nàng cho người khác, mong nhận được lợi ích cho tương lai của Thiên Vũ Tông ngươi. Ngươi bảo ta làm như thế nào? Lấy đại cục làm trọng, không quan tâm tới nàng, giúp Thiên Vũ Tông ngươi được toại nguyện sao? Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp trở nên dữ tợn. Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không muốn quan tâm. Ta chỉ biết, bây giờ ai dám động tới nàng, ta giết kẻ đó. Hiểu Vũ Tịch nhìn thẳng vào Dương Diệp, tay nàng nắm chặt đao đang run rẩy. Phải vậy không, Mạc gia ta thật ra muốn xem thử. Đúng lúc này, một lão già mặc áo bào màu xám xuất hiện ở trong không trung. Bán đế, Mạc Cơ. Phượng Tình Vũ liếc nhìn lão già mặc áo bào màu xám, nói. Lão già tên là Mạc Cơ kia khẽ gật đầu với Phượng Tình Vũ, sau đó nhìn về phía Mạc Vân Thiên. Hắn vội vàng bước lên trước cung kính thi lễ, hắn vừa muốn nói thì Mạc Cơ đột nhiên tát vào mặt Mạc Vân Thiên làm hắn phun ra máu và bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên trong phút chốc, Mạc Vân Thiên đã bay trở về trước mặt Mạc Cơ. Nhị thúc, Mạc Vân Thiên hoàn toàn bối rối. Mạc Cơ lạnh lùng liếc nhìn Mạc Vân Thiên, nói. Ngươi có biết cái gì gọi là xấu hổ không? Biết cái gì gọi là không có năng lực không? Biết cái gì gọi là mất mặt không? Ngươi đúng là đáng xấu hổ, ngươi đúng là không có năng lực, ngươi đúng là mất mặt. Con cháu Mạc gia ta ở bên ngoài lăn lộn, ngươi là người đầu tiên phải vận dụng truyền âm phù cầu cứu. Hơn nữa đối thủ của ngươi chỉ là một bán thánh. Nếu như chuyện này truyền đi, chẳng phải sẽ khiến ba nhà khác chê cười Mạc gia ta sao? Còn nữa, nếu như là đường ca của ngươi, hắn sẽ không cầu cứu, hắn sẽ tử chiến cùng đối phương, cho dù là chết trận, hắn cũng sẽ không cầu cứu. Người của Mạc gia ta có thể bại, có thể chết, nhưng không mất hết thể diện được. Mạc Vân Thiên khẽ run lên, vội vàng quỳ gối, nói. Vân Thiên biết sai rồi. Mạc Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Phượng Tình Vũ, nói. Phượng Tông Chủ, nam nhân này cùng nữ tử kia phải chết. Đặc biệt là nữ tử kia, nếu như nàng không chết, chuyện Thiên Vũ Tông người ép buộc thê tử của người khác lập gia đình, còn có chuyện con cháu Mạc Gia ta ép cưới thê tử của người bị truyền đi, mặt mũi của Mạc Gia ta không còn, chỉ sợ danh tiếng Thiên Vũ Tông người cũng sẽ xuống dốc không phanh. Vẻ mặt Phượng Tình Vũ trầm xuống, nàng làm sao không hiểu rõ ý của Mạc Cơ, ý đối phương muốn nàng bỏ qua Thiên Vấn Lan. Bán đế, Thiên Vấn Lan là bán đế, nàng làm sao cam tâm buông tha một bán đế chứ? Hơn nữa Thiên Vấn Lan còn là do một tay nàng dẫn dắt, cũng là người sẽ tiếp nhận Thiên Vũ Tông sau khi nàng rơi đi. Lại bỏ đi Thiên Vấn Lan như vậy, nàng không cam lòng. Dường như biết suy nghĩ của Phượng Tình Vũ, Mạc Cơ lại nói. Mạc Tông Chủ, ta bảo ngươi buông tha cho Thiên Phó Tông Chủ thì quả thật có chút khó xử. Nhưng ngươi đã nghĩ qua chưa? Nếu để cho người này dẫn theo Thiên Phó Tông Chủ rời đi, khi đó tình cảnh của Thiên Vũ Tông ngươi sẽ thế nào? Đường đường là một thế lực cấp toàn thạch lại bị một bán thánh lẻn vào giết người, đồng thời còn bắt đi một phó tông chủ. Thiên Vũ Tông ngươi sẽ trở thành trò cười cho cả trung thổ thần châu. Phượng Tình Vũ nheo mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Giống như lời Mạc Cơ đã nói, nếu quả thật để cho Dương Diệp dẫn Thiên Vấn Lan đi, vậy danh tiếng của Thiên Vũ Tông thật sự sẽ mất hết. Đường đường là một thế lực cấp toàn thạch bị một bán thánh xông lên tới tông môn. Hơn nữa còn bắt đi một phó tông chủ là bán đế. Nghĩ đến những dư luận sau này, trong mắt Phượng Tình Vũ dần dần hiện ra sát ý. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạc Cơ lại nói. Phượng Tông Chủ, chuyện này là do người của Mạc Gia ta gây ra, như vậy đi, sau khi giết hai người này, linh mạch trên bảng Vân Thiên Vũ kia sẽ đưa cho Thiên Vũ Tông, xem như lời xin lỗi của Mạc Gia ta. Ngươi thấy thế nào? Sở dĩ hắn không kịp chờ đợi muốn giết chết Dương Diệp như vậy. Dĩ nhiên là vì danh tiếng cùng tôn nghiêm của Mạc gia. Đối với thế gia, tôn nghiêm cùng danh tiếng là cao nhất. Nhưng hắn biết, muốn giết người ở trong địa giới của Thiên Vũ Tông thì nhất định phải nhận được Phượng Tình Vũ đồng ý. Nếu như nàng không đồng ý, cho dù phái hai bán đế cũng vô dụng. Mỗi một thế lực cấp toàn thạch đều có đại trận bảo vệ tông của mình, một khi đại trận này mở ra, đừng nói là bán đế, cho dù là đế giả cũng có thể phải chết. Về phần linh mạch, Mạc gia cũng không thiếu. Nghe thấy Mạc Cơ nói vậy, khóe mắt Phượng Tình Vũ khẽ giật, nói. Điều này là thật sao? Tất nhiên. Mạc Cơ nói.
Hai mắt Phượng Tình Vũ khép hờ, ngay lập tức, nàng mở mắt ra nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thả nàng ra, ta sẽ cho phép hai người ngươi tự sát. Nếu không để chúng ta ra tay, hai người ngươi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt cả thần hồn. Dương Diệp không để ý tới Phượng Tình Vũ, hắn đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nhìn nàng cười và nói. Nàng có sợ không? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Dương Diệp giơ tay khẽ xoa nhẹ lên gương má Hiểu Vũ Tịch, nói. Ta cũng không sợ. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên. Một đường kiếm quang bắn ra. Đầu của Thiên Vấn Lan đã trực tiếp bay ra ngoài. Tiếp theo, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Phượng Tình Vũ cùng Mạc Cơ, gằn giọng nói. Bán đế thì giỏi lắm sao? Hắn vừa nói dứt lời, sát ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý cảnh giới hư vô từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra. Trong phút chốc, hai luồng ý cảnh đột nhiên bắt đầu ép lại. Ngay lập tức, rắc rắc, không gian trong mấy vạn dặm trực tiếp rạn nứt. Chơi thì phải chơi cho độc, chơi chính là mạng. Một, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Mạc Cơ cùng Phượng Tình Vũ lập tức biến đổi. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đây là cảm giác của hai người lúc này. Trong lòng hai người dường như đã dâng lên sóng to gió lớn. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ một bán thánh sẽ cho bọn họ cảm giác như vậy. Hai người nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu và muốn ra tay. Dừng tay. Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ, bầu trời chấn động mạnh. Tiêu Biệt Ly cùng một nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh xuất hiện ở đó. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp kia, Dương Diệp do dự một lát rồi tâm niệm thoáng động. Sát ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý xung quanh hắn lập tức tản ra, cuối cùng tràn về trong cơ thể hắn. Giới hạn của kiếm ý cộng thêm hai loại ý cảnh, đây gần như là đấu pháp đồng quy vô tận. Bởi vì chính hắn chưa từng giới hạn hai loại ý cảnh này, một khi hắn thành công giới hạn hai loại ý cảnh này thì cho dù có thể giết chết đối phương, hoặc khiến cho đối phương bị thương nặng, nhưng hắn nhất định sẽ bị cắn trả, hơn nữa còn chắc chắn rất nghiêm trọng, so hơn cả giới hạn lực lượng thân thể. Đương nhiên, nếu như Tiêu Biệt Ly không đến, đừng nói giới hạn hai loại ý cảnh, hắn cũng chuẩn bị thả cùng kỳ ra rồi. Người cũng phải chết, còn cần quan tâm tới chuyện gì nữa? Không, hắn sẽ không quan tâm, hắn sẽ chỉ khiến cho đối phương chết cùng thôi. Chơi phải độc, chơi chính là tính mạng. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh kia, Mạc Cơ cùng Phượng Tình Vũ vốn muốn ra tay đã lập tức ngừng lại. Tiêu viện trưởng. Đệ tử của ngươi lẻn vào Thiên Vũ Tông ta, giết hai trưởng lão, một phó tông chủ của Thiên Vũ Tông ta, quả nhiên là năng lực tốt đấy. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Ly, nói. Nếu bây giờ ngươi tới, vậy hãy cho ta một câu trả lời hợp lý. Ta tin tưởng lấy nhân phẩm của Tiêu viện trưởng chắc chắn sẽ không thiên vị cho học sinh của mình, đúng không? Hai trưởng lão, một phó tông chủ. Nghe thấy Phượng Tình Vũ nói vậy. Khóe mắt của Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp áo bào xanh khẽ giật, trong mắt hai người đầy vẻ khiếp sợ. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh nhìn Dương Diệp với vẻ hứng thú. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Phượng Tình Vũ, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đã nói rõ là chờ ta tới rồi mà. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Kế hoạch có thay đổi, bọn họ muốn hoàn toàn cướp đoạt ký ức của Vũ Tịch. Ta không có cách nào, chỉ đành phải hiện thân đưa Vũ Tịch đi. Vậy tại sao phải giết người? Tiêu Biệt Ly lại hỏi. Không có cách nào, bọn họ không cho ta đi, ta chỉ có thể xông ra. Dương Diệp nói. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trầm xuống. Khóe miệng Tiêu Biệt Ly khẽ giật, người ta không cho ngươi đi, ngươi lại xông ra. Đây là Thiên Vũ Tông đấy. Lúc này, Tiêu Biệt Ly thật sự rất đau đầu. Hắn xem như đã hiểu rõ. Dương Diệp có thiên phú tuyệt vời. Nhưng đây tuyệt đối không phải là một người hiền lành, tuyệt đối là một kẻ chuyên gây ra họa. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Diệp không nên ở Thư viện Bạch Lộc, chắc phải ở Tà Phái hoặc U Minh Điện. Bởi vì người của hai thế Lui Si Di đều không kiêng nể gì cả, đều bị điên hết. Làm sao bây giờ? Tiêu Biệt Ly nhìn Dương Diệp, nói. Hắn thật sự không có cách nào. Thiên Vũ Tông cùng người Mạc gia sẽ từ bỏ ý định sao? Tuyệt đối không thể. Khai chiến cùng Thiên Vũ Tông và Mạc gia sao? Vậy càng không thể nào. Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Phải biết rằng Bạch Lộ giới không phải chỉ có Thư viện Bạch Lộc, còn có rất nhiều cư dân khác. Đây chính là con số trên 10 vạn đấy. Nếu không có cách nào giải hòa, chiến đấu cũng không được,
lẽ nào phải giao Dương Diệp ra sao? Đây cũng là một biện pháp. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nhìn về phía Phượng Tình Vũ, nói. Ta không có ý đối địch với Thiên Vũ Tông, càng không ý đối địch với Mạc Gia. Nhưng các ngươi vẫn muốn đối địch với ta. Thê tử ta từ vị diện phía dưới đến đây đã bị Thiên Vũ Tông ngươi dẫn đi, nếu như các ngươi đối xử tử tế với nàng, ta sẽ rất cảm kích, đồng thời sẽ báo đáp các ngươi. Nhưng các ngươi không làm vậy, các ngươi dẫn nàng đi, phong ấn ký ức của nàng, sau đó muốn tặng nàng cho người khác để đổi lấy lợi ích của Thiên Vũ Tông ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Ta chỉ muốn nói, không phải Dương Diệp ta muốn cố ý gây sự, mà là Thiên Vũ Tông nàng muốn bắt nạt Dương Diệp ta cùng Vũ Tịch. Đương nhiên, ta hiểu rõ Tiêu Viện Trưởng khó xử. Nếu như Tiêu Viện Trưởng muốn lấy đại cục làm trọng không quan tâm tới phu thê ta thì có thể tự mình rời đi. Yên tâm, ta sẽ không trách Tiêu Viện Trưởng. Dù sao Thư Viện Bạch Lộc không nợ gì ta, không cần thiết phải vì ta mà đối địch với Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia. Nhóc con, chúng ta rời đi thì ngươi sẽ phải chết, hiểu chưa? Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh cười nói. Tiền bối nhì ta giống như người sợ chết sao? Dương Diệp nói. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu, nói. Không giống. Dương Diệp nhún vai, sau đó kéo Hiểu Vũ Tịch về bên cạnh, nói. Có ta ở đây, không người nào có thể tổn thương nàng, nếu có, cũng phải chờ sau khi ta chết đi. Hiểu Vũ Tịch đi tới trước mặt Dương Diệp, ôm lấy Dương Diệp khẽ nói. Sẽ không có ai cả, bởi vì ngươi chết, ta cũng chết. Tiêu Biệt Ly. Lúc này, Phượng Tình Vũ nói. Thư viện Bạch Lộc ngươi cùng Thiên Vũ Tông ta luôn luôn qua lại. Thân thiết, lần học sinh của ngươi giết đệ tử Thiên Vũ Tông ta, bắt đệ tử Thiên Vũ Tông ta. Về chuyện này, lẽ nào ngươi không cho Thiên Vũ Tông ta một câu trả lời sao? Còn nữa, ngươi cảm thấy Thiên Vũ Tông ta dễ bắt nạt sao? Người này sỉ nhục Mạc Gia ta, hắn phải chết. Lúc này, Mạc Cơ đột nhiên nói. Hắn sỉ nhục Mạc Gia người thế nào? Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh đột nhiên hỏi. Mạc Cơ cười lạnh, nói. Ngày mai Hiểu Vũ Tịch sẽ phải gả vào Mạc Gia ta, trở thành tiểu thiếp của cháu ta. Mà bây giờ, Dương Diệp này lại bắt nàng đi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ngoài chê cười Mạc Gia ta thậm chí không bảo vệ nổi một nữ nhân sao? Nếu như Thư viện Bạch Lộc ta nhất quyết bảo vệ hắn thì sao? Đúng lúc này, Tiêu Biệt Ly đột nhiên nói. Nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy, Phượng Tình Vũ cùng Mạc Cơ lập tức nheo mắt lại. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Ly, nói. Tiêu viện trưởng, liệu có đáng vì một đệ tử mà đối địch với Thiên Vũ Tông ta và Mạc Gia không? Tiêu Biệt Ly, người cần phải hiểu rõ. Lúc này, Mạc Cơ cũng nói. D. Lúc này, Thư viện Bạch Lộc của ngươi đang cần có thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu gặp phải kẻ địch mạnh. Chỉ sợ Thư viện Bạch Lộc ngươi từ nay về sau sẽ phải xuống dốc. Có lẽ, một sơ sẩy thôi sẽ khiến Thư viện Bạch Lộc ngươi hoàn toàn biến mất khỏi trung thổ thần châu này. Tiêu Biệt Ly đang muốn nói, nữ tử xinh đẹp áo bào xanh bên cạnh hắn đã nói trước. Ta xem như đã hiểu rõ rồi. Hai đứa trẻ này đều đến từ vị diện dưới, bởi vì một vài nguyên nhân mới phải tách ra. Thiên Vũ Tông ngươi đi đón tiểu nữ hài này. Nhưng các ngươi lại muốn lợi dụng nàng để đổi lấy lợi ích cho tông môn của mình, bởi vậy không tiếc phong ấn ký ức của nàng. Sau khi tiểu tử này biết được đã xông thẳng lên Thiên Vũ Tông cứu người, nhưng các ngươi không cho nên hắn giết người. Đúng, chuyện này ta nhìn không có vấn đề gì, mà là Thiên Vũ Tông ngươi cùng Mạc Gia muốn ỷ thế hiếp người, đáng tiếc là các ngươi đã đánh giá thấp thực lực của tiểu tử này, người không giết được, trái lại còn bị hắn giết ngược. Nói đến đây. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Cho dù tiểu tử này tàn nhẫn, không để ý tới hậu quả, nhưng vẫn có thể xem là một nam nhi có tình có nghĩa. Hắn đáng để ngươi bất chấp mọi giá ra sức bảo vệ. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười và nói. Tình hình của Thư viện Bạch Lộc bây giờ đã như vậy, có tệ thì còn tệ được tới mức nào nữa. Hơn nữa, ta cảm thấy bây giờ Thư viện quỷ quái của ngươi chỉ thiếu loại người dám xông pha, dám đánh giống hắn. Không có người như thế dẫn dắt, thế hệ trẻ trong thư viện của ngươi sẽ đều là một đám nhu nhược. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn nữ tử xinh đẹp áo bào xanh, nói. Ngươi rất coi trọng hắn. Ít nhất hắn có can đảm hơn ngươi, vì nữ nhân của mình mà dám một mình xông vào một thế lực cấp toàn thạch, đồng thời đối địch cùng hai thế lực lớn.
Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, khẽ nói. Vẻ mặt Tiêu Biệt Ly có phần không được tự nhiên, hắn không dám nhìn nữ tử xinh đẹp mà nhìn thẳng về phía Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch, nói. Các ngươi quay về thư viện Bạch Lộc, chỉ cần các ngươi quay về tới đó, đế giả cũng đừng mong giết được ngươi. Dương Diệp tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức muốn ở lại cùng tiến cùng lùi. Lấy thực lực của Tiêu Biệt Ly, hắn ở đây cũng chỉ tăng thêm gánh nặng. Hắn lập tức ôm lấy Hiểu Vũ Tịch, chân phải đạp xuống đất một cái, cả người đã phóng lên cao, bắn nhanh về phía bên ngoài Bạch Lộ giới. Làm càn. Vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trở nên dữ tợn. Mở ra đại trận, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông nghe lệnh, tiêu diệt Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Đi mau. Giọng nói của Tiêu Biệt Ly bắt đầu vang vọng nơi đây. Cơ thể của Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp áo bào xanh thoáng di chuyển, lao về phía Mạc Cơ cùng Phượng Tình Vũ. Tự tìm chết. Vẻ mặt Mạc Cơ cũng trở nên dữ tợn. Chẳng mấy chốc, bốn người đã trực tiếp biến mất. Bốn người đều là bán đế, nếu bọn họ giao đấu ở đây sẽ dẫn tới thiên đạo, thậm chí có người tới bảo vệ. Bởi vậy bốn người trực tiếp bước vào không trung. Dương Diệp ôm Hiểu Vũ Tịch thi triển tốc độ đến mức độ cao nhất, mà vào thời điểm bọn họ sắp xông ra khỏi Thiên Vũ Thành, một màn ánh sáng rất lớn đột nhiên bao phủ lấy toàn bộ Thiên Vũ Thành. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, hắn bấm tay bắn ra một luồng kiếm khí, lập tức đập vào trên màn ánh sáng này. Khi đường kiếm khí kia đánh vào phía trên màn ánh sáng, kiếm khí trực tiếp tiêu tan nhưng màn ánh sáng không hề bị ảnh hưởng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch bên cạnh hắn khẽ nói. Đây là trận pháp do Tổ sư Thiên Vũ Tông năm đó để lại, mấy năm nay mỗi một đời tông chủ đều sẽ gia tăng nó. Có thể nói, chỉ có đế giả, hoặc là rất nhiều bán đế liên thủ mới có thể phá vỡ được trận pháp này. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, mấy nghìn cột sáng từ bên trong Thiên Vũ Tông phóng lên cao rồi đột nhiên chuyển động nhanh về phía Thiên Vũ Thành. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Vũ Thành cũng hiện ra từng bóng dáng lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp vung tay phải lên, 10 con rối thánh giả xuất hiện ở xung quanh Hiểu Vũ Tịch. Không cho ta đi, vậy ta không đi nữa. Dương Diệp đưa tay phải ra, giận dữ hét. Táng thiên! Từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu phóng lên cao, trong phút chốc, sát ý cùng lệ khí vô tận giống như thủy triều trào ra. Táng thiên, hôm nay ta cho ngươi uống đủ. Dương Diệp vừa dứt lời, rất nhiều kiếm khí màu đỏ giống như che trời lấp đất bắn ra xung quanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.